Ừm, tuy nói như vậy, nhưng có mấy ai gặp phải rắc rối mà không lo lắng chứ? Trần Triệu Dương không nói gì thêm, liền tăng tốc độ, rất nhanh sau đó xe đã đến lầu dưới của công ty. Đây là một tòa cao ốc văn phòng rất lớn, công ty Khuynh Thành Quốc tế đã thuê nguyên một tầng, phải biết là giá thuê của khu trung tâm thương mại Tấc Đất là Tấc Vàng này không hề rẻ, có thể coi là giàu có hào sảng rồi. Trần Triệu Dương đi theo Nam Cung Yến đến tầng đặt trụ sở của công ty họ. Toàn bộ công ty Khuynh Thành Quốc tế đã được sắp xếp ổn thỏa, công tác chuẩn bị đã xong, việc tuyển dụng nhân sự cũng đã kết thúc. Nhìn tổng thể chỉ nhánh công ty chẳng khác gì một công ty lớn đã thành lập lâu năm, trạng thái tinh thần rất sôi sục. Chỉ là lúc này, ở trung tâm công ty có một vài người đàn ông ăn mặc bảnh bao, dáng vẻ hung hăng hống hách tự cho là mình đứng đầu thiên hạ. Đứng trước mặt những người này là một người đàn ông trung niên đeo kính, trên trán ướt đẫm mồ hôi đang đứng phục vụ ở đó. Tôi nói, công ty của mấy người có chịu chuyển đi hay là không? Tôi đã nói rồi, tôi có việc cần dùng đến chỗ này nên không cho thuê nữa, mau cút khỏi đây cho tôi, tên cầm đầu với thân hình gầy gò cực kỳ ngông nghênh chỉ tay vào mặt người đàn ông trung niên chửi rủa. Giám đốc Chu, công ty này chúng tôi vừa mới thuê. Sao có thể nói lấy là lấy lại được? Hơn nữa, chúng tôi có hợp đồng, nếu ông làm vậy chính là vi phạm hợp đồng rồi, ông sẽ phải bồi thường thiệt hại như đã thỏa thuận trước đó. Người đàn ông trung niên rõ ràng là bị tên giám đốc Chu này ép đến máu dồn hết lên não, ông ấy hừ một cái rồi ra sức chống đối lại. Ây da, còn dám đem luật pháp ra hù dọa tôi nữa kìa. Tôi nói cho ông biết. Cái văn phòng này mấy người có muốn hay không cũng phải dọn đi cho tôi, bằng không, tôi sẽ cho người qua đây làm loạn mỗi ngày. Tôi muốn xem thử, công ty mấy, người có thể hoạt động được hay không, Chu Chí Võ dở thói côn đồ nói. Ông, nghe Chu Chí Võ nói vậy, Lý Kiến Nghĩa giận run cả người, nhưng ông ấy không cách nào đối phó được với đám côn đồ hung ác tàn bạo này. Chú Lý, chú không sao chứ, đúng lúc này, một bóng dáng xinh đẹp xông vào, có chút thở dốc. Hỏi. Chủ tịch, tôi thực sự xin lỗi, tôi đã không giải quyết ổn thỏa vấn đề này, Lý Kiến Nghĩa nhìn thấy cô đi đến thì rướm nước mắt nói. Không phải lỗi của chú, để cháu lo, Nam Cung Yến đương nhiên biết rằng chuyện này không hề liên quan gì đến ông ấy, thoạt nhìn thì biết có người không muốn chỉ nhánh công ty mình được mở một cách suôn sẻ. Vâng, nghe Nam Cung Yến nói vậy, Lý Kiến Nghĩa gật đầu rồi đứng sang một bên. Chu Chí Võ vốn dĩ đang rất bực bội. Nhưng khi nhìn thấy Nam Cung Yến thì đôi mắt ông ta liền sáng lên. Ông ta thề rằng mình chưa bao giờ nhìn thấy một người phụ nữ nào xinh đẹp đến như vậy, ngay khoảnh khắc nhìn thấy cô, ông ta nghĩ mình nhất định phải có được cô, bằng không, cuộc sống của ông ta sẽ trở nên vô nghĩa. Là giám đốc Chu phải không, nếu hợp đồng đã được ký kết, vậy chúng ta cứ dựa theo các điều khoản trên hợp đồng mà làm việc. Hợp đồng đã viết rõ là thuê 3 năm, nếu ông nhất quyết hủy bỏ hợp đồng, vậy tốt thôi. Ông hãy thanh toán hết các khoản vi phạm hợp đồng, chúng tôi sẽ chuyển đi ngay lập tức. Nam Cung Yến nói một hơi, bày tỏ hết những điều mình muốn, hoàn toàn không cho Chu Chí Võ có cơ hội xen vào. Người đẹp, nếu cô muốn tiếp tục thuê ở đây, không phải là không thể. Chỉ cần cô đi ăn với tôi một bữa cơm, uống một chút rượu, chuyện này sẽ được giải quyết thôi, Chu Chí Võ nhìn Nam Cung Yến với vẻ mặt thèm thuồng. Nghe những lời này của ông ta, ánh mắt cô lộ rõ sự phẫn nộ. Lúc này, những nhân viên xung quanh cũng cảm thấy vô cùng uất nghẹn, dù sao thì Nam Cung Yến cũng là sếp của công ty họ, nay lại để sếp của mình đi tiếp rượu, ăn cơm cùng người ta, điều đó quả thật là một sự sỉ nhục. Muốn cùng ăn cơm uống rượu với vợ tôi sao, ông là cái thá gì? Lúc này, Trần Triệu Dương đột nhiên bước tới, không kìm được tung một cước vào bụng của Chu Chí Võ khiến ông ta văng ra ngoài. Việc này lập tức khiến toàn bộ người trong công ty đều sửng sốt. Ai nấy cũng nhìn về phía người đã ra tay với vẻ mặt sùng bái. Dù gì tên Chu Chí Võ này đã làm ầm ở công ty họ cả buổi rồi, điều này thật khiến người khác chán ghét. Ai, thằng oát con nào đá tôi đấy? Mau ra đây, xem tao có đập chết mày không? Chu Chí Võ nhếch nhác đứng lên, vẻ mặt phẫn nộ nhìn sang Trần Triệu Dương. Là ông nội của ông đây, sao nào? Còn muốn được ăn đòn nữa à? Trần Triệu Dương hừ lạnh một tiếng, lập tức bước tới trước, lạnh lùng nhìn Chu Chí Võ. Mày là ai, lại cả gan đánh tao, có tin tao tìm người chém chết mày không? Chu Chí Võ bị khí chất lạnh lùng của Trần Triệu Dương dọa một phen, loạng choạng suýt chút nữa ngã xuống đất. Tôi là ông nội của ông đây, sao vậy? Cháu ngoan, không nhận ra ông à? Trần Triệu Dương nhìn Chu Chí Võ với vẻ mặt giễu cợt. Đám nhân viên xung quanh nghe anh nói vậy thì đột nhiên cười phá lên. Anh chàng đẹp trai này thực sự rất hài hước,
lại dám nói với Chu Chí Võ như vậy, gan đúng là không nhỏ. Mày muốn chết à? Chu Chí Võ nghe Trần Triệu Dương nói vậy, cả mặt đỏ phừng lên, nhưng nghĩ tới vũ lực của anh, ông ta không dám tiến lên. Nói đi, chuyện này ông muốn như thế nào? Trần Triệu Dương bước tới trước mặt của Chu Chí Võ, từ trên cao nhìn xuống, đồng thời hơi thở của anh dần dần phả ra, đè nén lên người Chu Chí Võ. Tao chính là không muốn cho mấy người thuê đó. Văn phòng này là của tao, tao muốn cho ai thuê thì cho. Mày có thể làm gì được chứ? Đừng quên, bây giờ là xã hội pháp trị, tao không tin mày có thể làm gì tao. Chu Chí Võ bị Trần Triệu Dương áp chế, vốn muốn khuất phục. Nhưng nghĩ tới lợi ích sau khi hoàn thành chuyện này, ông ta lại trở nên cứng rắn hơn. Rất tốt, điều tôi muốn chính là câu nói này của ông. Như vậy đi, ông ra giá đi, bao nhiêu tiền tôi mua lại? Trần Triệu Dương gật đầu, vô cùng khí phách nói. Nghe Trần Triệu Dương nói vậy, Chu Chí Võ há hốc mồm, nhìn vào anh với vẻ mặt không dám tin. Phải biết là bây giờ rất ít người thành lập công ty mà mua cao ốc văn phòng, chỉ có một số công ty lớn mới xây dựng tòa văn phòng cho riêng mình. Mặc dù ông ta biết, công ty Khuynh Thành Quốc tế cũng không hề nhỏ, nhưng cũng chỉ đối với thành phố Nam Hải, nếu ở một thành phố thương mại như Long Hải vốn cũng chẳng là gì cả. Huống hồ, Khuynh Thành Quốc tế ở thành phố Long Hải chỉ là thành lập một chi nhánh công ty thì sao có thể đầu tư nhiều tiền được. Được thôi, tòa nhà này từ tầng 1 tới tầng 3 đều là của tao, nếu mày muốn mua thì hãy mua hết đi. Tao không bán riêng, hơn nữa, tao không muốn chuyển khoản từng đợt mà chỉ muốn tiền mặt trong một lần, Chu Chí Võ đảo mắt, liền nói. Giá của một tầng vốn đã làm các công ty quy mô tầm trung phải chùn bước rồi, nay ba tầng cộng lại thì cho dù là một số công ty lớn cũng không thể nói mua là mua được. Ông đúng là nhiều lời, nói ra đi, bớt nói nhảm lại, Trần Triệu Dương lạnh lùng nhìn sang Chu Chí Võ rồi nói. Các nhân viên xung quanh, bao gồm Nam Cung Yến đều nhìn Trần Triệu Dương với vẻ mặt kinh ngạc. Lời anh nói cũng hào phóng quá rồi, trực tiếp mua luôn, cho dù không phải người trong ngành bất động sản nhưng họ cũng biết giá của cả ba tầng văn phòng này không hề rẻ. Mọi người bèn nhìn sang Chu Chí Võ, họ muốn xem thử Chu Chí Võ sẽ ra giá thế nào. Chu Chí Võ thấy Trần Triệu Dương không giống nói đùa, điều này khiến sắc mặt ông ta trở nên nghiêm túc hơn, cảm giác giống như mình đắc tội phải người không nên đắc tội vậy. Nhưng chuyện đã đi đến nước này rồi, ông ta cũng không thể bỏ cuộc giữa chừng được. Trong lòng tính toán một hồi, sau đó ông ta nghiêm nghị nói, được thôi, muốn mua ba tầng nhà văn phòng này của tao, hoàn toàn không thành vấn đề. Ba tầng này của tao, mỗi tầng hơn 1.000 mét vuông, tao tính mày 1.000 mét vuông thôi vậy. Ba tầng là 3.000 mét vuông, tao tính cho mày 200.000 tệ trên một mét vuông, vậy 3.000 mét vuông là 600 triệu tệ, giá cả rất hợp lý đúng không? Nghe Chu Chí Võ nói vậy, mọi người đều há hốc mồm. Tòa nhà văn phòng như thế này lại có giá 200.000 tệ trên một mét vuông, sao không đi cướp luôn đi? Trần Triệu Dương, chúng ta không thuê nữa, chúng ta đổi chỗ khác, anh đừng manh động, Nam Cung Yến là người phản ứng đầu tiên, cô sợ anh sẽ bốc đồng mà mua mất. Đừng nôn nóng, anh có chủ ý của mình mà, Trần Triệu Dương mỉm cười, siết chặt lấy bàn tay mềm mại xen lẫn một chút lạnh lẽo của cô rồi nói. Nghe Trần Triệu Dương nói vậy, cô vẫn còn chút lo lắng nhưng cũng biết anh chắc có cân nhắc của riêng mình nên cô cũng không nói nữa. Giá này ông đưa ra cao rồi, nói giá thật đi, Trần Triệu Dương mỉm cười rồi ép giá. Được rồi, chỉ cần mày bỏ ra 500 triệu tệ, tao sẽ bán cho mày. 500 triệu tệ, không thiếu một đồng. Chu Chí Võ đương nhiên biết giá mình nói quá cao, nhưng ông ta vốn không có ý định bán, chỉ muốn gây khó dễ cho tên nhãi kiêu ngạo này mà thôi. Cho dù mình đã giảm 100 triệu tệ, tên nhóc này chắc chắn cũng không thể mua được, dù gì cái giá này có thể nói là vượt một nửa giá thị trường. Xem ra ông vẫn còn thông minh, ông xác định đây đã là giá cuối cùng, không giảm được nữa sao, tôi chỉ cho ông một cơ hội này thôi, Trần Triệu Dương nói với dáng vẻ vô cùng điềm đạm. Như thể anh mới là người bán vậy. Ha ha, mày đúng là tự cao mà, chính là giá này. Mày có mua hay không? Nếu không thì hôm nay bọn mày cút hết đi cho tao. Chu Chí Võ cười phá lên, lười phải để ý tới tên ngông cuồng này. Giống như việc giảm giá xuống là chuyện tốt đối với ông ta vậy. Được, in một bản sao hợp đồng chuyển nhượng, tôi mua tòa văn phòng này. Trần Triệu Dương gật đầu, lập tức nói thẳng với Chu Chí Võ. Cái gì? Nghe Trần Triệu Dương nói vậy, không chỉ Chu Chí Võ đơ ra, mà các nhân viên trong công ty cũng đều sững sốt. Đây không phải là 100, 200 mà là 500 triệu tệ đấy,
mức giá này cũng đủ để xây một tòa nhà văn phòng cho riêng mình rồi. Trần Triệu Dương, anh điên rồi sao? Cái này là 500 triệu tệ đó, không phải con số nhỏ, Nam Cung Yến chợt lo lắng. Cô vốn còn tưởng anh chỉ mặc cả gạch dưới giá với Chu Chí Võ. Nếu thật sự mặc cả được giá cả theo ý của cô thì không phải là không mua được. Nhưng cái giá này thật là quá lãng phí tiền. Vợ, không sao đâu. Em yên tâm, anh không phải người dễ dàng chịu thiệt như vậy, Trần Triệu Dương nhẹ nhàng nói bên tai cô. Nghe anh nói vậy, cô mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần anh không hồ đồ hay bốc đồng thì được rồi. Mày chắc là muốn chứ? Trị giá 500 chi đó, Chu Chí Võ hít một hơi thật sâu, hỏi với vẻ mặt nghỉ hoặc. Sao vậy, cái giá này ông còn không vừa ý sao? Vậy thì thôi đi, số tiền này tôi dành đi làm chuyện khác vậy, Trần Triệu Dương nhướng mày, sau đó nhàn nhạt nói. Đừng, bán chứ, sao lại không bán, cậu đợi một chút, tôi cho người đi in hợp đồng, Chu Chí Võ lập tức gọi điện thoại. Trần Triệu Dương cũng không rảnh rỗi, Nam Cung Yến dẫn anh vào phòng làm việc của cô. Đợi anh gọi một cuộc điện thoại, Trần Triệu Dương nói rồi gọi cho Tăng Kim Lai một cuộc điện thoại. Anh Trần, anh tìm tôi sao? Nhận được điện thoại của Trần Triệu Dương thì Tăng Kim Lai vô cùng kích động. Giúp tôi điều tra một người tên là Chu Chí Võ, Trần Triệu Dương lập tức nói ra mục đích của mình. Anh Trần, anh đợi một chút, tôi đi điều tra ngay đây. Tăng Kim Lai nghe thấy Trần Triệu Dương nhờ mình làm việc thì vô cùng hưng phấn. Không đến một phút, anh ta đã gửi một vài tư liệu của Chu Chí Võ qua. Anh Trần, không phải tên họ Chu này đắc tội anh đấy chứ? Anh chỉ cần nói một câu, không đến nửa tiếng tôi sẽ khiến cho ông ta phải phá sản. Tăng Kim Lai là một người thông minh, chỉ cần qua lời nói của Trần Triệu Dương thì anh ta lập tức nhận ra đây là một cơ hội tốt để lập công. Được, chuyện hôm qua xử lý xong rồi chứ? Nếu xong rồi thì chiều nay đến nhà tôi một chuyến, tôi muốn cho anh chút đồ. Trần Triệu Dương nghĩ đến hôm qua anh ta đã giúp mình hai việc lại thêm lần này nữa là ba. Nếu không cho anh ta chút lợi ích nào thì sợ anh ta sẽ không giúp đỡ anh nữa. Chuyện tối qua tôi đã xử lý xong theo những gì mà anh dặn dò rồi, nhà họ Thương bây giờ chỉ là quá khứ, còn tài sản của nhà họ thì tôi còn đang tính toán, đợi đến khi tính xong rồi thì tôi sẽ chuyển qua cho anh, nghe thấy lời nói của Trần Triệu Dương thì anh ta kích động phát điên. Hôm qua Trần Triệu Dương bảo anh ta đến nhà một lần là để giúp đỡ xử lý vụ Triệu Diễm Linh và đám côn đồ kia. Anh ta không thu hoạch được gì, cuối cùng hôm nay cũng được bồi thường rồi. Được, anh đợi điện thoại của tôi, Trần Triệu Dương cúp máy rồi nhìn về phía Nam Cung Yến. Anh có nhiều tiền như thế không? Nếu không thì em vẫn còn một chút, không phải của công ty mà là của em. Nam Cung Yến thấy Trần Triệu Dương gọi điện điều tra tư liệu về Chu Chí Võ thì nghĩ là anh muốn dùng bạo lực, nên vội nói. Anh có tiền mà, yên tâm đi, chỉ có 500 triệu mà thôi. Dù gì tiền của anh không lấy dễ như thế đâu, Trần Triệu Dương bật cười, Nam Cung Yến càng ngày càng ra dáng vợ hiền rồi, chuyện gì cũng lo lắng cho anh. 500 triệu mà chỉ có cái gì, rốt cuộc anh có bao nhiêu tiền cơ chứ? Nam Cung Yến nghe thấy giọng điệu của Trần Triệu Dương thì tò mò hỏi. Hỏi xong thì cô thấy hơi hối hận. Nghe được câu hỏi của cô thì Trần Triệu Dương nhíu mày, vì từ trước đến nay anh chưa từng nghĩ đến câu hỏi này, cũng chưa từng tính xem mình rốt cuộc có bao nhiêu tiền. Nhưng mà có một điều anh hiểu rất rõ, chính là anh có rất nhiều tiền, rất nhiều tiền. Thấy anh nhíu mày không nói thì Nam Cung Yến vội nói, em chỉ hỏi thế thôi, không có ý gì khác. Không phải, anh cũng không biết mình có bao nhiêu tiền, trong thẻ này chắc có tầm vài tỷ, trước đây là thế còn bây giờ thì không chắc nữa. Nhìn thấy bộ dáng khẩn trương của Nam Cung Yến thì Trần Triệu Dương giải thích. Anh không muốn anh và cô chỉ vì vấn đề này mà có khúc mắc gì cả. Thêm nữa, chuyện về tiền nong này trước giờ anh đều không để tâm đến. Nhiều nữa thì trong thẻ ngân hàng của anh cũng chỉ là một chuỗi các con số mà thôi. Cái gì, anh có nhiều tiền thế sao? Nghe được lời của Trần Triệu Dương thì Nam Cung Yến vô cùng ngạc nhiên. Phải biết là giá trị thị trường của tập đoàn Khuynh Thành Quốc tế bọn họ cũng chỉ có khoảng 20 tỷ mà thôi. Đây cũng chỉ là giá trị thị trường, nếu thực sự số tiền lưu động của công ty có khoảng mười mấy tỷ thì cũng đã là chuyện đáng kinh ngạc rồi. Vì dù gì chuyện điều hành một công ty không đơn giản chỉ là có tiền. Lý do tại sao một số công ty phá sản chính là vì chuỗi vốn bị đứt đoạn, họ không có đủ nguồn vốn lưu động. Nếu tính thêm cả Hồ Lộc Minh mà anh mua nữa thì tiền của anh cũng phải hơn giá trị công ty chúng ta, Nam Cung Yến nói với vẻ khó tin. Chỉ là chút tiền nhỏ mà thôi, nếu em cần thì lấy lúc nào cũng được, chúng ta là vợ chồng, tiền của anh chính là tiền của em. Trần Triệu Dương không để ý mà lại lôi mối quan hệ của hai người ra nói.
Được thôi, nếu công ty cần thì em sẽ không khách sáo với anh đâu đại gia ạ. Nam Cung Yến vẫn rất kinh ngạc. Vì dù gì Trần Triệu Dương ban đầu cũng chỉ là một người bảo vệ quèn của công ty cô mà thôi, nháy mắt đã có nhiều tiền như thế rồi. Đây chính là chồng của cô, vốn trước đây cô còn nghĩ kết hôn với anh là cô bị thiệt. Nhưng bây giờ càng tiếp xúc thì cô mới phát hiện ra, Trần Triệu Dương là một người đàn ông vô cùng bí ẩn. Khi cô nghĩ cô hiểu anh thì rất nhanh sau đó anh sẽ khiến cho cô phải mở rộng tâm mắt. Không thành vấn đề, Trần Triệu Dương cười, anh biết Nam Cung Yến cũng chỉ là nói thế mà thôi. Nhưng anh lại nghĩ, công ty của cô chắc chắn không thể nào đi vào bước đường cùng như thế được. Chủ tịch, anh Trần, Chu Chí Võ đã dẫn theo luật sư đến rồi, khi hai người đang nói chuyện thì tiếng của Lý Kiến Nghĩa từ ngoài vọng vào. Được, Trần Triệu Dương đáp một tiếng rồi nói, tốc độ nhanh đấy. Hai, nếu bắt được một người tiêu tiền như nước thế thì em nghĩ tốc độ của em còn nhanh hơn, nghe thấy lời của Trần Triệu Dương thì Nam Cung Yến bật cười nói. Vốn cô còn có chút lo lắng cho anh, nhưng đến khi biết được anh có nhiều tiền thế thì cô biết, anh chắc chắc không phải một tên ngốc, việc kinh doanh thua lỗ chắc chắn sẽ không làm mà anh sẽ còn có đường lui khác. Được rồi, xem ra trong lòng em anh chính là một người tiêu tiền như nước, nghe được lời nói của Nam Cung Yến thì Trần Triệu Dương cười khổ. Được rồi. Đi xem thử xem, đừng để người ta đợi lâu, Trần Triệu Dương duỗi tay ra nắm lấy tay Nam Cung Yến rồi đi ra ngoài. Mặt cô lập tức đỏ cả lên, nhưng cô cũng không phản đối mà cứ để anh nắm tay như vậy ra khỏi phòng làm việc. Sau khi thấy Trần Triệu Dương nắm tay Nam Cung Yến ra khỏi phòng làm việc thì Lý Kiến Nghĩa trợn tròn mắt lên, ông ấy chưa từng nghe nói tổng giám đốc lạnh lùng này có người yêu. Bây giờ lại còn nắm tay trước mặt nhiều người như thế này thì chính là công khai tình cảm còn gì. Dù gì Nam Cung Yến cũng là người tình trong mộng của vô số đàn ông trong thành phố Nam Hải, bây giờ đột nhiên công khai tình cảm thì chắc chắn khiến cho đám người yêu thầm cô phải đau lòng. Trần Triệu Dương tất nhiên là nhìn thấy sắc mặt kỳ lạ kia của Lý Kiến Nghĩa, chỉ là anh không để tâm đến. Chu Chí Võ thấy Trần Triệu Dương đi ra thì sáng mắt lên, lập tức lao về phía anh. Đây là hợp đồng chuyển nhượng, chỉ cần cậu chuyển tiền qua, tôi ký tên vào thì lập tức có hiệu lực, cậu muốn đi làm thủ tục lúc nào cũng được. Chu Chí Võ đưa hai bản hợp đồng đã ký tên cho Trần Triệu Dương, có thể thấy được ông ta đã nóng lòng như thế nào rồi. Được thôi, mong là ông sẽ không hối hận, Trần Triệu Dương liếc Chu Chí Võ một cái rồi cầm lấy hợp đồng. Đưa cho luật sư của công ty xem đi, Trần Triệu Dương chuyển hợp đồng qua cho Lý Kiến Nghĩa. Lý Kiến Nghĩa ở bên cạnh vội cầm lấy rồi chuyển cho luật sư đã đứng bên cạnh từ sớm. Liên quan đến một giao dịch lớn như thế nên luật sư không dám chậm trễ mà cẩn thận đọc kỹ. Không có vấn đề gì, luật sư chuyển lại cho Lý Kiến Nghĩa rồi gật gật đầu. Nếu đã không có vấn đề gì vậy thì ký đi, Trần Triệu Dương chuyển hợp đồng qua cho Nam Cung Yến. Đưa em làm gì, Nam Cung Yến nhìn thấy Trần Triệu Dương không chút do dự mà đưa một hợp đồng quan trọng như vậy cho mình thì vô cùng ngạc nhiên. Đây là địa điểm làm việc của công ty, tất nhiên phải là em ký rồi, em là chủ tịch mà, Trần Triệu. Dương nói rồi đưa bút cho cô. Em không muốn. Phản ứng đầu tiên của Nam Cung Yến chính là từ chối. Chúng ta là vợ chồng, của anh không phải của em sao, ai ký cũng thế mà thôi, Trần Triệu Dương nói không chút lưỡng lự, anh lập tức đưa hợp đồng và bút vào tay Nam Cung Yến. Nghe thấy lời của anh thì cô biết, dưới sự chứng kiến của nhiều người như vậy thì cô không thể nào tranh cãi với anh được nữa. Nam Cung Yến cũng là một người làm việc quyết đoán, cô lập tức cầm bút, ký một mạch tên của mình và đóng cả dấu vân tay nữa. Được rồi. Chắc ông cũng nhận được tiền rồi đớ, Trần Triệu Dương thu điện thoại lại rồi ra hiệu cho Chu Chí Võ nhìn điện thoại của ông ta. Nghe anh nói vậy, ông ta lập tức nhìn điện thoại, khi nhìn thấy tin nhắn nhận được tiền do ngân hàng gửi đến thì vô cùng vui mừng, kiếm tiền như thế này đúng là quá dễ dàng. Ha ha, vô cùng cảm ơn cậu, không ngờ cậu lại có nhiều tiền như thế, nếu mà biết từ sớm thì tôi đã không hạ giá rồi, Chu Chí Võ không ngờ Trần Triệu Dương lại thoải mái mà chuyển tiền như thế. Ông ta cảm thấy hơi hối hận, ông ta nói bừa một câu mà cũng được cả trăm triệu. Ông ta chỉ muốn đánh cái miệng của mình thôi, đáng lẽ ra nên nói nhiều hơn. Yên tâm, rất nhanh thôi ông sẽ cảm thấy may mắn vì mình đã hạ giá, hơn nữa ông cũng sẽ hối hận vì đã hạ giá quá ít, Trần Triệu Dương cười rồi nói với Chu Chí Võ. Hả, thế sao, vậy tôi phải hưởng thụ cảm giác ân và hạnh phúc đó cho thật tốt rồi, đúng là ngốc mà, Chu Chí Võ vô cùng đắc ý. Các vị. Tôi không làm phiền nữa, dù gì đây cũng là địa bàn công ty các người, tôi sợ chút nữa mọi người quá nhiệt tình thôi,
Chu Chí Võ nhìn đám người đứng xung quanh một lượt rồi nói với vẻ đắc ý. Nhìn thấy bộ dạng khoa trương đó của ông ta thì mọi người ở đây đều vô uất ức, chỉ hận không thể đập nát cái đầu ông ta ra mà thôi. Đợi đến khi ông ta rời đi, không khí trong văn phòng lập tức trở nên vô cùng áp lực. Vốn dĩ có thể mua được chỗ này là một chuyện tốt nhưng cái giá phải trả thực sự quá dọa người. Được rồi, không có chuyện gì nữa rồi, mọi người đi làm việc đi, Lý Kiến Nghĩa dù gì cũng là phó chủ tịch được Nam Cung Yến phái đến đây, khi thấy bầu không khí có chút không ổn thì ông ấy vội nói. Nghe ông ấy nói như vậy thì mọi người đều trở về vị trí của mình và tiếp tục làm việc. Còn Trần Triệu Dương và Nam Cung Yến đã quay về phòng làm việc rồi. Được rồi, Lão Tăng, có thể ra tay nhưng nhớ là 15 tỷ, nếu không đủ tiền thì để ông ta vào tù đi. Trần Triệu Dương gọi cho Tăng Kim Lai một cuộc điện thoại rồi nói cho anh ta quyết định của mình. Anh Trần, cứ yên tâm, anh chỉ cần đợi tin tốt là được rồi. Nghe thấy lời nói của Trần Triệu Dương thì Tăng Kim Lai lập tức hưng phấn. Trong thời gian nhận điện thoại của Trần Triệu Dương thì anh ta đã bắt đầu chuẩn bị, chỉ đợi nhận được mệnh lệnh của anh thì sẽ truyền lệnh xuống. Chu Chí Võ đang xuống tầng thì lập tức cầm lấy điện thoại gọi vào một số. Chuyện tôi bảo ông làm, ông xử lý đến đâu rồi? Bên đầu kia điện thoại truyền sang một giọng nói lạnh lùng. Cậu chủ Chu, chuyện cậu muốn tôi làm tôi đều đã làm theo đúng lời cậu dặn, nhưng mà người ta trả 500 triệu để mua tòa nhà 3 tầng của tôi cho nên tôi bán rồi. Giá này chắc phải gấp đôi giá thị trường, chắc chắn khiến cho họ lỗ to, coi như nhiệm vụ được hoàn thành hơn cả những gì mà cậu giao phó. Chu Chí Võ kích động nói với người bên đầu kia điện thoại. Đúng là đồ ngu, cậu chủ Chu nghe thấy lời Chu Chí Võ nói qua điện thoại thì tức đến phát run rồi lập tức cúp điện thoại. Hừ, cậu chỉ cho tôi có 10 triệu, tôi đã kiếm được 500 triệu rồi, lẽ nào tôi không biết tính hay sao, ai ngu chứ, nghe được cậu Chu tức giận mắng thì Chu Chí Võ bĩu môi. Nghĩ đến số tiền ông A có trong tay thì lại lập tức vui vẻ. Đi đâu chơi bây giờ, trong đầu Chu Chí Võ lúc này nảy ra vô số suy nghĩ, đều liên quan đến việc hưởng thụ. Ngay lúc này, điện thoại ông ta đột nhiên đổ chuông. Alo, có chuyện gì thế? Chu Chí Võ thấy người gọi đến là cố vấn tài sản cho mình, tất cả tiền của ông ta đều do người này xử lý. Cái gì, cậu nói gì, tên chó má nhà cậu, tôi phải giết chết cậu. Ngay sau khi nghe được những gì bên đầu kia nói thì sắc mặt Chu Chí Võ lập tức trắng bệch như tờ giấy, rồi gào lên một cách điên cuồng. Nhưng người ở bên đầu kia đã cúp điện thoại. Mất rồi, tất cả đều mất cả rồi, Chu Chí Võ hồn bay phách lạc, những niềm vui tột cùng vừa rồi đều tan biến hết cả. Cậu chủ Chu, tôi xảy ra chuyện rồi, Chu Chí Võ lập tức gọi cho cậu chủ Chu nhưng ông ta vừa nói xong chuyện của mình thì điện thoại đã bị ngắt kết nối. Đến khi ông ta gọi lại lần nữa thì chỉ nghe thấy số điện thoại bạn gọi tạm thời không liên lạc được mà thôi. Điều này chỉ có hai khả năng, một là ở đây nằm ngoài vùng phủ sóng. Khả năng còn lại là đối phương đã chặn ông ta chết tiệt, tên họ Chu này, cậu chắc chắn xế không được yên đâu, Chu Chí Võ căn chặt răng, tức giận đến mức ném điện thoại đi luôn. Rốt cuộc mình đã đắc tội ai? Chắc chắn là cậu A, không được, mình phải đi tìm cậu ta, may mà ông ta cũng không ngốc lắm. Đợi đến khi lý trí trở lại thì ông ta nghĩ một chút thì đã có thể hiểu được chuyện này. Nghĩ đến đây, ông ta lập tức lao lên trên tầng. Đi, chúng ta ra cửa đón khách quý, ngay khi điện thoại Trần Triệu Dương có âm báo tin nhắn, đọc xong nội dung tin nhắn đó thì anh bật cười rồi đứng lên. Ai vậy, nghe thấy lời của Trần Triệu Dương thì Nam Cung Yến tò mò hỏi lại. Đã là khách quý thì sao lại nở nụ cười thế kia? Nam Cung Yến vừa thắc mắc vừa ra cửa cùng Trần Triệu Dương. Ngay khi họ vừa ra đến cửa thì nhìn thấy một bóng người lảo đảo chạy đến, thở không ra hơi. Ồ, đây là giám đốc Chu mà, sao nào? Bị chó đuổi sao mà chạy nhanh thế? Nhìn thấy bộ dạng thảm hại này của Chu Chí Võ thì Trần Triệu Dương không nhịn được mà cười hỏi. Xin.xin lỗi, tôi sai rồi, tôi không nên làm ra chuyện như vậy, tôi không phải người, tôi sai rồi, cậu khoan hồng độ lượng tha cho tôi đi. Lúc này Chu Chí Võ không còn chút kiêu ngạo của ban nấy. Cứ thế quỳ trước mặt Trần Triệu Dương, nước mắt từng giọt rơi xuống, dáng vẻ thảm không để đâu hết. Mấy nhân viên đang đi làm, bỗng dưng gặp phải cảnh này, toàn bộ ngây ra nhìn. Chuyện gì đây? Không phải vừa mới vô cùng tự phụ đòi mua công ty họ với giá cao gấp đôi sao, bây giờ lại qua cầu xin, đây là có ý gì? Nam Cung Yến kinh hãi nhìn Trần Triệu Dương, bỗng dưng cô nghĩ đến lời anh từng nói trước kia, tiền của anh không dễ dàng lấy như vậy. Nhưng Nam Cung Yến không ngờ rằng vừa qua chưa được bao lâu đã khiến Chu Chí Võ khóc lóc cầu tình.
xem ra năng lực của Trần Triệu Dương quả đúng vượt xa sức tưởng tượng của cô. Nơi này, anh đòi mua giá gấp đôi, tôi cho anh gấp ba luôn không quá đáng chứ? Trần Triệu Dương nhìn Chu Chí Võ, nhàn nhạt hỏi. Nghe thấy lời của Trần Triệu Dương, tim Chu Chí Võ lập tức run lên thình thịch. Quả nhiên là anh. Công ty anh không chỉ phá sản mà còn gánh cục nợ hơn 1,5 tỷ, ông ta vừa mới kiếm được 500 triệu, nhưng không phải là 1,5 tỷ sao? Lần này ông ta vô cùng chắc chắn. Nhưng ông ta không ngờ rằng, Trần Triệu Dương lại hành động nhanh như vậy, ông ta vừa vào. Chân trước, chân sau đã có người mua công ty rồi, thế lực này lớn quá đi. Xem chừng lần này không chỉ đá phải tấm sắt, làm không tốt thì đời này coi như xong rồi. Không, không quá đáng, tôi không cần tiền nữa, tôi bằng lòng cho không cậu nơi này, chỉ xin cậu giơ cao đánh khẽ, tha cho tôi, trên tôi có cha mẹ già dưới có con nhỏ còn đang đợi mình tôi nuôi, tôi không thể bị phá sản, tôi cũng không thể vào tù được, Chu Chí Võ nói, khắp mặt đầy sự đáng thương, nước mắt lã chã. Thế à, trên có cha mẹ già dưới có con nhỏ, không tồi, ông cũng là người hiếu thảo đấy chứ, Trần Triệu Dương cảm thán. Sau đó đổi giọng, nói tiếp, nhưng tôi nhớ cha mẹ ông đã mất từ lâu rồi mà, cha mẹ vợ của ông cũng chưa chăm sóc ngày nào, hơn nữa ông càng không có con. Nào, ông nói cho tôi xem, trên có cha mẹ già nào, dưới có con nhỏ đâu. Cậu, sao cậu biết rõ thế, Chu Chí Võ sững sờ, buột miệng nói. Nghe thấy Chu Chí Võ chưa đánh đã khai, tất cả mọi người đều hiểu ra, ông Chu Chí Võ này đang tranh thủ tình thương, nhưng trên thực tế không hề có chuyện như ông ta vừa nói. Bây giờ không giả vờ nữa à? Được thôi, đi ra đi, bất kỳ ai làm chuyện sai trái cũng đều nên chịu cái giá thích đáng, ông cũng không là ngoại lệ, Trần Triệu Dương không chút lưu tình, trực tiếp để bảo vệ lôi ông ta ra ngoài. Đừng mà, tôi không muốn mất tất cả, giờ đây Chu Chí Võ tuyệt vọng tột cùng. Khi bảo vệ dựng ông ta lên, định lôi ra ngoài thì ông ta đột nhiên ngẩng đầu, giống như trước khi chết đuối vớ được cọng rơm, hét lớn, chuyện này không phải tôi cố ý đâu, có người sai khiến tôi. Đợi chút đã, nghe thấy lời Chu Chí Võ, Trần Triệu Dương phút chốc nổi hứng thú, anh phải xem, rốt cuộc người mà Chu Chí Võ nói đứng sau sai khiến là ai. Cậu phải đồng ý với tôi, không được cướp sản nghiệp của tôi, nếu không tôi sẽ không nói gì cả, Chu Chí Võ thấy Trần Triệu Dương đã nổi hứng thú. Đẩy bảo vệ ra, mang vẻ đắc ý đi đến trước mặt Trần Triệu Dương. Ông ta cho rằng bản thân đã nắm chắc thứ Trần Triệu Dương muốn, nếu như Trần Triệu Dương muốn biết ai đứng sau, chắc chắn sẽ đồng ý với điều kiện của ông ta. Thôi ông đừng nói nữa thì hơn, dù sao thì người đứng sau hận không phải tôi, mà là ông, Trần Triệu Dương phẩy tay, không hề có ý thỏa hiệp. Sau đó Trần Triệu Dương nói với hai người bảo vệ, mau ném tên rác rưởi này ra ngoài cho tôi. Chu Chí Võ vốn đang dương dương tự đắc, nghe thấy thế liền hoảng hốt, đặc biệt là hai tên bảo vệ đáng chết kia lại dựng ông ta dậy, ông ta vốn không cao, đứng trước hai người bảo vệ cao to lực lưỡng thì ông ta không có chút xíu phản kháng nào. Đừng, đừng mà, tôi nói là được chứ gì, lần này Chu Chí Võ sợ thật rồi, Trần Triệu Dương là kiểu dằn mềm gì đều không có tác dụng. Hơn nữa, Trần Triệu Dương nói đúng, tên Chu Hán Khanh trốn ở phía sau, bản thân ông ta thì phải xông lên tiền tuyến. Cuối cùng là bản thân mình khuynh ra bại sản, chứ đâu phải Chu Hán Khanh, sao mình phải bảo vệ hắn. Chẳng bằng nói rõ kẻ đứng sau cho Trần Triệu Dương, chỉ ít thì từ thực lực của Trần Triệu Dương, có khả năng đối đầu với Chu Hán Khanh, cho dù không thể đối chọi thì cũng gây ảnh hưởng xấu đến Chu Hán Khanh. Buông ông ta ra, để ông ta nói, Trần Triệu Dương hất hất tay, hai người bảo vệ kia liền thả Chu Chí Võ xuống. Hy vọng lần này ông đừng nói lời vô ích nữa, nếu không thì cho dù ông muốn nói. Tôi cũng chưa chắc muốn nghe, Trần Triệu Dương nhìn Chu Chí Võ, căn bản không cho ông ta cơ hội quanh co dài dòng nữa. Nghe lời Trần Triệu Dương nói, Chu Chí Võ vốn còn muốn ra giá với anh tức khắc, xem ra lần này mình xong đời rồi. Là Chu Hán Khanh, cậu ta nói, tôi không cho. Các cậu thuê nhà nữa thì cho tôi 10 triệu, cho nên tôi mới làm như vậy với các cậu, Chu Chí Võ nói liền thấy càng bực tức. Đầu tại Chu Hán Khanh, tôi vốn chỉ muốn yên ổn làm người cho thuê nhà. Bây giờ tốt rồi, trắng tay luôn, Chu Chí Võ đổ mọi trách nhiệm lên đầu Chu Hán Khanh, muốn tranh thủ sự đồng tình. Nhưng sao Trần Triệu Dương có thể cho ông ta cơ hội này, anh nhìn rõ bộ mặt thật của Chu Chí Võ này rồi, ông già này không phải là tốt lành gì, bắt chẹt người khác chắc không ít, hơn nữa còn mở. Một tiệm cầm đồ ngầm, cho vay nặng lãi, chắc không ít người bị ông ta ép chết. Được rồi, ông có thể cút rồi, Trần Triệu Dương phẩy tay, để bảo vệ ông ta đi.
cho dù ông ta cầu xin như nào thì Trần Triệu Phong cũng không để ý. Đợi Chu Chí Võ bị kéo ra ngoài xong, Trần Triệu Dương mới nhìn Nam Cung Yến, phát hiện sắc mặt cô không tốt chút nào, chứng tỏ ấn tượng của cô về Chu Hán Khanh cực kỳ tệ. Được rồi, vợ à, em yên tâm đi, chuyện này anh giải quyết giúp em, Trần Triệu Dương xòe tay, bóp bóp tay Nam Cung Yến an ủi. Lúc đó tên Chu Hán Khanh cá cược thua, nhưng đã đồng ý với anh sẽ không đến phá quấy công ty Nam Cung Yến, mà còn cho Nam Cung Yến các tiện ích ở thành phố Long Hải này nữa. Bây giờ Chu Hán Khanh nói không giữ lời, xem ra đã đến lúc tìm hắn nói chuyện rồi. Đừng anh, nhà tên Chu Hán Khanh không đơn giản, không phải kinh doanh bình thường đâu, ở thành phố Long Hải này, có ba gia tộc buôn bán vô cùng cường mạnh, được gọi là Hạ Thương Chu, cũng chính là nhà họ Hạ, nhà họ Thương và nhà họ Chu. Tuy nói như vậy, nhưng cũng chỉ là gọi cho, thuận miệng thôi, nếu như thực sự xếp theo thứ tự thực lực thì phải gọi là Hạ Chu Thương. Nhà họ Thương tuy rằng cũng là một trong ba nhà kinh doanh lớn của thành phố Long Hải, nhưng nếu so với nhà họ Chu và nhà họ Hạ thì nhà họ Thương không đáng là gì. Nam Cung Yến ngay tức thì nói với Trần Triệu Dương chuyện phân bố thế lực ở thành phố Long Hải này, nói mấy điều này là để Trần Triệu Dương đừng tìm Hàn Thiếu Khanh kẻo phiền phức. Yên tâm đi, chỉ là một gia tộc thương buôn, nếu như anh muốn động đến họ thật thì họ là cái thá gì đâu, nghe thấy lời Nam Cung Yến, Trần Triệu Dương cười khẩy một tiếng. Thôi bỏ đi. Chuyện này không phải giải quyết rồi sao, nếu như Chu Hán Khanh lại muốn bày trò như này, đến lúc đó tìm nhà họ Chu nói lý vậy, Nam Cung Yến lo lắng nói. Được rồi vợ, nghe em hết mà, Trần Triệu Dương nghe rõ sự lo lắng của Nam Cung Yến, đương nhiên không muốn khiến cô phiền lòng, lập tức lên tiếng bảo đảm. Chuyện sau đó, Trần Triệu Dương không tham gia nữa, dù sao thì chuyện làm ăn anh không hiểu gì hết. Trong phòng họp nghe Nam Cung Yến bọn họ họp, Trần Triệu Dương buồn ngủ muốn chết. Cuối cùng cũng đến giờ trưa, thực sự Trần Triệu Dương không muốn nghe thêm giờ họp nào nữa, trực tiếp kéo Nam Cung Yến về, đương nhiên lấy cớ là bữa trưa sẽ làm đồ ngon cho cô, giúp cô giải tỏa áp lực. Dù sao chuyện sáng hôm nay đã khiến Nam Cung Yến thấp thỏm không yên. Về đến nhà, phát hiện cô nhóc Tuyên Hoàng đúng là không ngại gì cả, đang ăn vặt, xem phim ở phòng khách. Chú, chị, hai người về rồi à, nhìn thấy Trần Triệu Dương cùng Nam Cung Yến trở về, Tuyên Hoàng buông vội túi đồ ăn vặt. Trần Trần chạy đến. Ban ngày cô không phải làm việc sao, Trần Triệu Dương nhìn bộ dạng không kiêng nể gì của Tuyên Hoàng, hỏi ngay. Công việc của tôi hơi đặc thù, bây giờ chưa có việc, nghe thấy lời Trần Triệu Dương, Tuyên Hoàng chề môi, lập tức phản bác. Tôi thấy cô lười thì có, Trần Triệu Dương còn lâu mới tin lời của cô nhóc này, anh còn nhớ rất rõ lúc còn ở tiệc rượu, nói phải bao anh, vừa nhìn là biết cô già đời lăn lộn xã hội nhiều năm rồi. Trần Triệu Dương quay người đi vào nhà bếp, đã đồng ý làm bữa trưa ngon lành cho Nam Cung Yến rồi, không thể nuốt lời được. Trước khi về nhà, Trần Triệu Dương đã bảo Tăng Kim Lai đến nhà anh rồi, dù sao người ta đã giúp mình giải quyết nhiều chuyện như thế, không thể không cho gì chứ. Hơn nữa, anh cũng đồng ý với Tăng Kim Lai, để anh ta qua đây lấy ít đồ, vừa hay vẫn còn ít thuốc Giang Tử Phong chế trước kia, ít nhất để anh ta thay đổi tình trạng thể lực của bản thân. Bởi vì nhiều thêm một người. Lượng đồ ăn Trần Triệu Dương làm nhiều thêm. Chưa được bao lâu, tiếng Tăng Kim Lai gõ cửa từ ngoài truyền vào. Tổng Giám đốc Nam Cung, chào cô, làm phiền rồi, thấy Nam Cung Yến mở cửa, Tăng Kim Lai lập tức trở nên thận trọng. Giám đốc Tăng khách sáo quá, mời anh vào, Nam Cung Yến đương nhiên biết Trần Triệu Dương mời Tăng Kim Lai đến làm khách, cho nên cứ thế bảo Tăng Kim Lai vào. Cậu Trần đâu rồi, sau khi vào, anh ta buông đồ cầm trên tay xuống. Lần đầu đến nhà không thể đến tay không được. Ánh mắt đảo một vòng nhìn phòng khách, phát hiện Trần Triệu Dương không có ở đây, khiến anh ta nghỉ hoặc. À, anh ấy đang ở phòng bếp làm đồ ăn, anh ngồi đi, đừng khách sáo, Nam Cung Yến lập tức ngại ngùng nói. Dù sao để đàn ông con trai bận rộn trong phòng bếp, cô là vợ mà lại không biết nấu ăn. Cậu Trần đúng là yêu cô quá, nhân vật lớn như anh ấy lại đích thân vào bếp nấu cơm cho cô, nghe thấy lời Nam Cung Yến nói. Tăng Kim Lai hơi kinh ngạc. Tuy rằng lúc ở bữa tiệc, Trần Triệu Dương đã nói với anh rồi, nhưng anh cho rằng đó là cái cớ, không ngờ lại là thật. Đúng lúc này, Trần Triệu Dương từ trong bếp bưng ra món ăn đầu tiên, nhìn thấy Tăng Kim Lai đã đến, Trần Triệu Dương vội nói, anh Tăng đến rồi à, ngồi đi, cơm nước xong ngay đây. Cậu Trần, tôi có giúp gì được không? Tăng Kim Lai thấy Trần Triệu Dương tự mình bê thức ăn đến, lập tức trở nên căng thẳng, nhanh chóng lên tiếng nịnh bợ. Dựa vào anh Á, anh Tăng,
không phải tôi xem thường anh đâu, nhưng anh béo múp míp thế, ăn còn được, nấu cơm thì bỏ đi. Tôi sợ anh vào tôi lại bận hơn. Nghe Tăng Kim Lai nói, Trần Triệu Dương vội vãi phẩy tay, anh không dám để cậu ấm được chiều quen như Tăng Kim Lai vào giúp đâu. Tăng Kim Lai phút chốc xấu hổ, đúng là như vậy. Trần Triệu Dương nấu ăn rất nhanh, tuy là vẫn 4 món mặn 1 món canh, nhưng thắng ở số lượng, ít nhất không có chuyện không đủ đồ ăn, dù sao thêm một Tăng Kim Lai, có vẻ là người ăn được lắm đây. Sau khi Trần Triệu Dương bày biện hết món ăn lên bàn, chuẩn bị ăn, lúc đầu có Trần Triệu Dương, Tăng Kim Lai hơi căng thẳng. Nhưng sau khi anh ta cắn miếng đầu tiên, liền không ngừng lại được. Tại sao anh ta lại béo như vậy? Chính là vì anh ta thích ăn, hơn nữa còn thích ăn ngon. Anh ta vốn chẳng mong đợi gì vào tài nấu nướng của Trần Triệu Dương, nhưng ăn rồi anh ta mới biết, tất cả những món đầu bếp nổi tiếng mà trước kia anh ăn, chỉ đáng vứt vào sọt rác. Một bữa cơm làm Tăng Kim Lai rất mãn nguyện, nhưng đợi anh ta ăn xong thì tâm tư đã không còn trên bàn ăn nữa, mà ở chỗ Trần Triệu Dương sẽ cho anh ta lợi ích gì. Anh Tăng à, đây là đồ tôi cho anh, về rồi hãy mở ra xem, cách dùng ghi ở trên đó. Ăn xong, Trần Triệu Dương vốn định rửa bát nhưng bị Tăng Kim Lai cướp việc, không còn cách khác đành để anh ta làm. Đợi đến lúc Tăng Kim Lai rửa xong, lấy một bình thuốc từ trong phòng ra đưa cho Tăng Kim Lai. Cảm ơn cậu Trần, vậy tôi không làm phiền nữa. Tăng Kim Lai có được món đồ mình muốn liền không lưu luyến gì nữa. Sau khi Tăng Kim Lai về, Trần Triệu Dương đang muốn bồi dưỡng tình cảm với Nam Cung Yến, kết quả bên công ty Nam Cung Yến có chuyện, chỉ có thể cùng cô quay lại công ty. Sợ Nam Cung Yến xảy ra chuyện, anh vẫn luôn đi theo, dù sao đám người đó trước kia đã không từ thủ đoạn phải giết Nam Cung Yến, anh sợ bản thân nhất thời lơ là, không bảo vệ cô thật tốt. Mấy ngày nay, Trần Triệu Dương vẫn luôn theo, sát Nam Cung Yến, nhưng ngày mai đã hẹn giao đấu với Vân Hạn Lâm, anh không có thời gian bảo vệ Nam Cung Yến. Cho nên trước lúc đó, anh đã gọi hai chị em Cận Băng, Cận Liệt có kinh nghiệm chiến đấu phong phú đến, để họ bảo vệ Nam Cung Yến. Đêm nay, Trần Triệu Dương không làm gì khác, mà chỉ ngồi thiền điều chỉnh hơi thở của mình trong phòng Nam Cung Yến. Đối với vấn đề nan giải mà anh đã để lại cho Vân Hạn Lâm, anh tin rằng ông ta khó mà giải quyết được, còn anh cứ việc duy trì trạng thái đỉnh cao của mình là được. Sáng ngày hôm sau, Trần Triệu Dương thấy Nam Cung Yến vẫn chưa dậy, bèn làm bữa sáng, sau đó để lại lời nhắn rồi rời đi. Bác Tài, đi núi Long Đài, anh để xe của mình lại cho Nam Cung Yến. Dù sao ở thành phố Long Hải này, cô cũng không quen thuộc mấy, chắc sẽ có lúc dùng đến xe. Ây da, chàng trai, xem ra cậu cũng biết sự kiện ở núi Long Đài chúng ta. Hôm nay đã là chuyến thứ 3 tôi chở khách đến đó rồi. Lúc đầu tôi cũng không hay biết gì, cứ chở nhiều lần thì biết à. Tài xế taxi là một người đàn ông trung niên rất thích nói chuyện, nghe nói Trần Triệu Dương đi núi Long Đài thì lập tức bắt chuyện tán gẫu. Trần Triệu Dương cũng có chút tò mò. Tại sao lại có nhiều người biết tới cuộc quyết đấu giữa anh và Vân Hạn Lâm đến vậy? Sau khi nghe tài xế taxi nói, Trần Triệu Dương mới bèn hiểu ra vì sao cuộc quyết đấu ở núi Long Đài lại truyền ra rầm rộ như thế. Hóa ra là do Vân Hạn Lâm muốn khôi phục danh tiếng cho môn phái của mình, đồng thời cũng muốn phô trương thực lực của Kỳ Môn Sơn bọn họ, cho nên đã thông báo với các võ giả ở khắp nơi. Vân Hạn Lâm thân là một võ đạo sư tông, có thể nói là những cuộc quyết đấu như thế này rất hiếm khi xảy ra. Nên mới có nhiều võ giả đến như vậy. Hơn nữa, một số doanh nhân lớn ở thành phố Long Hải đương nhiên cũng biết chuyện này qua các tình báo của họ, vì vậy những người đến xem không phải ai cũng là võ giả. Mặc dù tài xế taxi biết sẽ có một cuộc quyết đấu xảy ra, nhưng ông ta không hề biết rằng người quyết đấu là võ giả, còn nghĩ rằng cuộc quyết đấu này xảy ra là vì phụ nữ. Núi Long Đài cũng đã đóng chặt các lối ra vào, chỉ có những võ giả hoặc một số nhân vật lớn mới có thể lên núi. Trước khi đến chân núi Long Đài, taxi đã không được phép lưu thông nên Trần Triệu Dương đành trả tiền và đi bộ lên núi. Này, anh cũng đến đây xem trận chiến ở núi Long Đài à? Ngay khi anh xuống xe chuẩn bị đi lên núi, một giọng nói lanh lảnh truyền vào tai anh. Cô đang gọi tôi à? Trần Triệu Dương nhìn quanh, phát hiện xung quanh chỉ có mình anh, mà người hỏi chuyện với anh lại là một cô gái khoảng 15, 16 tuổi, phía sau cô gái là một ông cụ chừng 50 mấy tuổi. Thực lực của ông cụ này không ngờ lại là thiên tiên đại thành khiến anh có chút kinh ngạc, xem ra trận quyết đấu này thật sự đã thu hút rất nhiều võ giả. Còn cô gái này cũng không tệ, đã đạt tới cảnh giới thiên tiên, đối với một cô gái 15-16 tuổi như thế này có thể nói đã là thiên phú. Ngoài anh ra còn có ai ở đây nữa sao?
đương nhiên là tôi gọi anh rồi, cô gái ngẩng cao đầu bước tới chỗ Trần Triệu Dương nói với vẻ kiêu ngạo. Có chuyện gì sao, anh bèn hỏi lại. Tình Nhi, mau quay lại đây, nhìn thấy cháu gái chủ động bắt chuyện với một người đàn ông xa lạ, ông cụ nhất thời có chút không vui, dù gì theo ý ông ấy, chuyện này cũng quá bất cẩn rồi. Ông nội, không sao đâu, nhìn anh ấy chỉ là một người bình thường thôi, sẽ không gặp nguy hiểm gì đâu, cô gái được gọi là Tình Nhi sau khi nghe ông cụ nói vậy, lập tức làm nũng nói. Ông cụ rất thương cháu gái nên không ngăn cản nữa. Vừa rồi tôi hỏi anh còn chưa trả lời, Tình Nhi chắp tay sau lưng, bước đến cạnh anh, hỏi lại một lần nữa. Không phải, tôi tới quyết đấu, Trần Triệu Dương thành thật nói. Ha ha, Tình Nhi chợt ngẩn người ra khi nghe những lời của anh nói, rồi cười phá lên. Đương nhiên là ông cụ cũng nghe thấy, bèn lắc đầu, lớp trẻ bây giờ thật thích làm lòe thiên hạ. Vậy thì anh tên gì? Tình Nhi cười một lúc lâu, sau đó mới dần dần kiềm lại cảm xúc rồi lại hỏi. Trần Triệu Dương, còn cô, Trần Triệu Dương cười đáp, lúc này anh có nói thật thì cũng không ai muốn tin. Anh thật sự rất vui tính, được rồi, thì ra anh tên Trần Triệu Dương, tôi là Lâu Tình Nhi, gọi tôi Tình Nhi là được rồi, con người anh thật là thú vị, đúng lúc, chúng tôi cũng đang lên núi, cùng lên đi, Lâu Tình Nhi nghe anh nói thì bật cười thành tiếng. Anh xem anh đến một hậu thiên võ giả cũng không được, lại nói rằng mình đến quyết đấu. Sau khi lên núi, anh đừng bao giờ nói như vậy, rất dễ gây thù với người ta đấy. Mặc dù Lâu Tình Nhi còn trẻ nhưng cô ấy đã theo ông mình bôn ba vào Bắc Gia Nam, đương nhiên là biết điều gì nên nói, điều gì không nên nói. Được, tôi biết rồi, Trần Triệu Dương không ngờ lại được một cô bé 15, 16 tuổi chỉ bảo, nhưng người ta cũng là có ý tốt nên anh không phản bác lại. Nhìn anh thật thà như vậy, thế này đi, anh hãy lên núi cùng chúng tôi đi. Lâu Tình Nhi thấy Trần Triệu Dương nghe lời như vậy thì rất hài lòng, liền nói với dáng vẻ chị đại. Được thôi, Trần Triệu Dương gật đầu, không hề từ chối. Ông cụ lập tức nhíu mày, nhưng nhìn thấy anh chỉ là một thanh niên không có thực lực gì, không đến mức phải cảnh giác, cứ việc cho theo vậy. Chỉ là đoàn người vừa tới chân núi liền bị chặn lại, hiển nhiên là hiện tại núi Long Đài này chỉ có võ giả mới có thể tiến vào. Hơn nữa sức mạnh của Trần Triệu Dương chỉ có thể được phát hiện khi nó được thi triển. Còn bây giờ anh trông giống như một người bình thường mà thôi. Vị này, hôm nay núi Long Đài đóng cửa không thể vào, muốn vào tham quan thì hôm khác có thể quay lại, mấy nhân viên bảo vệ ở cửa ngăn Trần Triệu Dương lại và nói. Trần Triệu Dương xem qua thì thấy rằng những nhân viên bảo vệ này đều là võ giả, dường như chỉ được mời tới canh gác tạm thời cho trận quyết đấu này. Chào chàng trai trẻ, cậu này đi cùng với chúng tôi, muốn đến để được mở mang tầm mắt, ông cụ lập tức lên tiếng nói với nhân viên bảo vệ đó. Được rồi, tiền bối, nếu đã là người của tiền bối, vậy theo vào cũng có trở ngại gì, nghe ông cụ nói vậy, sắc mặt của các nhân viên bảo vệ liền nghiêm túc nói. Phải biết là bọn họ không thể nhìn thấu được thực lực của ông cụ này, chứng tỏ rằng người này ít nhất cũng là thiên tiên võ giả, bọn họ không dám đắc tội. Vậy cảm ơn các vị nhiều rồi, ông cụ gật đầu, sau đó đưa Trần Triệu Dương và Lâu Tình Nhi lên đường núi. Nhìn xem, có phải ông nội tôi rất được coi trọng không? Nếu không, một người còn không được là hậu thiên võ giả như anh sẽ không bao giờ vào được đâu, Lâu Tình Nhi nhìn Trần Triệu Dương với vẻ mặt tự hào nói. Đúng vậy, Trần Triệu Dương không hề để bụng, liền gật đầu. Ba người đang trên đường lên núi, dọc đường gặp khá nhiều người, đều là võ giả, thậm chí có người bình thường không phải võ giả, bên cạnh cũng sẽ có một số võ giả. Ông ơi, sao lại có nhiều người đến xem thế này, khi ba người lên đến đỉnh núi Long Đài. Họ thấy đã có rất nhiều người đứng ở đây và hầu như tất cả các vị trí tốt gần sàn đấu đều đã bị mọi người ngồi cả rồi. Võ đạo tông sư, đây đã là một cấp bậc khác rồi. Nhiều người như vậy, phần lớn đều là đến xem phong thái của võ đạo tông sư. Dù sao, trận quyết đấu của võ đạo tông sư rất hiếm khi nhìn thấy được. Phải biết rằng, rất nhiều người đã đột phá đến thiên tiên, nhưng muốn đạt tới cảnh giới võ đạo tông sư thì khó hơn lên trời, rất nhiều người đều bế tắc ở bước này. Cho nên thông qua cuộc giao đấu của võ đạo tông sư lần này, bọn họ muốn quan sát học hỏi một chút, có khi sẽ có ích cho việc đột phá của bản thân. Ông cụ ngay lập tức giải thích cho Lâu Tình Nhi hiểu. Sau khi nghe xong, cô ấy mới ngỡ ngàng liền gật đầu lia lịa, cô ấy vẫn còn cách võ đạo tông sư rất xa, nên vốn không nghĩ nhiều về chuyện này. Trần Triệu Dương rất tán thành điều này, lần này, anh cũng chính là muốn được lĩnh hội một chút về sự lợi hại của nó. Nghe người ta nói, võ đạo tông sư là võ giả siêu nhiên áp đảo cả thiên tiên võ giả,
thậm chí có là cường giả thiên tiên đỉnh cũng không thể nào gây ra tổn hại gì được. Ngược lại, võ đạo tông sư có thể giết chết võ giả thiên tiên trong nháy mắt, cho dù là thiên tiên đỉnh cũng tuyệt đối không phải là chuyện khó khăn. Anh nghe hiểu sao, nhìn bộ dạng anh có vẻ như rất am hiểu vậy, Lâu Tình Nhi đứng bên cạnh nhìn thấy dáng vẻ gật đầu tán thành của Trần Triệu Dương thì há hốc mồm, nghẹn ngào nói. Chuyện này có gì khó hiểu chứ? Tôi không phải người nước ngoài, tất nhiên là nghe hiểu tiếng Hoa Hạ rồi, Trần Triệu Dương sờ sờ mũi của mình, sau đó nói. Tôi thực sự phục anh rồi, không hiểu được những điều đó nên khi nghe Trần Triệu Dương nói vậy Lâu Tình Nhi cảm thấy bực mình. Ở đây có vẻ nhìn không được rõ ràng lắm, sao không tiến lại gần một chút, Trần Triệu Dương nhìn thấy hai ông cháu Lâu Tình Nhi chỉ ở phía sau, vốn không thể nhìn thấy trận đấu, thì lên tiếng nói. Hừ, anh ngốc sao? Không thấy phía trước đều là những ai sao? Đó đều là cường giả mạnh nhất của những thế lực ở các phương. Nếu như anh tiến lên đó, sẽ bị xé vụn thành từng mảnh ngay lập tức, Lâu Tình Nhi nghe anh nói vậy thì vội nói. Chỗ đó có một chỗ trống, đi thôi, chúng ta qua đó đi, Trần Triệu Dương không để ý tới những gì cô ấy nói, lập tức đi về phía chỗ trống đó. Các người không đi qua đó sao? Trần Triệu Dương tiến lên vài bước, phát hiện hai người họ hoàn toàn không hề di chuyển thì bèn hỏi. Anh mau quay lại đây, đừng đi qua đó, thực lực của anh như vậy nếu qua đó sẽ rất nguy hiểm đấy. Lâu Tình Nhi nhìn thấy anh thật sự đi qua đó thì vội lo lắng, lập tức tiến lên kéo anh lại rồi nói. Không sao, tôi thấy bọn họ đều rất ôn hòa, nếu hai người không đi, vậy tôi đành phải qua đó một mình rồi. Trần Triệu Dương mỉm cười, sau đó xoay người đi về phía vị trí trống. Ông ơi, liệu anh ấy đi qua đó có gặp nguy hiểm gì không? Lâu Tình Nhi bỗng trở nên lo lắng khi thấy Trần Triệu Dương không chịu nghe lời khuyên của mình mà cứ khăng khăng muốn đi qua bên đó. Hai, những người đó cho dù là ông cũng không muốn chọc giận bọn họ. Một con cừu trà trộn vào bầy sói. Cháu cho rằng hậu quả sẽ như thế nào, ông cụ lắc đầu bất lực nói. Ông ơi, vậy phải làm sao đây? Nếu anh ấy thực sự gặp nguy hiểm thì sao? Ông nhất định phải cứu anh ấy. Ông ơi, con cầu xin ông đấy. Lâu Tình Nhi nghe thấy vậy thì vô cùng lo lắng. Ngay lập tức khẩu cầu ông mình. Cháu gái ngoan, không phải cháu chỉ mới quen biết cậu ta thôi sao, sao đã cầu xin ông rồi. Trước giờ cháu chưa từng cầu xin ông điều gì cả, ông cụ đột nhiên nhìn cháu gái có phần kỳ quái. Người ta làm gì có, thôi bỏ đi, ông không cứu thì thôi vậy, Lâu Tình Nhi giận dỗi quay đầu đi, không thèm nhìn ông của mình nữa. Trần Triệu Dương đương nhiên là muốn tới gần sàn đấu, dù sao anh cũng sẽ lên đó, nếu như đứng xa quá, lúc lên sẽ rất phiền phức. Đúng lúc, Trần Triệu Dương đã nhìn thấy một vị trí rất lý tưởng. Nơi này cách sàn đấu gần nhất, hơn nữa tầm nhìn rộng nên nhìn rõ hơn. Chỉ là kỳ lạ, tại sao không có ai chọn chỗ này? Trần Triệu Dương cũng không thèm để ý tới chuyện này, lập tức đi tới, ngồi lên tảng đá to lõm xuống đó. Cả đỉnh núi vốn dĩ rất ồn ào, nhưng sau khi thấy Trần Triệu Dương ngồi trên tảng đá lớn đó, tất cả mọi người đều im lặng lại nhìn anh với vẻ mặt không dám tin. Mẹ ơi! Người anh em này thật gan dạ, dám ngồi vào vị trí của bá Vương Lư. Gan dạ sao, tôi nghĩ là tự tìm đường chết thì có, đồ thần kinh. Tôi không nghĩ là vậy. Nhìn xem, tên này trông không giống một võ giả chút nào, trên người hắn không có chút chân khí dao động nào cả. Hơn nữa, tên này nhìn không nghiêm túc, không có khí chất của một võ giả. Điều đó có nghĩa, anh chàng này là một người bình thường, vốn không biết bá Vương Lư ghê gớm đến mức nào. Nhìn thấy Trần Triệu Dương đang ngồi trên tảng đá lớn, những người trên đỉnh núi đều bắt đầu bàn tán xôn xao, ai nấy đều nhìn anh như nhìn một người đã chết vậy. Hai ông cháu nhà họ Lâu đương nhiên nghe thấy những lời bàn tán của mọi người, có lẽ Lâu Tình Nhi cũng không biết bá Vương Lư là ai. Nhưng ông cụ họ Lâu thì biết. Ông ơi, bá Vương Lư là gì vậy? Rất lợi hại sao, nhưng cái tên này cũng quá buồn cười rồi, Lâu Tình Nhi ngây ngô hỏi. Xuyệt, nhỏ tiếng một chút. Bá Vương Lư vốn là họ Lữ, tên đầy đủ là Lữ Đại Vĩ. Người này rất ngông cuồng, hơn nữa lòng dạ hẹp hòi. Chỉ cần đắc tội phải ông ta, không ai trong số đó sẽ kết thúc tốt đẹp. Sau đó, ông ta được đặt cho biệt hiệu là Bá Vương Lư. Ban đầu ông ta được gọi là Bá Vương Lữ, nhưng sau khi được lan truyền, lại trở thành Bá Vương Lư. Ông cụ Lâu nói, hiển nhiên là ông ấy rất rõ về tên Bá Vương Lư này. Ông ta độc đoán như vậy. Lẽ nào không ai có thể trừng trị được ông ta sao? Lâu Tình Nhi hỏi một cách ngây thơ. Ông ta là cường giả thiên tiên đỉnh. Nghe nói ông ta đang chuẩn bị đột phá lên võ đạo tông sư, ai dám đắc tội chứ? Bởi vậy,
sẽ không ai làm những chuyện này, ông cụ Lâu lắc đầu bất lực nói. Ở cái độ tuổi xế chiều này, ông ấy mới chỉ là thiên tiên đại thành, đối mặt với những kẻ ngông cuồng như vậy, cũng chỉ có thể thở dài bất lực mà thôi. Hả, lợi hại đến thế sao? Vậy Trần Triệu Dương chiếm lấy vị trí của Bá Vương Lư, há chẳng phải gặp xui xẻo rồi sao? Nghe ông mình nói vậy, Lâu Tình Nhi chợt sững sờ, rồi sốt sắng nói. Không được, cháu phải kéo anh ấy lại đây mới được. Anh ấy như vậy là tự đào huyệt chôn mình rồi, Lâu Tình Nhi liền định chạy đến chỗ Trần Triệu Dương. Đã muộn rồi, ông cụ Lâu giữ cô ấy lại, lắc đầu chua xót nói. Nhìn theo ánh mắt của ông mình, Lâu Tình Nhi thấy một đám người đang hùng hùng hổ hổ bước đến từ những bậc thềm đá dưới núi, đứng đầu là một người đàn ông trung niên rất cao nhưng gầy gò. Khi cô ấy nhìn thấy dáng vẻ của người đàn ông này thì suýt bật cười. Bởi vì khuôn mặt của người đàn ông này rất dài, giống như mặt con lừa. Đồng thời, cô ấy cũng biết lý do tại sao mọi người lại gọi ông ta là Bá Vương Lư rồi. Quả nhiên, ánh mắt của tất cả mọi người cũng đều sáng lên, khuôn mặt của Lữ Đại Vĩ thật sự quá dài rồi. Thầy, vị trí của người bị một tên nhóc chiếm mất rồi, chính vào lúc này, bên cạnh Lữ Đại Vĩ xuất hiện một người đàn ông dáng người thấp bé, anh ta chỉ về phía mỏm đá lớn mà Trần Triệu Dương đang đứng. Cái gì, có người dám cướp chỗ của thầy sao, hắn chán sống rồi hả? Người đâu, mau đuổi tên nhóc đó đi, hắn đúng là không biết trời cao đất dày mà. Để con đi, hãy xem một chiêu của con khiến hắn quỳ xuống xin tha. Đám học trò của Lữ Đại Vĩ nhìn về phía Trần Triệu Dương thì cảm thấy vô cùng tức giận. Dù gì thầy của họ mạnh như vậy, trước đây chỉ có chuyện họ đi bắt nạt người khác, làm gì có ai dám bắt nạt họ cơ chứ. Nhưng không hề nghĩ tới, trước mặt nhiều người như vậy, lại có người dám ngông cuồng chiếm mất vị trí của thầy họ. Lá gan của người này quả thực quá lớn rồi. Lúc này, học trò của Lữ Đại Vĩ ai cũng tay chân ngứa ngáy, muốn xông lên đánh tên nhóc ngông cuồng kia một trận. Các người đừng ỷ mạnh hiếp yếu, tên đó chỉ là người bình thường tay trói gà không chặt, các người muốn đánh hắn gãy hết chân tay ư, Lữ Đại Vĩ cười như không cười liếc qua Trần Triệu Dương, sau đó nhẹ nhàng mở miệng nói. Thầy, đâu thể như thế được, cho dù hắn chỉ là một người bình thường, nhưng lại làm chuyện không nên làm, chiếm mất vị trí của người, thầy, người yên tâm, con ra tay có chừng mực, nhất định sẽ không giết chết hắn. Những học trò khác nghe thấy lời của Lữ Đại Vĩ xong đều sững sờ. Không dám nói thêm gì khác, nhưng chỉ có một tên học trò hiểu ý của Lữ Đại Vĩ. Đúng vậy, nhất định phải khiến tên nhóc này tàn phế. Được, con đi đi, nhớ giữ chừng mực, Lữ Đại Vĩ gật gật đầu, thấy rất hài lòng với học trò này của mình, thằng bé thật hiểu ý của thầy. Nghe xong lời của thầy, Trương Sơn thấy rất kích động, cuối cùng cũng tìm được cơ hội thể hiện với thầy. Vâng, Trương Sơn lập tức lao nhanh về phía Trần Triệu Dương. May mà Lữ Đại Vĩ không đích thân ra tay, vẫn còn có cơ hội, ông cụ Lâu thấy chỉ là học trò của Lữ Đại Vĩ ra tay liền thở phào nhẹ nhõm. Tên nhóc kia, lá gan của cậu cũng thật lớn, lại dám ngồi vào vị trí của thầy tôi, còn không mau cút ra cho tôi, vóc dáng của Trương Sơn hoàn toàn khác với Lữ Đại Vĩ. Lữ Đại Vĩ cao gầy, mặt dài. Còn Trương Sơn này hoàn toàn ngược lại, béo lùn, mặt tròn. Lúc đó Trương Sơn đứng ở phía trước mỏm đá mà Trần Triệu Dương ngồi. Nên Trần Triệu Dương không hề nhìn thấy mà chỉ nghe thấy giọng của anh ta. Là người hay là quỷ? Mau đi ra đây cho tôi, đừng trốn nữa, giả thân giả quỷ, nhìn là biết không phải hạng tốt đẹp gì rồi. Trần Triệu Dương chẳng hề quan tâm đến Trương Sơn đang la lối, mà chỉ nói với giọng trào phúng. Nghe thấy lời của Trần Triệu Dương, những người xung quanh đang chứng kiến chuyện này đều cười lớn. Đặc biệt là nhìn Trương Sơn đứng ở phía dưới mỏm đá, thật sự giống như là đang trốn vậy. Cậu muốn chết sao, nghe thấy lời của Trần Triệu Dương, Trương Sơn vốn đang rất bình thản liền cảm thấy tức giận. Anh ta ghét nhất là người khác nói vẻ ngoài của mình, nhưng Trần Triệu Dương lại nói hết ra như vậy, thật sự đã động vào chỗ cấm kỵ của anh ta, đây là điều mà anh ta không chấp nhận được. Trương Sơn nhảy lên, trực tiếp đứng lên trên mỏm đá, nhìn Trần Triệu Dương với ánh mắt tức giận. Trương Sơn rõ ràng đã có sát ý với Trần Triệu Dương. Sao nào? Mỏm đá này thầy anh đã mua rồi sao? Tại sao người khác lại không thể ngồi? Anh bảo thầy anh kêu nó một tiếng xem nó có trả lời không? Trần Triệu Dương bộ dạng không quan tâm, trực tiếp đáp trả lại. Cậu, mặc dù dáng vẻ của Trương Sơn vô cùng lợi hại, nhưng khi đối mặt với Trần Triệu Dương, anh ta không biết nên phản bác như thế nào. Cậu cái gì mà cậu? Lớn như thế rồi mà còn nói lắp, uốn lưỡi đi rồi hãng nói tiếp. Đúng thật là, thầy anh cũng không dạy anh cách nói chuyện.
đúng là mất mặt, Trần Triệu Dương vừa nói chuyện liền đâm chọt người ta, đám người xung quanh nghe xong chỉ biết đỡ chán. Thằng nhóc này cũng thật biết đắc tội người khác. Cho dù không phải là thù hận gì, nhưng mấy câu nói của anh đủ khiến nó trở thành thù oán sâu đậm. Cậu mau đi chết cho tôi, Trương Sơn biết rằng, nếu cãi nhau, anh ta nhất định không phải là đối thủ của tên nhóc này, nếu đã cãi không lại, vậy thì không cãi nữa. Đàn ông, vẫn là nên dùng nắm đấm để nói chuyện. Cho nên, anh ta không định nói mấy lời thừa thãi nữa, trực tiếp ra tay, đánh cho người kia câm miệng lại. Xong rồi, tên nhóc này xong đời rồi, đám người xung quanh nhìn Trương Sơn chuẩn bị ra tay, liền biết được thiếu niên đẹp trai người ngợi này sắp. Xong đời. Trương Sơn giống với thầy của mình, có thù tất báo, đều là người tâm địa hẹp hòi, bây giờ có người sỉ nhục mình như vậy, nếu không đánh nhau mới là kỳ lạ. Sao vậy, không nói lại được tôi, nên muốn dùng vũ lực sao? Tôi rất tò mò, nếu dùng vũ lực cũng không được nữa, anh định làm gì tiếp? Có khi nào sẽ về nhà gọi người lớn ra không? Trần Triệu Dương nói một cách châm chọc. Mặt Trương Sơn tái mét, không nói gì, mà đánh thẳng một chưởng mạnh về phía miệng của Trần Triệu Dương. Anh ta ghét cách Trần Triệu Dương nói chuyện chọc tức người khác, cho nên trước cứ đánh gãy hết răng của anh trước đã. Ông ơi, người mau ra tay đi, nhìn một màn này, Lâu Tình Nhi nhất thời không dám nhìn, hét lên sợ hãi. Không cần ông cứu, cháu xem đi, chính vào lúc này, Lâu Tình Nhi nghe được lời của ông cụ Lâu, mở mắt ra, phát hiện trưởng kia của Trương Sơn không hề chạm vào Trần Triệu Dương. Coi như cậu may ma, Trương Sơn không nghĩ tới, trưởng này của mình lại không trúng người anh. Anh ta chỉ có thể coi như Trần Triệu Dương may mắn, và tin chắc rằng lần tiếp theo sẽ không đánh trượt nữa. Nhưng sau đó mỗi lần anh ta ra tay, đều suýt chút nữa là trúng vào người Trần Triệu Dương, nhưng suýt chút đó, lại xa xôi đến lạ, hoàn toàn không chạm được vào. Nếu như là một hai lần, có thể nói là trùng hợp, nhưng lần nào cũng như vậy, thì không phải là trùng hợp nữa rồi, đó chính là thực lực. Đồ lừa đảo, lại dám lừa mình, đợi kết thúc rồi, xem tôi làm sao xử lý anh. Lâu Tình Nhi thấy Trần Triệu Dương né tránh linh hoạt, vô cùng nhẹ nhàng, liền biết rằng Trần Triệu Dương không phải người bình thường. Đúng là vô vị, thật giống một tên lợn ngốc, mau cút ra đi, không có thời gian trêu đùa với anh đâu, Trần Triệu Dương một chân đạp mạnh vào. Mông của Trương Sơn, khiến anh ta ngã xuống đất. Thấy thanh niên trẻ này một chân đá bay học trò của Lữ Đại Vĩ, mọi người đều rất kinh ngạc, tên Trương Sơn này mặc dù hống hách ngang ngược, nhưng thực lực cũng được coi là nổi bật. Trong đám người trẻ tuổi quả thực không tồi. Trương Sơn lúc này sao còn chưa biết tên nhóc này đang đùa dỗ ớn mình cơ chứ, điều này khiến anh A cảm thấy vô cùng xấu hổ. Thấy dáng vẻ cáu giận của Trương Sơn, mọi người đều bật cười, mặc dù họ không đắc tội nổi Lữ Đại Vĩ nhưng chê cười học trò của ông ta thì không vấn đề gì. Đối mặt với sự chê cười của đám đông, Trương Sơn đỏ cả mặt lên, nhưng không dám tiến lên trước nữa, giận dữ trừng Trần Triệu Dương, sau đó lao nhanh rời đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mọi người đều biết rằng, Trương Sơn đánh không lại Trần Triệu Dương, chắc chắn sẽ đi tìm Lữ Đại Vĩ. Theo như tính cách của Lữ Đại Vĩ, nhất định sẽ không màng thân phận mà dạy dỗ tên nhóc này một trận. Trần Triệu Dương hoàn toàn không quan tâm, tiếp tục ngồi xuống mỏm đá lớn, bình tĩnh điều chỉnh hơi thở. Cậu đúng là ngu chết đi được, còn cần đến thầy cậu ra tay, Lữ Đại Vĩ nhìn dáng vẻ tủi thân của học trò. Vô cùng tức giận, trực tiếp đi về hướng Trần Triệu Dương. Thằng nhóc kia, cậu cũng to gan thật đấy, vậy mà dám đánh học trò của tôi, cậu có tin tôi lấy đầu của cậu để đá bóng không? Lữ Đại Vĩ lúc này vô cùng tức giận, dù gì cũng là trước mặt nhiều người như vậy, ông ta không thể để người khác chê cười được. Hừ, học trò của ông là một kẻ ngốc, ông cũng là một kẻ ngốc, cái ngốc này có thể dạy lại được đỡ. Nghe xong lời của Lữ Đại Vĩ, Trần Triệu Dương lạnh lùng nhìn sang, anh hiện tại không muốn tốn sức với Lữ Đại Vĩ. Nhưng nếu như ông ta không biết điều, anh cũng không nhịn nữa. Cái gì, nghe được lời của Trần Triệu Dương, Lữ Đại Vĩ không tin vào tai của mình nữa, tên nhóc này điên rồi sao? Lại dám nói chuyện như vậy với ông ta, lẽ nào hắn không biết ông ta là ai sao? Trời ơi, hai thầy trò nhà ông quả là đức hạnh đều như nhau, tai không tốt thì đi khám đi, chạy đến đây nhiều lời làm gì, Trần Triệu Dương chớp chớp. Mắt, không hề muốn quan tâm bọn họ. Nghe xong lời của Trần Triệu Dương, sắc mặt Lữ Đại Vĩ liền trầm xuống, xem ra học trò mình nói không hề sai, tên nhóc này quả thực rất to gan. Cho cậu một cơ hội, hiện tại quỳ xuống trước mặt tôi xin tha, có lẽ tôi sẽ tha cho cậu. Lữ Đại Vĩ mặc dù hống hách ngang tàn, nhưng trước mặt nhiều người như vậy, ông vẫn phải bày ra dáng vẻ của bậc cao nhân tiền bối,
nếu không sẽ dễ khiến người khác chỉ trích. Mặc dù ông ta không quan tâm những thứ như danh tiếng, nhưng cũng không muốn vì chuyện nhỏ này mà bị người khác nói là ỷ mạnh hiếp yếu. Nghe được lời của Lữ Đại Vĩ, Trần Triệu Dương híp híp mắt, trong mắt lóe lên tia nguy hiểm. Lữ Đại Vĩ rõ ràng đã động đến cấm kỵ của anh, cho nên anh cũng không định nói thêm gì với ông ta nữa. Trong lúc Trần Triệu Dương chuẩn bị ra tay, ông cụ Lâu và Lâu Tình Nhi đã đi đến trước mặt Lữ Đại Vĩ. Lữ Đại Sư, cậu ta còn trẻ người non dạ, nói chuyện bốc đồng, ông là một người đức cao trọng vọng, đừng chấp mấy chuyện nhỏ nhặt này, ông cụ Lâu tươi cười nói chuyện với Lữ Đại Vĩ. Trần Triệu Dương, đừng nói nữa, tôi khó khăn lắm mới xin được ông giúp anh giải nguy đấy. Lâu Tình Nhi lại đi đến bên cạnh Trần Triệu Dương, nhỏ giọng nói với anh. Trần Triệu Dương đương nhiên không hề nghĩ tới Lâu Tình Nhi lại quan tâm đến người lần đầu gặp gỡ như vậy, điều này khiến anh thấy vô cùng cảm động. Ông là ai mà dám quản chuyện của tôi? Tôi thấy ông chính là già lẩm cẩm rồi. Lữ Đại Vĩ vốn dĩ đang tức giận, chỉ cần Trần Triệu Dương không phối hợp, ông ta liền có cớ để ra tay, nhưng lại có người chắn ngang giữa đường, khiến ông ta càng thêm tức giận. Nghe được lời của Lữ Đại Vĩ, ông cụ Lâu cũng khó chịu, nhưng nghĩ đến cháu gái đã cầu xin ông như vậy, ông liền cố gắng ép sự tức giận xuống. Mau cút đi, nếu không tôi cũng xử thêm cả ông nữa. Lữ Đại Vĩ lạnh giọng hét một tiếng, khí thế bức người liếc qua ông cụ Lâu. Cảm nhận được hơi thở của Lữ Đại Vĩ, sắc mặt ông cụ Lâu nháy mắt thay đổi. Ông cũng là võ giả thiên tiên, nhưng vẫn còn kém Lữ Đại Vĩ một bậc, chính một bậc đó khiến ông ở trước mặt Lữ Đại Vĩ hoàn toàn yếu thế hơn. Ngay lúc Trần Triệu Dương chuẩn bị ra tay, một luồng hơi thở khủng bố từ xa truyền tới. Cảm nhận được luồng hơi thở này, Lữ Đại Vĩ vốn định ra tay, nhưng rất nhanh đã thu hồi lại, nhìn về hình bóng ở phía xa. Người đến chính là sơn chủ của Kỳ Môn Sơn Vân Hạn Lâm. Vân Hạn Lâm lúc đó giống như một chiến thần đáng sợ, một bước tiến 10 mét, dùng tốc độ cực nhanh mà bay về phía này, đồng thời toàn thân còn toát lên luồng hơi thở vô cùng khủng bố, áp đảo toàn bộ xung quanh. Coi như các người may mắn, các người hãy đợi đó, đợi lần so tài này kết thúc, tôi sẽ khiến các người trả giá. Lữ Đại Vĩ sắc mặt đáng sợ, sau đó hoàn toàn không quan tâm đến Trần Triệu Dương và ông cụ Lâu. Nghe Lữ Đại Vĩ nói vậy, sắc mặt ông cụ Lâu trở nên rất khó coi, nhưng chuyện đã xảy ra rồi, ông cũng không hối tiếc nữa, chỉ có thể bất lực nhìn về phía Lâu Tình Nhi. Lâu Tình Nhi cũng biết được ông nội không chọc nổi Lữ Đại Vĩ, điều này khiến cô thấy hoảng sợ. Hy vọng sau khi đấu xong, ông vẫn còn nói chuyện được, tôi ngược lại muốn xem ông có thể khiến chúng tôi trả giá điều gì. Trần Triệu Dương cười lạnh một tiếng, sau đó chống tay đứng dậy, lãnh đạm nhìn về Vân Hạn Lâm ở phía xa. Trần Triệu Dương đang ở đâu, mau ra đây chịu chết. Vân Hạn Lâm chưa thấy người đã nghe thấy tiếng, âm thanh như tiếng sét quét hết tất cả mọi thứ. Mà sau lưng sơn chủ Kỳ Môn Sơn chính là các môn nhân khí thế hừng hực của họ, thực lực kém nhất cũng là hậu thiên đại thành. Đa số đều là tiên thiên võ giả, mặc dù rất nhiều người đều mới vào cảnh giới tiên thiên, nhưng mà dù gì vẫn là tiên thiên. Sức mạnh của Kỳ Môn Sơn, khiến sắc mặt mọi người đều thay đổi. Đây chính là khí thế của tông môn, vô cùng dũng mãnh. Đồng thời, mọi người đều nghĩ rằng, người quyết đấu cùng Vân Hạn Lâm rốt cuộc là thần thánh phương nào. Thực lực đã đạt đến trình độ nào, lại có thể khiến Vân Hạn Lâm là võ đạo tông sư phải ra tay như vậy. Sau khi Trần Triệu Dương cảm nhận được thực lực của Vân Hạn Lâm, sắc mặt nhất thời trở nên trầm trọng. Vân Hạn Lâm chính là người mạnh nhất mà anh từng gặp từ trước đến nay, khiến từng tế bào hiếu chiến của anh đều sôi sục hết lên, anh khát vọng một trận chiến đẫm máu. Nói thật lòng, thực lực của Thiên Tiên Đỉnh mặc dù mạnh, nhưng từ sau khi Trần Triệu Dương thăng cấp lên Tiên Thiên Đại Thành, anh vẫn chưa lần nào dùng hết sức lực, anh cũng không biết khi mình dùng hết sức lực thì thực lực sẽ như thế nào. Trần Triệu Dương, anh đi về phía trước làm gì? Anh đang nghĩ người ta gọi anh à? Lâu Tình Nhi thấy Trần Triệu Dương đi lên liền kéo anh xuống, khẩn trương nói. Cô đang sợ, tên Trần Triệu Dương này chính là yêu tinh gây họa, mới bao lâu mà anh đã chọc được bao nhiêu tai họa rồi cơ chứ? Đúng là sợ anh luôn. Tôi chính là Trần Triệu Dương, đương nhiên phải đi lên rồi, Trần Triệu Dương cười cười, sau đó nhấc chân đi về phía trước. Lữ Đại Vĩ nhìn thấy một màn này, nhất thời sững người. Tên nhóc này không phải đắc tội mình, mà lựa chọn tự sát đó chứ. Nếu không tại sao lại đột nhiên tiến lên? Ai cũng biết rằng, trong sân là trận đấu giữa sơn chủ Kỳ Môn Sơn Vân Hạn Lâm và Trần Triệu Dương, nếu bây giờ đi vào, đồng nghĩa với chuyện sống chết cùng Vân Hạn Lâm, không phải là đang tự sát sao? Ai yêu,
đừng đùa nữa, sao anh có thể là Trần Triệu Dương cơ chứ? Lâu Tình Nhi nhất thời lo lắng, thở mạnh mà nói. Tôi vốn chính là Trần Triệu Dương mà. Được, rồi, chờ tôi trở lại, yên tâm đi. Tôi sẽ không có chuyện gì đâu, tuy Trần Triệu Dương không cần giúp đỡ nhưng anh vẫn rất cảm kích sự tương trợ của Lâu Tình Nhi. Lâu Tình Nhi chưa kịp bắt lấy Trần Triệu Dương thì anh đã né sang một bên, sau đó cô ấy nhìn theo Trần Triệu Dương đang từng bước đi vào trong sân đấu. Tất cả mọi người đều nhìn chàng thanh niên đang đi vào trong sân với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên. Họ không biết người này rốt cuộc là ai, sao lại bước vào sân quyết đấu vào lúc này. Lẽ nào chàng thanh niên này là Trần Triệu Dương ư? Nhưng rất nhanh sau đó, mọi người đều dẹp ngay cái suy nghĩ này vì chàng thanh niên này thật sự còn quá trẻ, sao có tư cách quyết đấu với Vân Hạn Lâm chứ? Trần Triệu Dương, không ngờ mày lại dám tới đây. Vân Hạn Lâm mặc bộ đồ võ thuật màu đen, dáng vẻ vô cùng trang nghiêm. Nhưng khi nhìn thấy Trần Triệu Dương xuất hiện, trong mắt ông ta chợt lộ ra vẻ tức giận. Vốn dĩ mọi người đang xem kịch hay, nghe Vân Hạn Lâm nói xong thì đều ngơ ngác. Họ không ngờ chàng thanh niên này thật sự là Trần Triệu Dương. Nhưng như vậy cũng quá trẻ rồi, nhìn mặt búng ra sữa thế kia mà. Hơn nữa, họ đều cảm nhận được, trên người của Trần Triệu Dương vốn không hề có chút chân khí dao động nào. Nói cách khác, anh hoàn toàn không phải là võ giả, như vậy vẫn có tư cách để khiêu chiến với Vân Hạn Lâm sao? Không đúng, tôi thấy là vì thực lực chúng ta quá thấp, cho nên mới không cảm nhận được, có người suy đoán, tuy không trúng nhưng cũng khá gần với đáp án. Bởi vì Trần Triệu Dương là người tu luyện công pháp, trước khi chưa ra tay thì cơ bản không cách nào tra ra được cấp bậc thực lực của anh. Mà người kinh ngạc nhất chính là hai ông cháu nhà họ Lâu. Họ không ngờ Trần Triệu Dương đi cùng họ suốt chặng đường này lại chính là Trần Triệu Dương tham gia quyết đấu, đây đúng là kịch tính mà. Còn vẻ mặt của Lữ Đại Vĩ thì tỏ ra nghiêm trọng, hóa ra tên thanh niên này lại là Trần Triệu Dương. Liệu người có thể thu hút Vân Hạn Lâm ra tay và phát thiệp khiêu chiến thì có thể là người đơn giản hay sao? Thầy, người đừng lo lắng. Cho dù thực lực của tên Trần Triệu Dương này có mạnh đi nữa, lẽ nào có thể mạnh hơn Vân Hạn Lâm sao? Ông ấy chính là võ đạo tông sư. Chút nữa e là tên nhóc này cũng không tiếp nổi một chiêu của Vân tông sư nữa. Trương Sơn thấy biểu hiện của thầy mình như vậy thì liền biết ông ta đang nghĩ gì, bèn tiếng trấn an. Nghe Trương Sơn nói vậy, Lữ Đại Vĩ mới thở phào nhẹ nhõm. Hừ, nếu Vân tông sư không xuất hiện, tôi sớm đã dùng một chưởng đánh chết hắn rồi. Trước mặt học trò mình, Lữ Đại Vĩ dĩ nhiên không thể thừa nhận rằng lúc nấy mình đã sợ được, bèn nói một cách mạnh mẽ. Sao tôi lại không dám tới chứ? Ngay cả con trai của mình cũng không cứu được, ông có tư cách gì mà khiêu chiến với tôi? Trần Triệu Dương hừ lạnh một cái rồi nhàn nhạt nói. Quả nhiên, khi nghe Trần Triệu Dương nói vậy, sắc mặt của Vân Hạn Lâm liền thay đổi, u ám đến mức có thể vắt ra nước. Hiển nhiên, lời Trần Triệu Dương nói đã chọc vào nỗi đau của Vân Hạn Lâm. Hừ, cho dù bây giờ tao không trong trạng thái tốt nhất nhưng cũng là một võ đạo tông sư chân chính, mày cảm thấy mình có thể may mắn thoát được hay sao? Vân Hạn Lâm cũng không che giấu, dõng dạc thừa nhận rằng trạng thái bây giờ của ông ta không phải sung sức nhất. Nhưng cho dù là vậy, ông ta cũng tới như đã hẹn, rõ ràng vô cùng tự tin với thực lực của chính mình. Không sai, Vân Hạn Lâm vì cứu con trai mình mà bị Trần Triệu Dương tính kế. Lúc đầu Vân Hạn Lâm còn tưởng rằng mình có thể dễ dàng loại bỏ chân khí trong người của con trai mình. Nhưng ông ta không ngờ, chân khí mà Trần Triệu Dương để lại trong người con trai mình vô cùng ngoan cố. Ngược lại nếu loại bỏ hết chân khí đó ra thì kinh mạch của con trai ông ta sẽ bị đứt đoạn, trở thành người tàn phế mất. Còn bản thân ông ta sẽ bị chân khí của Trần Triệu Dương xâm nhập vào người, những luồng chân khí này cực kỳ ngoan cố, vốn không cách nào tiêu trừ đi được. Cuối cùng ông ta tìm kẻ chết thay mới tống hết chân khí trong người ra. Cho dù là vậy, ông ta cũng bị chân khí của Trần Triệu Dương làm cho tổn thương kinh mạch, trạng thái không còn ở đỉnh cao nhất. Ông ta có dự cảm rằng nếu tình trạng vết thương này không có linh dược đặc chế nào đó thì ít nhất cũng phải mất 2 năm mới có thể bình phục được. Cho nên, ông ta mới hận Trần Triệu Dương sâu đậm đến như vậy. Ồ, vậy sao, ông tự tin với thực lực của mình như vậy sao, Trần Triệu Dương cười lạnh nói. Chân khí của anh không phải thứ dễ dàng loại bỏ được, nhưng anh không ngờ tên Vân Hạn Lâm này lại điên rồ đến mức đi tìm người chết thay, thay ông ta tiếp lấy phần chân khí còn sót lại trong người. Hừ, mày chỉ là một thiên tiên đại thành, giết mày chẳng khác gì giết một con chó. Tao cũng không vội ra tay, nói đi, mày muốn chết thế nào, lúc này Vân Hạn Lâm cũng đã bình tĩnh trở lại. Ông ta có điều tra Trần Triệu Dương trước khi phát thiệp khiêu chiến,
biết anh lúc đó chỉ là một thiên tiên tiểu thành, sau khi phát thiệt xong mới đột phá thành thiên tiên đại thành. Điều này khiến Vân Hạn Lâm hơi kinh ngạc, tốc độ tu luyện này quá nhanh rồi, nếu còn không ra tay, đợi tới lúc thực lực của anh đột phá thành võ đạo tông tư, vậy kỳ môn sơn của ông ta há chẳng phải sẽ gặp nguy hiểm ư? Những người xung quanh đang quan sát cuộc chiến nghe Vân Hạn Lâm nói vậy thì bỗng dưng nháo nhào cả lên. Họ cũng không ngờ, tên Trần Triệu Dương khiêu chiến với Vân Hạn Lâm lại chỉ là thiên tiên đại thành. Ôi trời, đây chẳng khác gì tự đưa đầu vào chỗ chết sao? Đúng là chán sống mà, tôi nghĩ chỉ cần một chiêu thôi là tiêu đời. Giữa hai người họ có mối thâm thù đại hận gì mà lại dẫn tới mức này? Tôi thấy Trần Triệu Dương này không phải là tên đáng ghét, ai biết có phải bị chèn ép nên mới vậy không? Lúc này người xem xung quanh đều bàn tán xôn xao, nhưng ánh mắt của họ nhìn Trần Triệu Dương đều trở nên đồng cảm. Tuy thông qua cuộc nói chuyện giữa họ thì biết trạng thái của Vân Hạn Lâm cũng không phải tốt nhất, nhưng dù là vậy, ông ta cũng là võ đạo tông sư mà. Suy cho cùng, dù sư tử có bị thương thì chắc chắn một con cừu cũng không thể hạ gục được nó. Còn Lữ Đại Vĩ vốn đang thấp thỏm lo âu thì chợt thở phào nhẹ nhõm, xem ra Trần Triệu Dương này không sống được tới lúc tìm ông ta tính sổ đâu. Coi như hắn may mắn, hừ, Lữ Đại Vĩ chắp hai tay ra sau, ra vẻ ta đây lên tiếng. Đúng vậy, thầy sắp đột phá lên võ đạo tông sư, tên Trần Triệu Dương này thì có là gì, chỉ là một thiên tiên đại thành thôi. Không sai, tên Trần Triệu Dương này đúng là may mẫn. Đám học trò của Lữ Đại Vĩ lập tức nịnh hót thầy của mình. Ai cũng ra vẻ xu nịnh khiến người xung quanh muốn buồn nôn. Ông ơi, con xin lỗi, đều tại con, nếu không ông cũng sẽ không chọc phải tên Lữ Đại Vĩ này. Tuy Lâu Tình Nhi lo cho Trần Triệu Dương nhưng cô ấy cũng biết, chuyện đã nằm ngoài tầm kiểm soát của mình. Cô ấy càng lo cho ông của mình hơn. Đừng lo lắng, trước tiên xem sao rồi hãng nói, ông cụ Lâu xua xua tay, vốn không trách Lâu Tình Nhi mà ánh me nhìn về phía Trần Triệu Dương trên sàn đấu. Vốn dĩ ông ấy cũng giống cháu gái mình, cảm thấy Trần Triệu Dương chết chắc rồi. Nhưng từ trong mắt của Trần Triệu Dương, ông ấy lại phát hiện tinh thần chiến đấu vô hạn của anh, không hề thấy một nét sợ hãi nào cả. Điều này khiến ông ấy càng có hứng thú với Trần Triệu Dương. Có lẽ, anh vẫn còn có con át chủ bài nào đó, bằng không, anh cũng không thể khiến Vân Hạn Lâm phải đích thân ra tay. Có lẽ chỉ có ông cụ Lâu là người duy nhất tại cuộc quyết đấu nghĩ như vậy, ngay cả Lâu Tình Nhi cũng vô cùng tuyệt vọng. Có nghĩa là ông định giết tôi ở cuộc quyết đấu này, Trần Triệu Dương cười như không cười nhìn Vân Hạn Lâm, nhưng anh không hề ngạc nhiên về điều này. Nếu mày cầu xin tha mạng, sau đó đem hết tài cán gì mày có được ra chuộc tội, có lẽ tao sẽ tha cho mày một mạng. Vân Hạn Lâm nghe Trần Triệu Dương nói vậy thì bật cười, sau đó nghiêm nghị nói, nhưng mày phải tự chặt đứt hết tứ chỉ của mình, à không, là ngũ chỉ mới phải. Nói xong, Vân Hạn Lâm lại cười mang rợ, nhìn về phía anh với ánh mắt đắc ý xen lẫn sát khí trùng trùng. Được thôi, một lát nữa nếu ông thua, quỳ xuống cầu xin tôi cũng có thể chặt gãy ngũ chỉ ông rồi sẽ tha cho ông một mạng. Trần Triệu Dương liền đáp trả lại những gì Vân Hạn Lâm nói, hiển nhiên là những lời này đối với ông ta mà nói chính là một sự sỉ nhục. Vốn dĩ, ông ta nhìn Trần Triệu Dương bằng ánh mắt giễu cợt, nhưng sau khi nghe vậy thì sắc mặt đột nhiên sa sầm lại, cơn phẫn nộ trong người chợt bùng phát lên dữ dội, lần này ông ta chỉ nhắm về phía anh mà trấn áp, hiển nhiên là khốc liệt hơn trước đó rất nhiều. Đối mặt trước khí thế hào hùng đó của Vân Hạn Lâm, Trần Triệu Dương lập tức huy động chân khí trong cơ thể mình trực tiếp tiêu trừ đi. Luồng khí mà ông ta trấn áp trên người anh chẳng khác gì một làn gió xuân lướt qua, không hề lưu lại dấu vết gì. Đương nhiên là Vân Hạn Lâm cũng nhìn thấy được sự bình chân như vậy của Trần Triệu Dương, suy cho cùng khí thế võ đạo tông sư của ông ta cũng không thể nói là giả được, kìm hãm mình Trần Triệu Dương như thế này, cho dù có là thiên tiên đỉnh đi chăng nữa cũng phải thấy khó khăn. Xem ra Trần Triệu Dương thật sự không tầm thường, chẳng trách anh lại có một luồng chân khí cổ quái như vậy. Hai người này cứ nhìn chằm chằm vào nhau như vậy làm gì? Sao còn chưa ra tay chứ? Những người theo dõi trận đấu nhìn thấy Trần Triệu Dương và Vân Hạn Lâm chỉ đứng nhìn nhau, không hề có ý định ra tay gì thì be đầu bàn tán xôn xao với vẻ mặt nhăn nhó. Bọn họ đến để xem trận chiến, chứ không phải để xem người khác đấu mắt ở đó. Câm miệng hết lại cho tôi, các người thì biết gì? Đây là cuộc chạm trán không thể dữ dội hơn giữa hai người bọn họ. Trận đấu đã bắt đầu rồi. Một ông già đột nhiên lên tiếng, liền trấn áp những người đang bàn tán kia, không ai dám nói nhảm nữa, ánh mắt nhìn Vân Hạn Lâm và Trần Triệu Dương trở nên có chút giễu cợt. Rõ ràng,
không phải ai cũng tin vào cuộc chạm trán đầy khí thế gì mà lại như thế này cả, đặc biệt là những doanh nhân lớn ở thành phố Long Hải, thậm chí những người đó còn chế nhạo nó. Mấy luồng khí đó của ông không có tác dụng gì đến tôi đâu, tiết kiệm chút sức để quyết đấu đi, Trần Triệu Dương hời hợt nói, đồng thời nhìn Vân Hạn Lâm với ánh mắt đầy khinh thường. Đi chết đi, Vân Hạn Lâm cuối cùng cũng bị Trần Triệu Dương khiêu khích thành công, trong mắt tràn đầy sự tức giận, bóng dáng nhanh như tia chớp, hung hăng lao về phía Trần Triệu Dương. Thật nhanh à, trong lòng Trần Triệu Dương đột nhiên trùng xuống, không chút do dự, lập tức di chuyển ra ngoài. Ngay khi Trần Triệu Dương di chuyển đi, một lỗ hổng lớn đã được tạo ra ở nơi anh vừa đứng. Đây là đỉnh núi, không phải bùn lầy, tất cả đều là đá granite cứng, có thể tạo thành lỗ hổng lớn như thế, thực lực này thật sự là kinh người. Chạy cũng nhanh đấy, xem mày chạy nhanh hay đòn tấn công của tao nhanh hơn, Vân Hạn Lâm vẫn khá ngạc nhiên khi Trần Triệu Dương tránh được đòn tấn công này của mình. Tuy nhiên, ngay lập tức ông ta chế nhạo, chân khí trong tay lập tức hội tụ thành một quả cầu ánh sáng, sau đó hóa thành vô số tia công kích bắn về phía Trần Triệu Dương một cách dữ dội. Đây là kình khí ngoại phóng, chiêu thức đặc trưng của võ đạo tông sư. Nhìn thấy Vân Hạn Lâm dùng chiêu này, tất cả những người đang xem trận đấu đều không khỏi kinh ngạc kêu lên, nhìn ông ta với ánh mắt đầy ngưỡng mộ và khao khát. Suy cho cùng thì võ đạo tông sư là một cảnh giới đáng mơ ước đối với những người có mặt tại đây. Trần Triệu Dương lập tức sử dụng mắt xuyên thấu của mình, đối mặt với võ đạo tông sư, Trần Triệu Dương không dám lơ là dù chỉ là một chút, nếu không cái giá phải trả chính là tính mạng của mình. Với sự hỗ trợ của mắt xuyên thấu, luồng chân khí kình dày đặc đó liền biến thành những đốm sáng, Trần Triệu Dương lập tức phán đoán ra được cách thuận tiện nhất để né tránh chúng. Vào khoảnh khắc đã đoán ra được cách né tránh, thân thể của Trần Triệu Dương liền có phản ứng. Toàn thân anh giống như một cành cây bị gãy đoạn, thực hiện đủ loại động tác yêu cầu kỹ thuật cao khác nhau. Trong mắt của mọi người, Trần Triệu Dương vốn muốn tránh đi nhưng không được, trực tiếp bị khí kình kia ùn ùn kéo đến áp đảo. Lâu Tình Nhi nhìn thấy cảnh này thì thốt lên, vội lấy tay che mắt lại, không dám xem nữa. Chuyện này, làm sao có thể, khi Trần Triệu Dương tránh được hết tất cả các đòn tấn công trong tư thế kỳ quặc đó mà không hề có chút tổn thương nào, Vân Hạn Lâm đột nhiên trợn to mắt nhìn Trần Triệu Dương với vẻ mặt không thể tin được. Giờ thì đến lượt tôi rồi, vừa rồi đối mặt với sự công kích chân khí ngoại phóng của Vân Hạn Lâm, Trần Triệu Dương không dám xem nhẹ, dù sao đây cũng là chân khí của võ đạo tông sư. Nhưng khi những chân khí này rơi xuống đất, anh mới cảm nhận được uy lực của những chân khí này sau khi bị phân tán, trong lòng chợt có dự tính. Ngay lập tức, Trần Triệu Dương nhanh như chớp lao về phía trước giao đấu với Vân Hạn Lâm. Trong chốc lát, hai người họ đánh hơn mấy chục chiêu, mỗi chiêu đều dùng cứng đối cứng. Sức chống đỡ của thể lực Trần Triệu Dương vô cùng mạnh mẽ, cộng với chân khí dồn nén đó của anh, vốn không hề thua kém Vân Hạn Lâm. Còn Vân Hạn Lâm thì càng lúc càng kinh ngạc, không ngờ rằng bản thân đã vận chân khí ra ngoài năm đấm của mình rồi, nhưng khi đối đầu với Trần Triệu Dương lại không hề chiếm được thế thượng phong nào. Khi mọi người xung quanh nhìn thấy cảnh tượng này thì đều thở phào nhẹ nhõm. Trước lúc khai chiến, không ai có thể tưởng tượng được một thiên tiên đại thành như Trần Triệu Dương lại có thể đánh Vân Hạn Lâm một võ đạo tông sư ra bộ dạng như thế này. Chắc là vết thương của Vân Hạn Lâm thực sự rất nghiêm trọng nhỉ. Bằng không, sao lâu như vậy rồi mà ông ta vẫn chưa thăng được một võ giả thiên tiên chứ? Không thể nào, hãy nhìn những tảng đá và cây cối xung quanh đi, tất cả đều bị đánh tanh bành, nếu những đòn tấn công này đánh trúng ông, nói không chừng một mẩu thịt vụn cũng không còn sót lại ấy chứ. Ôi trời, vậy thân thể đó của Trần Triệu Dương rốt cuộc được làm bằng gì? Điều này cũng quá đáng sợ rồi. Khi tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này, bọn họ đều nháo nhào bàn tán, bày tỏ ý kiến riêng của mình. Đã đến lúc phải kết thúc rồi, lúc này sắc mặt của Vân Hạn Lâm vô cùng khó coi, vốn tưởng rằng chỉ cần một chiêu cũng đủ đánh bại Trần Triệu Dương, thậm chí giết chết anh ngay lập tức. Nhưng giao đấu lâu như vậy rồi, ông ta không những không giết được Trần Triệu Dương mà còn không hề gây ra bất cứ tổn thương nào cho anh, ngược lại hai tay cùng hai chân của ông ta đều vô cùng đau rát vì bị đánh trúng. Trần Triệu Dương cảm thấy vô cùng sảng khoái, thể lực của anh vốn đã dũng mãnh hơn so với võ giả bình thường. Tuy rằng cuộc chạm trán thế này khiến anh cũng cảm thấy rất đau, nhưng lại thấy rất phê. Anh có thể cảm nhận được, cơ thể mình vốn đã rất rắn chắc, không ngờ ở mức độ va chạm này lại bắt đầu có chút tôi luyện. Đây quả là một chuyện vô cùng tuyệt vời. Anh đã thấy được lợi ích của thân thể cường tráng, vì vậy, anh sẽ không buông tha cho bất kỳ phương pháp nào có thể tôi luyện thể chất. Ngay lập tức, Trần Triệu Dương thu lại chân khí trong cơ thể,
hoàn toàn dựa vào sức lực cơ thể mình để chiến đấu với Vân Hạn Lâm. Tên nhãi ranh, không thể dùng chân khí được nữa à, vậy thì đi chết đi. Vân Hạn Lâm cảm nhận được chân khí của Trần Triệu Dương đã không còn, trên mặt chợt hiện ra một nụ cười rồi bắt đầu công kích nhanh. Cuộc chiến của hai người họ giống như sự phá hoại khốc liệt, vốn dĩ đỉnh núi Long Đài rất bằng phẳng, nhưng lúc này đã bị phá hỏng hoàn toàn. Cuộc chiến giữa hai người họ không ngừng mở, rộng phạm vi, một vài người xem đứng khá gần với họ đều bị dọa một phen. Họ không muốn bị cuốn vào trận chiến giữa hai người, một khi dính vào thì chắc chắn sẽ bị thịt nát xương tan. Dù là dư âm của cuộc chiến giữa hai người cũng đã đủ khiến một số võ giả mới nhập môn bị thương. Bỗng chốc, cả hiện trường trở nên hỗn loạn, một số người bỏ chạy thục mạng. Nếu may mắn thì họ đã sớm chạy thoát, còn những người xui xẻo thì bị thương ngay lập tức bởi hậu quả của trận chiến giữa hai người họ gây ra. Trận chiến giữa hai người vẫn còn tiếp tục, nhưng không có ai dám tới gần, tất cả đều trốn từ xa mà quan sát. Đây chính là uy lực của võ đạo tông sư sao? Thật sự là quá khủng khiếp. Trong lòng mọi người đều chỉ có một suy nghĩ, đó chính là Trần Triệu Dương này chắc chắn là yêu quái trong đám yêu quái. Còn chưa thành võ đạo tông sư mà đã đánh với võ đạo tông sư ra nông nỗi này. Nếu sau này Trần Triệu Dương trở thành võ đạo tông sư, vậy thử hỏi còn ai dám tranh hùng đây? Kết thúc đi, sạc mặt của Vân Hạn Lâm vô cùng khó coi, vốn dĩ ông ta còn tưởng chân khí của Trần Triệu Dương không đủ, có thể giết anh trong chốc lát. Nhưng ông ta không ngờ trận chiến rơi vào đỉnh điểm thì vết thương trong người ông ta bắt đầu tái phát. Cho nên, ông ta không dám kéo dài cuộc chiến với Trần Triệu Dương, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Phiên Vân Trưởng. Vân Hạn Lâm gào lên, chân khí trong người điên cuồng dâng trào, từ trong bàn tay ông ta hiện ra một trường ảnh màu xanh. Một luồng khí khủng khiếp tỏa ra khiến mọi người đều cảm thấy nghẹt thở kinh khủng, cứ như thể một trường này xé in lên người họ vậy. Cảm nhận được sự khủng khiếp của chiêu thức võ công của Vân Hạn Lâm, Trần Triệu Dương không dám sơ suất. Hoàng Tuyền Chỉ. Trần Triệu Dương dĩ nhiên không cam chịu yếu thế, anh bèn triển khai chiêu võ mình thường sử dụng. Không đúng, Trần Triệu Dương cũng là võ đạo tông sư, nếu không thì sao cậu ta có thể phóng chân khí ra ngoài. Khi một dấu tay xuất hiện trước mặt Trần Triệu Dương, mọi người đều kinh ngạc thốt lên, vì họ không ngờ thực lực của Trần Triệu Dương là tiên thiên đại thành mà lại có thể phóng chân khí ra ngoài. Điều này đúng là đi ngược lại nhận thức của họ. Không phải, đây chắc là chiêu thức võ công của cậu ta, không phải phóng chân khí ra ngoài thật sự. Rất nhanh đã có người phát hiện, cấp bậc thực lực của Trần Triệu Dương vẫn chỉ là tiên thiên đại thành, còn điều anh phóng chân khí ra ngoài đó là anh triển khai chiêu thức thôi. Sau khi chiêu thức của hai người họ đều triển khai, cả hai cùng lúc lao vào đối phương, chiêu thức. Trong tay đột ngột đẩy về trước. Một bóng trưởng màu xanh. Một ảnh dấu tay u ám đập vào nhau một cách dữ dội. Âm. Một làn sóng khí khủng khiếp nổi lên cuồn cuộn, tất cả đá núi và cây cối gặp phải sự chạm trán dữ dội này của hai người đều trở nên tan tành. Vị trí trung tâm nơi hai người đứng xuất hiện một cái hố lớn có kích thước hơn mấy chục mét. Vào. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đều lạnh sống lưng. Uy lực này thật sự quá khủng khiếp rồi. Không ngờ mày lại đỡ được, lúc này sắc mặt của Vân Hạn Lâm đanh lại. Trở nên ảm đạm. Ông đã đánh một hồi lâu rồi, giờ thì tới lượt tôi, Trần Triệu Dương đột nhiên gào lên, sau đó liền phản kích lại. Dưới mắt xuyên thấu của Trần Triệu Dương, mọi hành động của Vân Hạn Lâm đều được anh nắm rõ trong lòng bàn tay. Khi anh triển khai tiêu giao bộ, Vân Hạn Lâm muốn né cũng không kịp, nên đành đối đầu trực diện với Trần Triệu Dương. Tốc độ của Trần Triệu Dương rất nhanh, dốc hết toàn lực, Vân Hạn Lâm trực tiếp bị anh đánh trúng vài chưởng. Nhưng anh cũng có phần đánh giá thấp thể lực của võ đạo tông sư, mấy chưởng này của anh vốn không gây thương tích gì cho Vân Hạn Lâm, ngược lại còn khiến ông ta rơi vào trạng thái điên cuồng. Hãy chết đi, sắc mặt của Vân Hạn Lâm đỏ bừng, hai tay chụp lấy eo anh, trên tay xuất hiện thanh đoản kiếm mỏng như cánh ve sầu, sau đó nhanh như chớp tiến về phía Trần Triệu Dương. Vào! Trần Triệu Dương nhất thời không để ý, trực tiếp bị thanh đoản kiếm đâm trúng, lúc này trên cánh tay Trần Triệu Dương xuất hiện một vết thương mờ nhạt. Thật là một vũ khí sắc bén, Trần Triệu Dương không ngờ Vân Hạn Lâm còn có vũ khí này, hai thanh đoản kiếm này không phải loại vũ khí bình thường. Phải biết là sức bền bỉ của thân xác anh dù chỉ là một viên đạn cũng không thể làm tổn thương được. Nhưng hai thanh đoản kiếm mỏng như cánh ve sầu này có thể cứa vào da anh, đúng là vũ khí tốt. Người xung quanh xem cuộc chiến nhìn thấy Vân Hạn Lâm lại lấy ra vũ khí thì bất ngờ ồn ào cả lên. Mẹ kiếp, Vân Hạn Lâm này đúng là không biết xấu hổ.
thực lực vốn đã cao hơn người ta một bậc rồi, bây giờ còn sử dụng vũ khí. Hết cách rồi, đường đường là một võ đạo tông sư, lại bị một thiên tiên đại thành ép ra nông nỗi này. Nếu không ra tay tiêu diệt Trần Triệu Dương, e là sau này Vân Hạn Lâm sẽ trở thành một trò cười mất. Hai thanh đoản kiếm đó nhìn đã biết rất sắc bén, e là lần này Trần Triệu Dương thảm rồi. Có người tỏ ra khinh thường nhìn Vân Hạn Lâm rồi lên tiếng bàn tán sôi nổi. Còn sắc mặt của đám người Kỳ Môn Sơn lúc này trông rất khó coi. Họ không ngờ Sơn Chủ đã đích thân ra tay lại không thể giết được Trần Triệu Dương ngay lập tức. Ngược lại bây giờ còn khiến Sơn Chủ phải sử dụng đến thủ đoạn khá mất mặt đó. Lưu Vân Kiếm Pháp. Hai thanh đoản kiếm gắn trong tay của Vân Hạn Lâm bỗng chốc bộc phát sức chiến đấu khủng khiếp, từng đạo kiếm khí đáng sợ phát ra từ hai thanh đoản kiếm. Sau đó, Vân Hạn Lâm vung thanh đoản kiếm trong tay, không ngừng nhắm vào những điểm quan trọng trên người Trần Triệu Dương, tốc độ nhanh tới cực điểm. Một số võ giả thực lực thấp vốn không thể nhìn thấy hai thanh đoản kiếm của Vân Hạn Lâm, chỉ thấy vô số đạo kiếm quang từ thanh kiếm phát ra từ nơi hai người họ giao chiến. Mau lùi ra sau. Đám người của Kỳ Môn Sơn đứng gần chỗ giao chiến nhất, vì họ tự cho thực lực cao nên không sợ hậu quả của cuộc chiến. Nhưng lúc kiếm khí của Vân Hạn Lâm bắn ra khắp mọi nơi, sắc mặt của đám người của Kỳ Môn Sơn đều thay đổi rõ rệt. Họ đều biết kiếm khí của Sơn Chủ khủng khiếp ra sao. Khoảng cách này đủ để nó xẹt qua. Nhưng đã quá muộn. Vô số đạo kiếm khí điên cuồng xuyên qua, một số đâm thẳng vào đám người của Kỳ Môn Sơn. Mau trốn đi. Biết là không thể chống đỡ được kiếm khí này, bọn họ bèn tháo chạy thục mạng. Bịch. Kiếm khí không ngừng bộc phát ra, 5-6 người của Kỳ Môn Sơn có thực lực kém nên đã bị kiếm khí xuyên qua, ngã nhào xuống đất. Còn vài người thì bị thương, tay chân không còn hoàn chỉnh, không ngừng kêu gào thảm thiết. Thấy tình trạng thê thảm của đám người Kỳ Môn Sơn, tất cả mọi người đều nín thở, đây chính là thực lực của võ đạo tông sư sao. Khoảng cách xa như vậy, chân khí phóng ra ngoài cũng có thể giết người và làm người khác bị thương. Sau đó, họ lại nhìn sang đám người của Kỳ Môn Sơn với vẻ mặt đồng cảm. Đối mặt trước hai thanh kiếm có thể khiến mình bị thương, Trần Triệu Dương không dám lơ là, mắt xuyên thấu luôn mở ra quan sát. Nhưng kiếm khí của Vân Hạn Lâm đúng là quá dày đặc, cho dù có dùng đến khả năng xuyên thấu cũng khó có thể tìm ra cách tránh tuyệt đối được. Xoẹt! Chẳng mấy chốc, cơ thể của Trần Triệu Dương bị kiếm khí cứa vào từng đường vết thương vô cùng nhỏ. Nếu đổi lại là người khác thì e đã sớm bị phân thành nhiều mảnh nhỏ rồi. Trần Triệu Dương đã cố hết sức né tránh để không bị thương nhưng vẫn bị kiếm khí của Vân Hạn Lâm đả thương. Ông làm hỏng quần áo của tôi rồi. Đây là đồ mà vợ mua cho tôi, thật đáng ghét, ánh mắt của Trần Triệu Dương lộ ra vẻ phẫn nộ. Bộ đồ trên người anh đúng là được vợ anh mua cho, bình thường anh còn không nỡ mặc. Nhưng hôm nay lại bị Vân Hạn Lâm làm hỏng, anh có thể không tức mà được sao? Anh vốn không để tâm tới vết thương trên người, chỉ là vết thương ngoài da, cho dù không dùng ánh sáng xanh của mắt xuyên thấu thì vài ngày thôi là có thể khỏi. Sắc mặt của Vân Hạn Lâm rất khó coi. Trong quá trình Trần Triệu Dương né tránh thì những kiếm khí này đều trúng phải đám người của Kỳ Môn Sơn. Chiều lúc nãy tuy đã đánh trúng anh nhưng đám người Kỳ Môn Sơn của ông ta cũng đã chết và tàn phế không ít người, thật sự quá thiệt hại rồi. Ông ta nghĩ tất cả những chuyện này đều là do lỗi của Trần Triệu Dương. Ông cũng nhận một kiếm của tôi đi. Trần Triệu Dương bỗng dưng vỗ tay một cái, một đạo kiếm ảnh màu tím hội tụ ở giữa hai lòng bàn tay, chỉ to bằng một bàn tay nhưng lại khiến người khác cảm thấy rắn chắn. Cảm nhận được kiếm ảnh màu tím giữa hai lòng bàn tay của Trần Triệu Dương, sắc mặt Vân Hạn Lâm trở nên nghiêm nghị. Tuy bây giờ anh trông rất thê thảm nhưng ông ta biết anh vốn không bị nội thương gì cả. Hơn nữa, chiêu thức này của Trần Triệu Dương chắc sẽ dùng đến rất nhiều chân khí, xem ra chân khí của anh vốn không hề bị tiêu hao hết. Tử khí đông lai, trường hồng quán nhật. Trần Triệu Dương lạnh lùng hét lên một câu khẩu quyết, sau đó kiếm ảnh màu tím trong tay chợt phụt ra. Vốn dĩ kiếm ảnh màu tím kích thước bằng lòng bàn tay theo gió bay lên, trực tiếp biến thành kiếm ảnh khổng lồ dài 3 thước, toàn bộ đỉnh núi bị bao phủ, làn sóng khí đáng sợ trào ra, mũi kiếm đang chĩa về phía Vân Hạn Lâm. Cảm nhận được sự biến hóa của kiếm ảnh màu tím này, Vân Hạn Lâm liền biến sắc. Đây chắc chắn là bản lĩnh của võ đạo tông sư mới có, mượn sức mạnh của trời đất, kinh khí ngoại phóng. Nhưng Vân Hạn Lâm nhanh chóng phát hiện, sau khi Trần Triệu Dương thi triển chiêu này, sắc mặt đột nhiên trắng bệch, chắc là bị tiêu hao rất nghiêm trọng. Nếu thật sự là võ đạo tông sư, mượn sức mạnh của trời đất, hấp thụ linh khí của đất trời để sử dụng, chắc chắn không thể có mức tiêu hao nhiều như thế này,
xem ra Trần Triệu Dương này vốn không phải võ đạo tông sư. Cho dù là vậy, kiếm ảnh khổng lồ trước mặt này cũng là một mối đe dọa mà ông ta phải đối mặt lúc này. Người xem xung quanh đều bị dọa cho chết khiếp, hậu quả của cuộc giao chiến vừa rồi khiến họ rất hoảng sợ, nhưng bây giờ kiếm ảnh khổng lồ này càng khiến bọn họ sợ hãi hơn gấp nhiều lần. Bất cứ ai cũng cảm nhận được năng lượng ẩn chứa trong kiếm ảnh khổng lồ này. Nếu nguồn năng lượng này thật sự bộc phát, e là cả ngọn núi đều bị phá hủy. Mà những ai có mặt ở đây, e là khó có thể chạy thoát được. Mau chạy thôi. Không biết là ai gào thét lớn như vậy, nhưng theo đó là mọi người ba chân bốn cẳng mà chạy về phía chân núi. Đám võ giả kia còn khá hơn một chút, vài người vật vã cũng chạy tới được nơi an toàn. Nhưng đám doanh nhân lớn kia thì thảm rồi, ai nấy cũng bò lổn ngổn, vốn dĩ sức khỏe đã khá yếu, nên tốc độ chạy trốn cũng vô cùng chậm chạp, ngã lộn nhào ra đó, thảm khỏi phải nói. Lúc này trong lòng bọn họ vô cùng hối hận, rảnh rỗi chạy tới đây làm gì cơ chứ? Vân Hạn Lâm biết, mình không thể thoát được, kiếm ảnh này đã chĩa thẳng vào ông ta. Nếu lúc này ông ta dám quay người bỏ chạy, vậy thì chỉ có một kết quả, đó chính là bị kiếm ảnh này trực tiếp cắt toang. Cho nên, bây giờ chuyện mà ông ta có thể làm chính là chống đỡ, chỉ cần có thể trụ được, vậy thì cuộc chiến này sẽ kết thúc. Tới nước này rồi, Vân Hạn Lâm cũng không thể giấu được, nhất định phải dùng thủ đoạn cuối cùng. Kỳ Lân Hộ Tý. Sau đó, hai tay của Vân Hạn Lâm rung lên, lộ ra hai cánh tay bảo hộ. Cánh tay bảo hộ rất tinh xảo và đẹp mắt, bên ngoài khắc nhiều chữ cổ, cũng như một số điêu khắc hạc tiên và linh thảo. Lúc chân khí trong người của Vân Hạn Lâm thông tới cánh tay bảo hộ này thì đột nhiên phát ra quầng sáng nhạt, vẫn là kình khí ngoại phóng, còn điều đã được gắn lên cánh tay bảo hộ. Tên nhãi, tao muốn xem thử mày có thể phá vật phòng ngự này của tao được hay không, Vân Hạn Lâm nhìn Trần Triệu Dương rồi cười vô cùng mang rợ. Chỉ cần mình có thể đỡ được đòn tấn công của Trần Triệu Dương, với tình trạng bây giờ của Trần Triệu Dương sẽ không thể tùy ý sâu xé được mình. Đánh tan cái mai rùa này của ông như Trần Triệu Dương khống chế kiếm ảnh, chân khí trong người đã giật gấu vá vai, anh bèn phóng ra kiếm ảnh khổng lồ trong tay. Thanh kiếm khổng lồ dài ba thước chém thẳng vào đầu Vân Hạn Lâm, tốc độ không nhanh nhưng khiến người ta có cảm giác không thể nào chạy thoát. Vân Hạn Lâm biết bất luận thế nào mình cũng không thể chạy thoát được. Ông ta bèn liều mình truyền hết chân khí trong người lên đôi tay bảo hộ. Nhưng sự tiêu hao này cũng rất khủng khiếp. Mỗi lần sử dụng đều cần phải giữ ấm chân khí của mình rất lâu. Hơn nữa, mỗi lần sử dụng nó, lượng chân khí bị tiêu hao cũng phải mất đến 6 phần chân khí của ông ta. Với lượng chân khí bây giờ của ông ta, sau khi thi triển xong thì e cũng không còn lại bao nhiêu nữa. Bùm! Kiếm ảnh khổng lồ màu tím chạm trán với đôi tay bảo hộ tạo ra một sự chấn động kinh hoàng. Chỉ thấy chân khí trên Kỳ Lân Hộ Tý của Vân Hạn Lâm không ngừng bị tiêu hao, quầng sáng trở nên tối lại. Còn sắc mặt của ông ta cũng cực kỳ đỏ rực. Hòn đá dưới chân của Vân Hạn Lâm bỗng chốc xé toang, đôi chân của ông ta bị kẹt vào trong đó giống như bị sa vào vũng bùn vậy. Vì tiêu hao liên tục, chân khí trong người ông ta đã dần cạn đi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, e là chân khí trong người ông ta sẽ bị cạn kiệt hoàn toàn, tới lúc đó cũng có kết cục giống Trần Triệu Dương. Mau cút cho tao, Vân Hạn Lâm gào thét, hai tay ra sức dùng lực, muốn xé toang kiếm ảnh màu tím kia. Nhưng điều khiến ông ta không ngờ chính là mình đã dùng một nguồn năng lượng quá lớn khiến kiếm ảnh màu tím kia không thể chống đỡ nên trực tiếp bị vỡ toang. Cuộc đối đầu của hai người bọn họ lập tức khiến cái bệ đấu vốn cứng cáp, đồ sộ như núi bị san phẳng cả nửa mét, toàn bộ phần bệ đấu đều trở nên gồ ghề, lổm chồm. Hiện trường như thể vừa bị bom rơi đạn lạc. Vốn dĩ Vân Hạn Lâm vẫn còn sót lại một ít chân khí nhưng cú đánh vừa rồi đã khiến cho phần chân khí ít ỏi trong cơ thể ông ta tiêu tan hết. Thế nhưng đối với phát súng yếu ớt vừa nãy của Trần Triệu Dương thì chân khí mà anh còn sót lại hoàn toàn chẳng có một chút chiến tích nào cả. Con mẹ nó, sao hai người này lại như thần thánh thế? Chuyện này khủng bố quá đi mất. Điều quan trọng đó là Trần Triệu Dương chỉ mới là thiên tiên đại thành. Mà đây là năng lực siêu phàm gì thế này? Tôi nghĩ thực lực thực sự của Trần Triệu Dương không chỉ dừng lại ở mức thiên tiên đại thành đâu. Có lẽ là anh ta chỉ đang che giấu mà thôi. Nhìn trận đấu kết thúc. Rồi lại nhìn cái bệ đấu thê thảm trước mắt này, tất cả mọi người đều vô cùng hoảng sợ. Hai người bọn họ quả thực như hai cái máy ủi đất, điên cuồng san phẳng mọi thứ. Đá hoa cương cứng như thế mà cũng bị đánh cho lún sâu hơn nửa mét. Bất kể ai sáng suốt đều có thể nhìn ra được Vân Hạn Lâm và Trần Triệu Dương đã gần kiệt sức rồi. Nhất là Trần Triệu Dương, anh trông thê thảm vô cùng.
áo quần khắp người đều đã bị rách nát cả, chỉ còn sót lại một vài mảnh vải, miễn cưỡng che được phần nào cơ thể, toàn thân đầy những vết thương. Xem ra cuộc quyết đấu này là ngang tài ngang sức, không ai có thể làm gì được yêu. Ha ha, thằng nhóc này, dù gì đi nữa thì hôm nay cậu cũng không có khả năng sống sót để rời khỏi nơi này đâu, Vân Hạn Lâm cười lớn một tiếng rồi trầm giọng nói với Trần Triệu Dương. Sao nào, đánh không lại tôi, bây giờ còn muốn giữ tôi lại nữa à? Trần Triệu Dương cười lạnh một tiếng, tuy rằng bây giờ chân khí của anh quả thực không còn bao nhiêu, nhưng sức lực thì anh vẫn còn. Đến cả đây cho tôi, Vân Hạn Lâm cười lạnh một tiếng. Thế giới này chính là thế giới thăng làm vua, còn thua thì làm giặc. Nếu ông ta giết được Trần Triệu Dương thì còn ai vì một người chết mà rước cái xui vào bản thân chứ? Người của Kỳ Môn Sơn cũng nhận thấy được tình hình của Sơn Chủ nên bọn họ vốn đã muốn chạy đến. Vì vậy khi nghe thấy tiếng gọi thì bọn họ liền đứng ở phía sau Vân Hạn Lâm. Vốn dĩ mọi người đều nhìn thấy trận chiến đã kết thúc, nhưng giờ lại chứng kiến cảnh tượng này khiến ai nấy đều cau mày vì cảm nhận được sự vô liêm sỉ của Vân Hạn Lâm. Nhưng, đúng như Vân Hạn Lâm đã nghĩ, căn bản không có người nào đứng lên nói một câu công bằng. Chẳng phải là do bọn họ sợ Kỳ Môn Sơn, sợ ông ta Vân Hạn Lâm sao? Tên họ Vân kia, ông cũng phải nghĩ đến trường hợp ông không thể giết được tôi, vậy thì Kỳ Môn Sơn mấy người sẽ không thể tồn tại được nữa. Trước sự chứng kiến của chừng này người, không ai có thể sống sót mà rời khỏi đây, Trần Triệu Dương lại cười lạnh tiếp. Bây giờ anh đã đứng dậy, lạnh lùng nhìn thẳng vào Vân Hạn Lâm rồi nói. Nghe thấy lời nói đó của Trần Triệu Dương, sắc mặt Vân Hạn Lâm nhất thời tối sầm xuống. Đám người của Kỳ Môn Sơn cũng biến sắc, bởi vì bọn họ cũng vừa được chứng kiến thực lực của Trần Triệu Dương. Nếu như thực lực của Trần Triệu Dương vẫn ổn định, không bị hao tổn thì sợ rằng chuyện sẽ xảy ra theo như lời nói vừa rồi của anh. Thật là nực cười, bây giờ cậu với tôi đều kẻ tám lạng, người nửa cân. Mà chân khí trong cơ thể tôi đã không còn, thì cậu có thể còn sao? Đừng ở đấy mà giả vờ giả vịt nữa, Vân Hạn Lâm tiếp tục. Cười lạnh, thản nhiên nói. Đám người của Kỳ Môn Sơn như được củng cố lòng tin hơn sau lời nói vừa rồi của Sơn Chủ. Thế nên ai nấy đều đang rất ngứa ngáy tay chân, muốn được động thủ. Tông Chủ Vân, nhà họ Tiết chúng tôi đến giúp một tay, đúng lúc đó, một vài bóng đen nhanh. Chóng từ đâu vụt đến nhập hội, một lão già mặc áo xanh đi đầu nói. Còn có nhà họ Tôn chúng tôi nữa. Nhà họ Lý. Mấy võ giả đi theo sau Tiết Nhân Phong cũng nói. Hiển nhiên. Những người này là muốn đánh cùng diệt tận. Nhân cơ hội Trần Triệu Dương bị thương, chân khí không còn bao nhiêu để dễ dàng bắt nạt anh. Mọi người xung quanh chứng kiến cảnh tượng này đều trợn tròn mắt, há hốc mồm mà đứng lên. Có thể có loại chuyện như thế này nữa à? Thật sự là quá vô liêm sỉ. Bây giờ ngay cả nhóm người có máu mặt, thần sắc cũng đều rất xem thường, khinh rẻ đám người đó. Vân Hạn Lâm đương nhiên nhìn ra được kế hoạch của đám người đó, nhưng ông ta không quan tâm. Dù người của ông ta có thực lực không hề tệ, nhưng trong mấy loại chuyện như thế này thì không sử dụng người của bản thân sẽ tốt hơn. Đây là chuyện quyết đấu cá nhân giữa tôi và Vân Hạn Lâm. Các người cảm thấy các người cứ tự tiện nhúng tay vào như thế thì có phù hợp với luật lệ không hả? Trần Triệu Dương nhìn không được bèn cười lạnh một tiếng, rồi nói với giọng điệu chất vấn. Nhóc con, chuyện quyết đấu của cậu đã xong rồi, bây giờ là thời gian tự do mà, Tiết Nhân Phong vô cùng mặt dày, cười nói. Đúng vậy đấy nhóc con, đừng tưởng rằng chỉ dựa vào một hai chiêu thức tà bạo thì có thể muốn làm gì thì làm. Những người theo phe chính nghĩa như chúng tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu đâu, người đàn ông trung niên đứng sau nhà họ Tôn nói. Đúng vậy, cậu chỉ là một tên thiên tiên đại thành nhỏ bé mà thôi. Làm sao mà đánh bại được một võ đạo tông sư cơ chứ? Chắc chắn cậu đã sử dụng một thủ đoạn đáng xấu hổ nào đó rồi chứ gì. Những người khác thừa nước đục thả câu, thêm dầu vào lửa. Bọn họ chẳng có ai muốn Trần Triệu Dương được sống yên ổn cả. Ha ha ha, tốt lắm, mấy người cứ thế mà đổi trắng thay đen. Tốt, được rồi, không thành vấn đề. Bây giờ ai muốn ra tay thì đứng sang một bên đi. Trần Triệu Dương tôi đây tiếp được tất, Trần Triệu Dương giận dữ cười, anh chịu đựng cái đám người vô liêm sỉ này đủ lắm rồi. Phía sau lại có một vài người biến sắc, sau đó bọn họ đứng dậy, bình tĩnh quan sát Trần Triệu Dương. Không thêm ai nữa à? Nếu có thì cứ đứng ra đi, tôi chẳng sợ mấy người đâu, Trần Triệu Dương quét mắt xung quanh, nhìn những người có ý định ra tay nhưng vẫn sợ, không dám đứng lên. Bọn họ bị ánh mắt Trần Triệu Dương dọa cho, thay đổi sắc mặt, ai nấy cũng đều đánh mất ý định đứng ra chiến đấu ở trong đầu.
dù sao thì bọn họ cũng vừa được chứng kiến thực lực của Trần Triệu Dương. Với cái thực lực chiến đấu như thế này thì vào thời đại bấy giờ khó để có thể tu luyện được đến mức đấy. Nếu bây giờ mà ra tay thì có thể lấy lòng được Kỳ Môn Sơn, nhưng đồng thời cũng sẽ đắc tội với Trần Triệu Dương. Chuyện này vô cùng lợi bất cập hại. Vậy nên, tôi cho mấy người thêm một cơ hội nữa. Bây giờ nếu cút đi ngay, thì chuyện cũ tôi sẽ bỏ qua. Còn nếu không thì mấy người sẽ phải hứng chịu hậu quả cho sự tức giận của tôi. Đến khi chết rồi cũng sẽ không yên với tôi đâu, Trần Triệu Dương nghiêm túc nhìn đám người đang đứng ra đó, thản nhiên nói. Nghe thấy lời nói đó của Trần Triệu Dương, vẻ mặt của tất cả mọi người đều hiện ra sự khó xử. Đây là lúc nào rồi mà còn dám kiêu ngạo đến như thế? Thật là một kẻ không biết điều. Nếu như cậu đã lợi hại như thế thì tôi yên tâm rồi nhỉ, Vân Hạn Lâm cười lạnh. Ông ta chỉ sợ tên nhóc này bình tĩnh quá mức thôi. Vì nếu anh xúc động thì ông ta có thể tận dụng cơ hội mà không khách khí nữa. Các vị, tôi trông cậy vào mọi người. Tôi đây vô cùng cảm kích. Sau khi sự việc này chấm dứt thì tôi nhất định sẽ cảm tạ mọi người bằng số tiền thật thích đáng. Vân Hạn Lâm đặc biệt đối xử tử tế với gạch dưới đám người đó, ông ta hô lớn. Vân Tông chủ khách sáo quái. Đối phó với loại tà ác như thế này là trách nhiệm của những võ giả chính nghĩa như chúng ta. Vậy nên chúng tôi cũng có bổn phận trong chuyện này, Tiết Nhân Phong dẫn đầu đám người đó, ông ta đương nhiên không thể lép vế nên trực tiếp nói. Đúng thế, tên nhóc này chắc chắn đã tu luyện tà ác, hèn gì khi tôi đánh nhau với cậu ta thì cứ cảm thấy sai sai gì đấy. Xem ra công pháp mà tên nhóc này tu luyện đã có vấn đề rồi, Vân Hạn Lâm giả bộ cao thượng, nói. Những người xung quanh đương nhiên cũng nghe được cuộc đối thoại giữa nhóm người Vân Hạn Lâm. Có vài người đoán ra rằng những kẻ này muốn mượn cớ cho hành động vô liêm sỉ của mình. Không sai, có người bước ra thì tất nhiên sẽ có người tin vào lời nói của nhóm người Tiết Nhân, dẫu sao, nhóm Tiết Nhân Phong nói cũng có lý, nếu đó là chính đạo, vậy thì võ giả thiên tiên đại thành tuyệt đối không thể đánh thẳng võ đạo tông sư được. Ánh mắt của một vài người hiểu rõ mọi chuyện nhìn về phía Trần Triệu Dương trở nên nhiệt tình, nếu như có thể lấy được công pháp tu luyện hay kỹ năng của Trần Triệu Dương thì thực lực của họ sẽ tăng vọt thêm một tầng. Lũ người này có thể nghĩ đến điều đó, nhóm Tiết Nhân Phong hiển nhiên cũng có thể nghĩ tới, còn về phần Vân Hạn Lâm, ông ta thân là sơn chủ của Kỳ Môn Sơn, đương nhiên không phải kẻ ngu, nếu giờ không cho lũ này phân chia lợi ích, thì ông A tin rằng bọn chúng chắc chắn sẽ tạo phản khiến cho người của Kỳ Môn Sơn không thể ra ngoài. Nhóc con, mau giơ tay chịu trói đi thì may ra cậu còn có đường sống, Tiết Nhân Phong ra vẻ khoan dung độ lượng khuyên nhủ Trần Triệu Dương. Nhiều lời vô dụng. Nếu ông cứ lải nhải nữa thì e là tôi sẽ hồi phục, đây là điều các người muốn sao, Trần Triệu Dương cười khẩy, nếu giờ lũ người này đã đứng ra, sao có thể dễ dàng bỏ qua mình được. Huống hồ, tới bây giờ anh vẫn chưa có ý định giơ tay chịu trói, việc giao sinh mạng của mình vào tay người khác như này tuyệt đối không phải là phong cách của anh. Tên nhóc kia, muốn trách thì tự trách mình đi, cây cao đón gió lớn, khoe khoang tuyệt đối không phải chuyện gì tốt đẹp, Tiết Nhân Phong cười khẩy, vung tay lên. Những người vốn ở sau lưng Vân Hạn Lâm giờ đang lao thẳng tới trước mặt Trần Triệu Dương, nhanh chóng bao vây anh. Cẩn thận, đừng có giết chết, nhớ giữ lại mạng sống của cậu ta, lúc này Tiết Nhân Phong đặc biệt nhân từ nói với những người đó, chẳng qua, giữ lại một mạng của Trần Triệu Dương không phải là vì họ nhân từ mà là vì muốn moi móc được công pháp tu luyện bí mật của anh mà thôi. Có vẻ như các người đã quyết định thế nhỉ, vậy thì, các người ngàn lần đừng hối hận. Trần Triệu Dương biết rằng nếu mình không đánh họ nhớ đời thì vẫn sẽ có người muốn đánh lại mình. Vì thế, anh phải đánh một lần cho họ biết đau, biết sợ thì thôi. Tiểu thải, đợi tao hồi phục một chút, mày canh chừng giúp tao, nếu như có người ra tay, mày cứ đánh cho tao, chỉ cần không chết thì đánh tàn phế cũng được. Trần Triệu Dương vung tay lên, tiểu thải vốn cuốn trên tay anh giờ đây đã khôi phục lại nguyên hình, rồi trườn trên mặt đất. Nếu lũ này chạy trốn thì cứ giết hết cho tao. Trần Triệu Dương căn dặn Tiểu Thải. Nói với Tiểu Thải xong, Trần Triệu Dương không quan tâm gì nữa, anh ngồi xuống xếp bằng rồi bắt đầu hồi phục. Chân khí trong cơ thể anh tiêu hao quá nghiêm trọng, đối phó với võ đạo tông sư tuyệt đối không thể ung dung như người ngoài nhìn vào. Trận chiến vừa rồi có thể nói là cực kỳ nguy hiểm, nếu như anh không nhờ vào sức chịu đựng của cơ thể đủ mạnh, đôi mắt xuyên thấu, có khả năng võ thuật mạnh hơn Vân Hạn Lâm, và việc tu luyện chân khí được dồn nén lại thì anh đã không thể chống đỡ được. Tất nhiên, vẫn còn một nguyên nhân khác, đó chính là do sức mạnh của Vân Hạn Lâm không ở trạng thái đỉnh cao. Nếu thiếu những điều này, e rằng hôm nay anh phải chết ở đây.
Bọn Thiết Nhân Phong thấy Trần Triệu Dương đặt một con rắn nhỏ dưới đất rồi ngồi xuống bắt đầu khôi phục chân khí thì sắc mặt của họ lập tức trở nên khó coi. Cái thằng nhóc con này coi thường bọn họ à? Sao lại xem thường bọn họ đến thế? Thằng oát con, mày đi chết đi, Thiết Nhân Phong trong lòng hung ác lại không thể hiện ra ngoài, nhưng có người không nhịn được mà xông thẳng lên, gào lên với Trần Triệu Dương, sau đó lao thẳng về phía anh. Tiểu Thải vốn đang lười biếng bò trên mặt đất, cảm thấy có người đến gần, nó dựng thẳng nửa thân trên lên, thè lưỡi rắn, trong mắt nó âm u máu lạnh nhìn chăm chăm vào kẻ đang xông tới. Khi tên này nhích lại gần Tiểu Thải, thân mình Tiểu Thải bỗng cong lên như cánh cung, sau đó nó nhanh như chớp phóng lên, hung hãn cắn kẻ này. Một phát rồi về lại chỗ cũ. Tên đó hét thảm thiết rồi nằm vật ra đất, cả người run lẩy bẩy, hơn nữa da trên mặt tên đó nhanh chóng chuyển sang màu đen, co giật không ngừng. Sự cố bất ngờ này làm cho những người đang có ý định tấn công không khỏi chùn bước, ánh mắt nhìn về Tiểu Thải cũng trở nên sợ hãi. Ai có thể ngờ rằng một con rắn nhỏ chỉ bằng ngón tay, màu sắc rực rỡ lại có uy lực như vậy. Phải biết là thực lực kẻ vừa mới ra tay kia xem như đã đạt đến tiên thiên đại thành nhưng lại không thể tránh khỏi công kích của con rắn nhỏ. Làm sao đây? Thấy thế, tất cả mọi người đều liếc nhìn nhau, không biết nên làm sao cả. Ai cũng chỉ có một cái mạng. Dẫu cho bọn họ muốn tấn công Trần Triệu Dương, càng muốn chiếm lấy bí mật trên người anh, nhưng tất cả đều dựa trên tiền đề là mình phải còn sống. Vân Hạn Lâm tất nhiên cũng nhìn thấy cảnh này, điều này khiến sắc mặt của ông ta bỗng trở nên oám. Nếu như chân khí của ông ta có thể khôi phục một tẹo thì ông ta một tay cũng có thể bóp chết con rắn nhỏ này, nhưng giờ chỉ có thể dựa vào những kẻ này ra tay. Cậu qua cho cậu ta uống thuốc giải độc đi, lúc này, Vân Hạn Lâm lấy ra một viên thuốc giải độc. Rồi sai bảo một người của Kỳ Môn Sơn. Sau khi kẻ đó uống xong thuốc giải độc thì độc tố trên người không lan rộng ra nữa, nhưng đều có thể nhìn ra độc tố trên người tên này vẫn chưa được giải trừ. Độc này mạnh quá, thấy cảnh này, ánh mắt Vân Hạn Lâm đông cứng lại, thuốc giải độc này là loại thuốc nổi tiếng của Kỳ Môn Sơn bọn họ, thế mà lại không thể giải được độc. Mọi người đừng sợ, có Vân Tông Chủ ở đây, chỉ cần chúng ta bắt Trần Triệu Dương lại, mọi chuyện đều sẽ dễ dàng hơn. Thiết Nhân Phong thấy sĩ khí của mọi người xuống thấp, thậm chí còn có người muốn rút lui nên ông ta vội vã bước ra, mở miệng nói. Hơn nữa, coi như giờ các vị rút lui thì sợ rằng Trần Triệu Dương cũng sẽ không bỏ qua cho các người đâu, các người cần phải nghĩ cho kỹ, tên đã lên dây cung không thể không bắn. Sau đó, Thiết Nhân Phong âm trầm nói thêm lần nữa. Nghe Thiết Nhân Phong nói thế, sắc mặt của những kẻ vốn có ý định rút lui lập tức trở nên cứng ngắc, sau đó đáy lòng họ kiên định hơn. Các vị, tôi sẽ ra tay khống chế con rắn nhỏ này, còn các vị bắt giữ Trần Triệu Dương. Vân Hạn Lâm biết rằng nếu không có ai khống chế con rắn nhỏ này thì e rằng những kẻ này sẽ trần trừ không chịu tiến lên, thế nên ông ta lập tức bước ra nói. Có Vân Tông Chủ ra tay thì không còn gì tốt hơn. Nghe Vân Hạn Lâm nói vậy, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, dù sao Vân Hạn Lâm là võ đạo tông sư, ông ta ra tay, mọi chuyện sẽ đáng tin hơn. Tốt lắm, các vị lên đi. Nếu như đợi đến khi Trần Triệu Dương khôi phục lại như cũ thì tính toán của các vị sẽ tan thành mây khói đấy. Vân Hạn Lâm thật sự không muốn đợi thêm nữa, nếu không vì chân khí của ông ta giờ đang cạn kiệt, ông ta chắc chắn sẽ không hợp tác với lũ ngu xỉ đần độn này rồi. Lúc này, Trần Triệu Dương đã bắt đầu khôi phục lại chân khí trong cơ thể mình. Mặc dù với thể lực bây giờ của anh, việc đánh bại những tên này cũng không thành vấn đề. Nhưng Vân Hạn Lâm ở đối diện đang nhìn chằm chằm anh như hổ đói rình mồi. Nếu anh thực sự lãng phí thời gian chỉ để dạy cho đám người kia một bài học thì sợ sẽ chỉ cho ông ta thêm thời gian để hồi phục, dựa vào năng lực hồi phục đáng sợ của võ đạo tông sư của Vân Hạn Lâm thì đến khi đánh bại hết những người kia, ông A cũng khôi phục được ít nhất 3 phần chân khí rồi. Cho nên anh không dám mạo hiểm. Tiểu Thải mặc dù đã có nhận thức rồi, nhưng đối với những chiêu trò của con người thì vẫn không hiểu được, nó chỉ nghe theo hiệu lệnh của Trần Triệu Dương, nếu những người kia không đi quá giới hạn thì nó sẽ không tấn công. Ngay lúc này, Vân Hạn Lâm đột nhiên lao lên đến phía trước Tiểu Thải, hai con dao găm trong tay. Ông ta chém mạnh về phía nó với tốc độ cực nhanh. Nhưng mà, tốc độ này thì ăn nhầm gì với tốc độ của Tiểu Thải. Ban đầu Trần Triệu Dương tránh được nó là nhờ vào khả năng nhìn xuyên thấu của mình, nhưng Vân Hạn Lâm lại không phải người có sở trường về tốc độ. Tuy rằng đòn tấn công của ông ta đối với một người ở cảnh giới võ giả là rất nhanh nhưng dùng để đối phó với Tiểu Thải có tốc độ cực hạn thì vẫn còn quá chậm. Tiểu Thải lập tức biến mất, đến khi nó xuất hiện lần nữa thì đã ở sau lưng Vân Hạn Lâm và cần mạnh một phát lên cổ ông ta rồi. Xúc vật, cút đi,
Vân Hãn Lâm vốn là một võ đạo tông sư, tất nhiên không phải người dễ đối phó, ông ta cảm nhận được sự uy hiếp của Tiểu Thải thì đưa tay ra sau muốn tóm lấy nó. Nhưng mà động tác của Tiểu Thải lại vô cùng linh hoạt, nó thay đổi phương hướng cực nhanh rồi rơi vào đúng chỗ của Tiết Nhân Phong. Bởi vì Tiết Nhân Phong nhân cơ hội Vân Hãn Lâm đối phó với Tiểu Thải để đi đến chỗ cách Trần Triệu Dương không xa. Nhìn thấy Trần Triệu Dương gần trong gang tấc, trong mắt ông ta lập tức hiện lên sự hưng phấn. Một người là thiên tài nhưng đang ở thế hạ phong, nhất định là điều khiến cho người ta phải hưng phấn, đây lại còn là một người có thể đấu tay đôi với võ đạo tông sư, nếu phế được cậu ta thì chắc chắn ông ta sẽ trở nên nổi tiếng. Chỉ là người đang hưng phấn quá mức như Tiết Nhân Phong căn bản không chú ý đến việc Tiểu Thải đã rời khỏi Vân Hạn Lâm mà nhanh như chớp lao về phía ông ta. Cẩn thận! Những người khác nhìn thấy cảnh này đều sợ hãi mà hét lên. Tiết Nhân Phong nghe thấy tiếng hét thì tim đập không ngừng, ông ta không chút do dự mà lập. Tức nằm bệt xuống, lăn một vòng trên mặt đất một cách thảm hại. Dù là thảm hại nhưng vẫn may tránh được lần tấn công này của Tiểu Thải. Vốn Tiểu Thải còn muốn đuổi theo nhưng Vân Hãn Lâm đã lao đến đây, nên nó chỉ còn cách trốn thoát đòn tấn công của ông ta trước. Sắc mặt của Tiết Nhân Phong vô cùng khó nhìn, vốn ông ta rất tin tưởng Vân Hãn Lâm, nhưng qua màn nguy hiểm vừa rồi thì ông ta chỉ còn lại sự sợ hãi mà thôi. Nếu vừa rồi không tránh kịp thì sợ bản thân ông ta đã bị con rắn kia cắn trúng rồi. Nhìn thấy bộ dạng thảm thương của người vừa bị nó cắn thì sắc mặt Tiết Nhân Phong lại càng khó coi hơn nữa. Những người khác tất nhiên cũng nhìn thấy cảnh này, nhất thời tất cả đều do dự, không ai dám ra tay nữa. Tôi đã đối phó với nó rồi, mọi người mau ra tay đi, Vân Hãn Lâm thấy đám người này đều không dám ra tay thì tức không chịu nổi. Bản thân ông ta lãng phí thời gian khôi phục mà những người này còn không dám ra tay, lẽ nào đang muốn chơi khăm ông ta sao? Nếu đợi đến khi Trần Triệu Dương khôi phục lại rồi thì ông ta chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Nhìn thấy những người này đều do dự không quyết thì Vân Hãn Lâm biết không thể nào tin tưởng họ được, ông ta lập tức hét lên với đám người mà ông ta dẫn đến, ra tay cho tôi, phế bỏ Trần Triệu Dương. Đến lúc này điều Vân Hãn Lâm muốn cũng chỉ là phế Trần Triệu Dương mà không phải là giết chết anh, ông ta vô cùng hứng thú với công pháp và kỹ năng võ thuật của anh nên nhất định phải đoạt được nó. Nghe thấy lời nói của Sơn Chủ thì đám kỳ môn Sơn không do dự chút nào, tất cả lập tức bao vây xung quanh Trần Triệu Dương. Đám người Tiết Nhân Phong nhìn thấy cảnh này thì đều kích động, họ lập tức cùng đám người kỳ môn Sơn bao vây lấy anh. Những người ở đây thấy vậy thì đều thầm mắng, đám người này đúng là vô liêm sỉ. Dưới tình huống thế này mà tất cả đều bao vây một người, đúng là quá vô liêm sỉ. Chỉ là không ai dám đứng lên ngăn cản, ngay cả hai ông cháu Lâu Tình Nhi cũng không dám ra tay nữa. Bởi vì đám người này quá mạnh, kể cả hai ông cháu họ có quyết đấu sinh tử với họ cũng không thay đổi được tình hình. Ông, đây chính là giới võ đạo sao? Đúng là quá tàn khốc và vô tình rồi, Lâu Tình Nhi luôn sống dưới sự bảo hộ của ông nội, còn chưa từng nhìn thấy sự hung hãn của bọn giang hồ, nhìn thấy tình cảnh đáng sợ như thế này thì vô cùng buồn. Hai, Tình Nhi, đây chính là giới võ đạo, đây chính là giang hồ, cuộc sống ở đây còn khắc nghiệt hơn trong tưởng tượng của cháu nhiều, ông cụ Lâu lắc đầu nói một cách bất lực. Nghe thấy lời của ông mình thì sắc mặt của Lâu Tình Nhi càng ảm đạm hơn. Vốn ông cụ Lâu cũng biết tính cách của cháu mình không phù hợp với giang hồ hiểm ác này, nếu ông không ở đây thì sợ rất nhanh thôi cháu ông đã bị người ta hãm hại rồi. Lên! Đám người Tiết Nhân Phong đã sớm vây kín Trần Triệu Dương rồi, hơn 10 thiên tiên võ giả, tuy phần lớn đều là người mới bước chân vào cảnh giới thiên tiên nhưng kể cả có như thế thì đây cũng là một thế trận đáng sợ. Lúc này Tiểu Thải đang bị Vân Hãn Lâm khống chế, tốc độ của nó gần như không có chút lợi thế nào trước mặt ông ta. Nó nhìn thấy Trần Triệu Dương bị mọi người bao vây thì cũng vô cùng lo lắng, nhưng nhiều người như thế, Trần Triệu Dương cũng từng nói với nó là không muốn nó để lộ ra uy lực thật sự trước mặt con người. Ngay lúc đám người Tiết Nhân Phong chuẩn bị ra tay thì Trần Triệu Dương đột nhiên mở mắt, cặp mắt như phát ra điện, nhìn thẳng vào đám người đó. Tiết Nhân Phong vốn định ra tay thì ngay lập tức dừng lại, ánh mắt hiện lên sự kiêng dè. Xem ra các người gấp muốn chết rồi. Trần Triệu Dương dựa vào công pháp kinh người của mình nên đã khôi phục được 3 phần chân khí, anh biết, dưới tình huống như thế này thì anh không thể nào yên tâm mà khôi phục được, phải đánh hết bọn ruồi muỗi này đi mới được. Trần Triệu Dương, chỉ cần cậu giao công pháp và kỹ năng võ thuật ra đây thì chúng tôi sẽ tha cho cậu một mạng, cậu thấy thế nào? Tiết Nhân Phong thấy Trần Triệu Dương đứng lên thì hạ thấp giọng, nói. Những người khác sau khi nghe thấy lời của ông ta thì hai mắt đều phát sáng hết cả lên,
nếu họ có được công pháp và kỹ năng võ thuật của Trần Triệu Dương thì tất nhiên là sẽ rất vui mừng rồi. À, các người muốn cái đó sao, không nói sớm, nếu các người muốn thì tôi sẽ tự mình dạy, đỡ cho việc mấy người tư chất đần độn, học không vào. Được, Trần Triệu Dương nghe xong thì cười tít mắt nói. Nếu là người thông minh thì nên biết cái gì nên làm cái gì không, được, bây giờ cậu dạy cho bọn tôi đi. Tiết Nhân Phong không ngờ Trần Triệu Dương lại dễ nói chuyện như vậy, nhưng điều này làm cho ông ta có chút khinh thường anh. Không ngờ anh chỉ vì để bảo toàn mạng sống mà không có tí quy tắc nào như thế. Được, để tôi tận tay dạy các người, Trần Triệu Dương cười gắn, sau đó bóng người chợt lóe lên một cái, trong tích tắc đã dừng lại ngay trước mặt Tiết Nhân Phong, tát một phát thật mạnh lên mặt ông ta. Tiết Nhân Phong không ngờ Trần Triệu Dương lại ra tay trực tiếp như thế, hơn nữa, theo ông ta thấy thì cú tát này anh dùng lực rất lớn, muốn tránh được cũng khó. Chát! Một âm thanh vô cùng giòn giã vang lên, Tiết Nhân Phong bị Trần Triệu Dương tát bay về hướng Vân Hạn Lâm và Tiểu Thải đang giao đấu. Bởi vì lúc này, Trần Triệu Dương nhìn ra được Tiểu Thải vẫn còn hơi yếu thế khi phải đối mặt với Vân Hạn Lâm, có vẻ như anh phải tìm thời gian để luyện chế viên thuốc phá kết giới, giúp Tiểu Thải đột phá càng sớm càng tốt. Nếu không khi nó phải đối mặt với võ đạo tông sư vẫn không thể thắng được. May mà đám người bên cạnh không biết được suy nghĩ của Trần Triệu Dương, nếu không thì họ sẽ nói anh lòng tham không đáy. Rõ là Tiểu Thải đã rất giỏi rồi, lại còn muốn nó tiến hóa hơn để đối phó được với võ đạo tông sư, đây không phải lòng tham không đáy thì là gì. Tiết Nhân Phong bị Trần Triệu Dương tát bay ra ngoài vừa hay chặn lại đòn tấn công của Vân Hạn Lâm, Tiểu Thải nhân cơ hội này quay lại bên cạnh Trần Triệu Dương. Làm tốt lắm, Trần Triệu Dương vô cùng hài lòng với biểu hiện của Tiểu Thải, nên anh lập tức duỗi tay ra xoa đầu nó. Tiểu Thải vô cùng hưởng thụ lời khen ngợi của anh, nó nằm ườn trên tay anh một cách thoải mái. Những người cùng bao vây Trần Triệu Dương với Tiết Nhân Phong khi nãy nhìn thấy cảnh này thì đều ngạc nhiên, họ không ngờ anh lại ra tay một cách đột ngột như vậy. Hơn nữa Tiết Nhân Phong còn là một thiên tiên đại thành, thực lực của ông ta cùng một cấp độ với anh. Nhưng mà, khác biệt quá lớn rồi. Bị Trần Triệu Dương đánh bay ra ngoài như thế thì Tiết Nhân Phong cảm thấy tai mình ù cả đi, dường như không thể nghe thấy gì được nữa, hiển nhiên là ông ta đã bị một cú tát của Trần Triệu Dương đánh cho thành điếc luôn rồi. Vẻ mặt Vân Hạn Lâm lúc này vô cùng khó coi, không ngờ rằng đám người này lại vô dụng như thế. Nếu không phải đám ngu ngốc này lưỡng lự mãi thì sợ rằng bây giờ Trần Triệu Dương đã chết rồi. Trần Triệu Dương bây giờ tuy là nhìn qua có hơi yếu ớt nhưng rõ ràng trạng thái của anh so với ông A còn mạnh hơn nhiều. Á á! Lúc này, khuôn mặt của Tiết Nhân Phong sưng tấy đến mức không thể nhìn rõ, nói chuyện cũng không rõ ràng, nhưng đôi mắt nhìn Trần Triệu Dương lại đầy oán hận và dữ tợn. Ai còn muốn nữa nào, mắt Trần Triệu Dương quét qua đám người một lượt. Những người bị Trần Triệu Dương quét mắt qua đều không dám nhìn lại anh, điều này khiến cho đám người đang quan sát trận chiến bên ngoài khâm phục anh không thôi, thực sự quá cun ngầu rồi. Một người có thể đánh ngang tài ngang sức với Vân Hạn Lâm. Bây giờ lại còn có thể khiến cho cả một đám người kinh sợ như vậy. Đám người xung quanh sau khi nhìn thấy cảnh này thì đều kinh ngạc đến hét lên, ai nấy đều hưng phấn vô cùng. Đám võ giả trẻ tuổi đều coi Trần Triệu Dương là thần tượng, là mục tiêu phấn đấu của mình vì thế ánh mắt họ nhìn anh cứ như thể đang phát sáng vậy. Con biết mà, con biết anh ấy chắc chắc sẽ không sao, Lâu Tình Nhi vui mừng khôn xiết khi thấy Trần Triệu Dương đứng ra với một khí thế mạnh mẽ như vậy. Nhưng Lữ Đại Vĩ thì lại không thấy vui một chút nào, không ngờ anh lại khủng bố như vậy, có thể đánh tay đôi với võ đạo tông sư như Vân Hạn Lâm thì không nói, bây giờ tốc độ khôi phục lại còn nhanh hơn ông ta, sau khi khôi phục lại một ít chân khí còn có thể đánh bại được Tiết Nhân Phong, chuyện quả thật âm ngoài sức tưởng tượng mà. Bây giờ ông ta vô cùng hối hận, nếu từ đầu không dây vào anh thì tốt biết bao. Nghĩ đến đây, Lữ Đại Vĩ lại âm thầm nhìn học trò Trương Sơn của mình một cái, đều là do tên ngốc này. Nếu không phải do cậu ta thì mình cũng không có mâu thuẫn lớn như thế với Trần Triệu Dương rồi, lại còn có niềm tin đợi đến sau khi quyết đấu kết thúc khiến anh bẽ mặt. Tên họ Vân, nếu ông đã không coi trọng quy tắc thì tôi sẽ không khách sáo với ông nữa, Trần Triệu Dương nhìn Vân Hạn Lâm rồi nở một nụ cười lạnh. Tiểu Thải, đám người ngu ngốc này giao cả cho mày, đừng có giết họ, chỉ cần khiến cho họ mất đi năng lực hành động là được rồi, Trần Triệu Dương dặn dò Tiểu Thải một câu rồi lập tức nhìn về phía Vân Hạn Lâm. Trần Triệu Dương, cuộc chiến đã như thế này rồi, sao chúng ta không ngừng lại, cậu thấy sao? Dù gì nếu có đánh nữa chỉ sợ đôi bên đều không có lợi, Vân Hạn Lâm nói một cách nghiêm trọng. Đám người ở đây nghe thấy lời nói của Vân Hạn Lâm thì đều cảm thấy khinh thường ông ta.
lúc nghĩ mình đánh thẳng thì liều mạng mà đánh, bây giờ thấy không đánh lại được nữa thì lại xin tha thứ, trên đời này làm gì có chuyện tốt như thế cơ chứ? À, nói thế này thì ông đang sợ sao? Trần Triệu Dương nhìn Vân Hận Lâm cười một cách giễu cợt rồi sau đó lạnh giọng nói, không thế nào cả, tôi vừa nói rồi, nếu hôm nay ông phá vỡ quy tắc thi đấu thì tôi sẽ khiến ông và Kỳ Môn Sơn của ông phải gặp xui xẻo, không chỉ có ông và Kỳ Môn Sơn mà cả các người cũng không trốn khỏi được đâu. Tuy Trần Triệu Dương nói như thế nhưng chân khí trong người anh vẫn luôn chuyển động, không ngừng hấp thu linh khí xung quanh, khôi phục thêm được chút nào thì tốt chút đó. Anh không sợ đám người này từng người một xông lên, chỉ là nếu tất cả cùng hợp sức thì e là anh sẽ gặp rắc rối mất. Cho nên anh phải bảo đảm được chân khí của mình có thể theo được. Nghe thấy lời của Trần Triệu Dương thì sắc mặt Vân Hạn Lâm lập tức vô cùng khó nhìn. Ông ta đường đường là môn chủ của một môn phái, đã không màng đến thể diện mà nhận thua, bây giờ anh vẫn không chịu buông tha, đúng là người không biết tốt xấu mà. Vẻ mặt đám người Thiết Nhân Phong lúc này đều tái mét hết cả, phần lớn trong số họ đều hối hận xanh ruột, sớm biết như thế này thì đã không dây vào rồi, không được lợi ích gì thì thôi đi, lại còn chuốc vào mình một mớ rắc rối. Bắt đầu đi, Trần Triệu Dương nhìn sắc trời thì phát hiện ra đã khá muộn rồi, nếu anh về quá muộn thì Nam Cung Yến sẽ lo lắng, hơn nữa, điện thoại anh vừa bị hỏng trong cuộc quyết chiến vừa rồi, không có cách nào thông báo cho cô được. Thế nên việc cần làm bây giờ là tốc chiến tốc thắng. Nghe được lời của anh thì Tiểu Thải lập tức xông lên, lao vào tấn công mười mấy người kia. Động tác của Trần Triệu Dương cũng vô cùng nhanh chóng, anh lao thẳng về phía Vân Hạn Lâm. Đi chết cho tôi, Trần Triệu Dương không có chút ý muốn nương tay nào với Vân Hạn Lâm cả. Ai biết ông ta còn chiêu trò gì không? Dù gì trong tay ông ta cũng có quá nhiều thứ tốt, hai thanh đoản kiếm, Kỳ Lân Hộ Tý, đều là những vũ khí tuyệt đỉnh, nếu ông ta vẫn còn viên đan dược khôi phục chân khí thì đúng là vô cùng rắc rối. Kỳ Môn Sơn đúng là có viên đan dược khôi phục chân khí thật nhưng khi quyết đấu với Trần Triệu Dương thì ông ta không để anh vào mắt cho nên không mang đám đan dược kia theo. Lúc này ông ta vô cùng hối hận, nếu sớm biết khó đánh như thế này thì ông ta đã mang theo những viên đan dược đó đến, dù chỉ có một viên thôi cũng rất tốt rồi. Mau ra tay đi, cuộc quyết đấu này cũng nên có hồi kết rồi, Trần Triệu Dương lạnh lùng hét lên, lập tức xông tới Vân Hạn Lâm, anh siết chặt hai tay. Chân khí dồn nén trong cơ thể này bộc phát ra một cách dữ dội dồn về hai nắm tay, rồi chút về phía Vân Hạn Lâm như thác đổ. Làm sao Vân Hạn Lâm có thể ngờ được, lúc Trần Triệu Dương xông lên sẽ điên cuồng đến như vậy, đối mặt với đòn tấn công như vũ bão của anh, ông ta gần như không thể giơ tay chống cự, thậm chí còn không có cơ hội né tránh. Nắm đấm ẩn chứa sức mạnh bùng nổ đó của Trần Triệu Dương giống như đạn đại bác. Một cơn đau như xé toạc truyền đến từ hai cánh tay của mình. Nhưng Vân Hạn Lâm không dám né tránh hay dừng lại, bởi vì một khi ông ta dừng lại, e rằng điểm chí mạng của mình sẽ bị tấn công. Những người xung quanh theo dõi trận chiến chưa bao giờ nghĩ rằng sau khi nghỉ ngơi một hồi, Trần Triệu Dương lại tấn công một cách khốc liệt như vậy, đến nỗi Vân Hạn Lâm đường đường là một võ đạo tông sư mà lại không có sức để đánh trả. Có điều Trần Triệu Dương cũng rất bực bội, bởi vì trên hai tay Vân Hạn Lâm còn có Kỳ Lân Hộ Tý đó. Cho dù không có chân khí của ông ta tác động lên thì đó cũng là một vũ khí bảo hộ vô cùng vững chắc. Chờ tôi đánh nát cánh tay phòng hộ của ông, xem ông còn có chiêu gì nữa, Trần Triệu Dương không có ý định dừng lại, anh đấm liên tục vào hai cánh tay của Vân Hạn Lâm. Một bên thì Trần Triệu Dương giao chiến với Vân Hạn Lâm đến trời đất mù mịt, một bên thì Tiểu Thải đã khiến cho đám người Thiết Nhân Phong phải chịu đau đớn tột cùng, không một ai dám để Tiểu Thải đến gần, tất cả đều đem hết bản lĩnh của mình ra. Tuy nhiên, mấy chiêu mèo cào này chẳng có tác dụng gì đối với một linh thú nhanh nhẹn linh hoạt như Tiểu Thải. Cuối cùng, vì Tiểu Thải chạy quá nhanh nên đòn tấn công của họ đều đánh trúng phải người của mình. Mười mấy người, trong đó có vài người bị trúng kịch độc của Tiểu Thải, cũng có người trúng phải đòn công kích của người mình mà ngã nhào ra đất. Vào lúc này, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Kết thúc đi, dưới sự tấn công điên cuồng của Trần Triệu Dương, cho dù Kỳ Lân Hộ Tý của Vân Hạn Lâm có kiên cố đến đâu cũng bắt đầu nứt ra. Theo đó là một tiếng hét thất thanh, Kỳ Lân Kỳ Tý của ông ta lập tức bị đánh nát, hơn nữa cú đấm của anh không mảy may dừng lại mà giáng lên hai cánh tay của Vân Hạn Lâm. Rắc rắc, âm thanh xuyên thấu của hàng loạt tiếng nứt xương truyền vào tai những người xung quanh khiến ai nấy đều cảm thấy vô cùng đau đớn. Chuyện này vẫn chưa kết thúc, Trần Triệu Dương đánh nát cánh tay của Vân Hạn Lâm bằng một cú đấm, sau đó thì đấm vào ngực ông ta. Bịch, thân thể Vân Hạn Lâm giống như một cái túi vải rách nát. Ông ta bị đánh văng ra một cách dữ dội, đến nỗi máu phun ra đỏ khắp không trung.
Những người xung quanh nhìn thấy cảnh này đều dựng tóc gáy, đường đường là võ đạo tông sư, đứng đầu một phái, thế mà lại bị một thiên tiên đại thành đánh ra nông nỗi này, thậm chí còn không phải là một thiên tiên đỉnh, hoàn toàn bị lật đổ rồi. Sơn chủ, những người ở Kỳ Môn Sơn vốn vẫn đang mong đợi sơn chủ sẽ đại phát thần uy, nhưng khi thấy sơn chủ mình bị đánh thành bộ dạng này, họ đều kinh hoàng kêu lên, nhìn với vẻ mặt không dám tin. Vốn dĩ, chúng ta không hề có thù hận gì với nhau. Có trách thì trách đứa con trai bất tài thích gây chuyện của ông thôi. Chính hắn ta đã hủy hoại ông, hủy hoại Kỳ Môn Sơn, Trần Triệu Dương từng bước đi về phía Vân Hãn Lâm, nhàn nhạt nói. Và tất cả những người vốn không biết Trần Triệu Dương và Vân Hãn Lâm rốt cuộc có ân oán gì đột nhiên sững sờ. Một số người có mặt vẫn biết con trai của Vân Hãn Lâm có đức tính gì, xem ra chính Vân Phụng Thiên tự hại bố mình rồi, không chỉ hại bố mình, mà còn hủy hoại cả Kỳ Môn Sơn. Lúc này, sắc mặt Vân Hãn Lâm vàng như nghệ, hai mắt vô hồn nhìn Trần Triệu Dương, nắm đấm vừa rồi không chỉ đánh gãy xương sườn, mà chân khí cổ quái của Trần Triệu Dương còn xâm nhập vào, đang hủy diệt điên cuồng trong cơ thể ông ta. Nếu như ông ta vẫn còn chân khí trong người, nó vẫn có thể trấn áp được chân khí của anh, nhưng chân khí của ông ta đã bị cạn kiệt trong cuộc quyết đấu vừa rồi, lúc này lấy đâu ra lực mà chống lại. Nghe Trần Triệu Dương nói vậy, Vân Hãn Lâm đột nhiên cười khổ, nói, thắng làm vua, thua làm giặc, tao thua rồi, chỉ xin mày một chuyện. Ông muốn tôi tha cho con trai ông sao? Đừng có nằm mơ, Trần Triệu Dương cười lạnh một tiếng, anh biết rằng, tuy Vân Phụng Thiên chỉ là một phế vật, nhưng ai biết được. Ngày nào đó một tên phế vật sẽ bất ngờ chơi cú lội ngược dòng hay không, mặc dù xác suất của chuyện này là vô cùng nhỏ nhưng anh cũng không muốn đánh một canh bạc. Không phải, cho dù mày không giết nó, con trai tao cũng không sống được bao lâu. Tao muốn mày tha cho người của Kỳ Môn Sơn, bọn họ vô tội, ánh mắt Vân Hãn Lâm hiện lên vẻ chua xót, nói một cách đau khổ. Sơn chủ, đám người của Kỳ Môn Sơn bị tiểu thải đánh ngã nhào trên mặt đất nghe thấy lời của Vân Hãn Lâm, họ lập tức cảm động. Họ không ngờ rằng vào lúc như vậy, sơn chủ của mình vẫn nghĩ đến sự an toàn của họ. Ha ha, Vân Hãn Lâm, ông thật biết tính kế à, sắp chết rồi, còn muốn tính kế tôi. Ông cũng đừng làm bộ làm tịch nữa, người của Kỳ Môn Sơn vốn không có thù gì với tôi, đương nhiên là tôi sẽ không giận chó đánh mèo, có điều những tên đã động thủ thì tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha. Nhìn thấy bộ dạng ra vẻ đáng thương của Vân Hãn Lâm, Trần Triệu Dương chế nhạo. Sau đó liền vạch ra bộ mặt thật của ông ta. Ông ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy? Một số người có mặt tại hiện trường chợt bừng tỉnh, nhưng cũng có người không hiểu lắm. Tất nhiên trong số họ có cả Lâu Tình Nhi, một người có tính cách đơn thuần. Con thật sự cho rằng Vân Hãn Lâm đang muốn cầu xin cho những người trong Kỳ Môn Sơn sao? Ông cụ Lâu cười rồi lập tức nói tiếp. Không phải vậy, Vân Hãn Lâm này biết hôm nay nhất định sẽ không thoát khỏi nạn này cho nên trước khi chết, ông ta đã tính kế với Trần Triệu Dương. Nhìn thì có vẻ như Vân Hãn Lâm muốn cầu xin Trần Triệu Dương tha cho người của Kỳ Môn Sơn đi, nhưng thực tế là muốn bọn họ cảm động trước lòng tốt của ông ta và đợi sau khi ông ta chết sẽ báo thù cho ông ta. Hả? Nghe xong lời của ông nội, Lâu Tình Nhi lập tức ngây người ra, cô ấy chưa từng nghĩ tới người này sắp chết rồi còn quỷ kế đa đoan đến vậy. Đừng quan tâm những chuyện này, ông cứ yên tâm mà lên đường, Trần Triệu Dương không chút để ý đến đám người này. Cho dù Kỳ Môn Sơn thật sự muốn trả thù mình thì đã sao? Trần Triệu Dương nói xong, cũng không để ý tới Vân Hãn Lâm nói cái gì, trực tiếp đấm mạnh vào tim mạch của Vân Hãn Lâm khiến tim mạch của ông ta đều vỡ vụn ra. Người đứng đầu của Kỳ Môn Sơn, đường đường là võ đạo tông sư thế mà đã bị đánh bại như thế này. Nhìn thấy cảnh này, ai cũng không ngừng thở dài. Thật sự không dễ dàng để có thể tu luyện đến võ đạo tông sư, còn chưa kịp hưởng thụ đã bị đánh chết. Lúc này, đám người Kỳ Môn Sơn đều vô cùng xấu hổ, bao gồm cả đám người Tiết Nhân Phong đều hoàn toàn chết lặng, không biết phải làm sao. Vốn dĩ bọn họ muốn dựa hơi Vân Hãn Lâm, nhưng bây giờ ông ta đã trở thành một cái xác chết, còn bọn họ lại phải đối mặt với cơn phẫn nộ của Trần Triệu Dương, làm sao giải quyết ổn thỏa đây. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Sau khi Trần Triệu Dương giết Vân Hãn Lâm, anh liền coi hai thanh đoản kiếm đó là của mình. Dù sao đây cũng là chiến lợi phẩm thuộc về bản thân. Cầm hai thanh đoản kiếm này trong tay, Trần Triệu Dương cảm thấy vô cùng thoải mái, có điều anh lại không biết dùng vũ khí này ra sao. Hơn nữa thanh đoản kiếm này quá ngắn, nhìn mỏng và quá nho nhã, không phù hợp với anh. Sau khi cất hai thanh kiếm đi, Trần Triệu Dương mới ngước mắt nhìn sang đám người Tiết Nhân Phong. Đám người này hoàn toàn không cách nào chống lại sự tấn công của tiểu thải.
Vù một tiếng, tiểu thải đã nằm trên cổ tay của Trần Triệu Dương. Trận lăn lộn lúc nấy đã khiến tiểu thải tiêu hao không ít, nhất là độc tố trong cơ thể nó. Tuy mỗi lần nó chỉ tiết ra một chút độc rắn để không đến mức độc chết đám người này, nhưng cho. Dù là vậy, độc tố trong cơ thể nó cũng không dễ dàng phục hồi như vậy. Vất vả rồi, Trần Triệu Dương nhìn thấy dáng vẻ ủ rũ của tiểu thải thì đột nhiên thấy áy náy nói. Tiểu thải này đi theo mình cũng chưa hưởng thụ được gì, chỉ toàn phải đánh nhau mà mỗi lần đánh đều tốn rất nhiều sức lực. Chờ sau khi quay về, tao sẽ dùng mộc thạch bảy màu để luyện đan phá kết giới cho mày, để mày tiến hóa thêm lần nữa, Trần Triệu Dương lập tức hứa với tiểu thải. Nghe anh nói như vậy, ánh mắt ủ rũ của tiểu thải bỗng sáng rực lên. Bây giờ thì tới lượt các người rồi. Nói đi, các người muốn chết thế nào? Trần Triệu Dương mặt lạnh như tiền nhìn họ rồi hỏi. Hiển nhiên là anh cũng không có ý định tha cho đám người này. Nghe Trần Triệu Dương nói vậy, sắc mặt của đám người này chợt tái mét, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của anh, rõ ràng không dám đối mặt với vấn đề này. Nếu đã không nói, vậy tôi chỉ đành giết các người vậy, Trần Triệu Dương vốn không hề có ý nương tay, liền nói một cách dứt khoát. Vừa dứt lời, trên người anh lập tức tỏa ra một lồng sát khí đáng sợ, xông thẳng vào đám người kia, đương nhiên là muốn dọa cho bọn họ một phen hú vía. Ở nơi đông người như thế này, nếu thật sự vung dao giết người, e là không thích hợp cho lắm. Nhưng nếu bỏ qua cho họ dễ dàng như vậy, chỉ sợ sau này ai cũng sẽ leo lên đầu anh ngồi mất. Cậu Trần, xin lỗi, tôi sai rồi. Cậu tha cho tôi đi. Sau này tôi không dám đối đầu với cậu nữa. Cậu nói xem, phải làm sao mới có thể tha cho tôi? Tiết Nhân Phong đứng ra đầu tiên, lớn giọng cầu xin. Trần Triệu Dương vô cùng ngạc nhiên. Tên Tiết Nhân Phong này là kẻ cầm đầu tới giết mình. Nhưng bây giờ lại là người đầu tiên đứng ra xin tha mạng. Nói về không có khí phách, tên Tiết Nhân Phong này nói mình số 2 thì e rằng không có ai dám nhận là số 1. Trần Triệu Dương không trả lời, mà vẻ mặt thản nhiên nhìn Tiết Nhân Phong. Hiển nhiên là anh muốn ông ta tự đề xuất điều kiện với mình. Tiết Nhân Phong đương nhiên biết rằng ông ta đầu hàng như thế này, tuyệt đối sẽ khiến rất nhiều người khinh thường. Nhưng thà bị khinh thường còn hơn phải mất mạng. Cho là Trần Triệu Dương có không dám vung dao giết người ở nơi này, nhưng muốn giết một hai mạng người thì hoàn toàn không có vấn đề gì. Mà ông ta lại là tên đầu sỏ, nếu phải giết thì chắc chắn sẽ có ông ta trong đó. Cho nên ông ta cần phải đứng ra bày tỏ thái độ đầu tiên. Nếu không, chờ tới lúc đó e rằng sẽ tiêu đời mất. Thấy Trần Triệu Dương chưa trả lời, trong lòng của Tiết Nhân Phong bỗng dưng bồn chồn. Ông ta không biết trong lòng anh đang suy nghĩ gì, nhưng ông ta biết, tính mạng của mình đang nằm trong tay của Trần Triệu Dương. Còn các người thì sao, khóe miệng Trần Triệu Dương khế cong lên, sau đó anh nhìn sang đám người kia, bao gồm đám người của Kỳ Môn Sơn. Đám người này không ai nói năng gì, chỉ có một mình Trần Triệu Dương đứng đó nhìn. Tôi lười phải nhiều lời với mấy người, quá dài dòng rồi, phế bỏ hết đi, Trần Triệu Dương nhìn thấy bọn họ đều câm như hến thì hừ lạnh một tiếng. Lập tức đi về phía đám người Kỳ Môn Sơn. Nếu đối phương có ý đồ gì, chỉ cần phế bỏ hết, vậy thì không sợ bọn họ lại xuất hiện làm loạn. Nghe Trần Triệu Dương nói vậy, sắc mặt của mọi người chợt xám như cho tàn. Mặc dù bọn họ rất muốn bưng bít chuyện này đi mà không phải trả bất cứ giá nào, nhưng bây giờ xem ra, không những phải trả mà còn trả cái giá rất đắt. Anh Trần, xin đừng, nếu không có sức lực, chúng tôi sẽ toi đời mất. Lập tức có người bắt đầu lên tiếng cầu xin Trần Triệu Dương. Còn Trần Triệu Dương thì không tỏ ra chút thương xót. Trước đó, lúc có ý định vây đánh mình, sao bọn họ không nói vậy đi, bây giờ có cầu xin tha mạng cũng đã quá muộn rồi. Anh Trần, tôi có 3 viên linh dược, còn có 1 tỷ tiền tiết kiệm, không biết anh có thể tha cho tôi được không? Lúc này, một người đàn ông gầy guộc ngẩng đầu lên nói. Ồ, được chứ, không thành vấn đề. Trần Triệu Dương gật đầu. Điều này rất hợp với ý anh, dĩ nhiên là càng nhiều linh dược càng tốt. Còn về tiền, có ai lại chê tiền nhiều đâu chứ? Vốn dĩ không quá ôm hy vọng, nhưng lúc hắn ta nghe Trần Triệu Dương nói vậy thì mừng rỡ khôn xiết. Anh Trần, tôi để linh dược ở nhà. Về tiền nong thì bây giờ tôi có thể chuyển cho anh ngay. Người đàn ông này lập tức móc điện thoại ra rồi nói với Trần Triệu Dương. Được, đây là số tài khoản ngân hàng của tôi. Chuyển khoản qua là được. Còn về 3 viên linh dược kia. Bây giờ mau về lấy đi, Trần Triệu Dương lập tức đưa số tài khoản của mình cho tên đó, rồi thả hắn a đi. Anh Trần, lẽ nào anh không sợ sau khi tôi đi thì sẽ không quay lại sao, tên đó đột nhiên có chút do dự bèn hỏi. Đương nhiên là các người có thể đi,
tôi không có bản lĩnh bắt từng người lại, nhưng lúc nãy các người không phải bị chúng độc rắn sao? Nếu không có tôi, cho dù có sống sót thì không bao lâu cũng trở thành một cái xác chết mà thôi. Người này nghe xong lời Trần Triệu Dương nói thì đột nhiên lạnh run cả người. Lúc nãy, hắn ta quả thật có ý định như vậy. Nếu tiền hết rồi thì có thể kiếm lại nhưng linh dược này rất hiếm. Hắn ta cũng may mắn lắm mới có được 3 viên này, chỉ vì bảo. Toàn được mạng sống nên mới đành nói ra toàn bộ. Sắc mặt của những người khác cũng đều sa sầm lại, vì bọn họ quả thật đều bị tiểu thải cắn. Nói cách khác, mạng của bọn họ đều nằm trong tay của Trần Triệu Dương, chỉ xem anh muốn đưa ra điều kiện gì thôi. Không có đâu, anh Trần, tôi đã đồng ý với anh thì sao có thể nuốt lời được. Tôi đi về nhà lấy linh dược ngay, sẽ nhanh chóng đưa tới cho anh, hắn ta không muốn trễ nãi thêm một phút nào, sợ độc. Trong người tái phát mà chết mất. Đi đi, nếu không tìm được tôi thì cứ gọi Trần Triệu Dương tống cổ người này đi khỏi, sau đó nhìn sang người khác. Những người khác dĩ nhiên cũng nhìn thấy cảnh này, điều này khiến trong lòng họ cảm thấy kỳ lạ. Đây chẳng phải là thiên tài võ đạo Trần Triệu Dương uy phong lẫm liệt đó sao? Hóa ra cũng chính là một người đánh chết cũng cần tiền ư. Nhưng lúc này không ai thật sự muốn chết cả, ai cũng đang suy nghĩ lấy điều kiện gì để đáp ứng được yêu cầu của Trần Triệu Dương. Sau khi đã có một người ra làm mẫu, dĩ nhiên Trần Triệu Dương không cần phải ép mấy tên này nữa, để bọn họ suy nghĩ kỹ, nên dùng đồ gì đổi lấy tính mạng của mình. Đã có người đầu tiên, việc tiếp theo đơn giản hơn rồi. Có linh dược thì dùng linh dược, không đủ hoặc là không có linh dược thì thay thế bằng dược liệu quý báu, còn có một số người thì thẳng tay chỉ tiền. Suy cho cùng, hầu hết những người này đều là con của các gia tộc lớn, giàu có ở thành phố Long Hải. Cho nên căn bản không cần phải khách sáo với bọn họ làm gì. Cuối cùng, Trần Triệu Dương đã thu về được 15 cây linh dược, một đống nguyên liệu và 10 tỷ tiền mặt. Về phần Tiết Nhân Phong, Trần Triệu Dương hoàn toàn không nhận được gì từ chỗ ông ta nên mới trực tiếp phế bỏ. Nếu nói đến việc ông ta cầm đầu đến gây rắc rối cho mình, chỉ phế bỏ đi tu vi mà không hề giết ông ta thì cũng đã quá nhân từ lắm rồi. Sau khi giải quyết xong những chuyện này, Trần Triệu Dương chưa kịp rời đi thì đã bị một đám người vây quanh. Cậu Trần, tôi là người nhà họ Ngô ở thành phố Long Hải, không biết tôi có được diễm phúc mời cậu một bữa cơm không? Một tên mập ú đột nhiên xông tới nói. Cơm của nhà họ Ngô mấy người thì có gì ngon chứ? Nhà họ Từ chúng tôi đã mời đến một đầu bếp thuộc nhà hàng sở hữu sao Michelin. Cậu Trần à, không biết cậu có thời gian đến chỗ chúng tôi thưởng thức không? Như thế có gì hay ho chứ, cậu Trần? Ở chỗ chúng tôi có đủ loại mỹ nữ dung mạo như hoa, chỉ bằng cậu. Người của các gia tộc thành phố Long Hải đều quay quanh Trần Triệu Dương, nhìn anh với ánh mắt vô cùng kích động và mong đợi. Trần Triệu Dương nghe vậy liền thấy chóng mặt, những người này cũng quá nhiệt tình rồi. Anh chẳng qua chỉ là thẳng một trận quyết đấu, không ngờ lại khiến nhiều người ào ạt kéo đến nịnh bợ đến vậy. Đúng lúc này, Trần Triệu Dương nhìn thấy Lữ Đại Vĩ đang lặng lẽ rời đi. Tên họ Lữ kia, ông muốn đi đâu vậy? Không phải ông nói sau trận quyết đấu sẽ tìm tôi tính sổ sao, Trần Triệu Dương nhìn về phía Lữ Đại Vĩ đang muốn rời đi mà lớn giọng nói. Vốn dĩ những người này đang rất hăng hái mời Trần Triệu Dương nhưng nghe thấy vậy thì liền lộ ra vẻ mặt phấn khích. Ngay lập tức, mọi người đều nhanh chóng lùi lại nhường đường cho anh đi về phía đám thầy trò Lữ Đại Vĩ. Vốn dĩ, Lữ Đại Vĩ muốn tranh thủ lúc Trần Triệu Dương bị đám người kia lôi kéo không để ý mà nhanh chóng rời khỏi chỗ này, nhưng không ngờ lại bị Trần Triệu Dương nhìn thấy. Hơn nữa còn bị gọi lại trước mặt nhiều người như thế. Làm ông ta muốn đi cũng không thể đi được, vô cùng xấu hổ bèn đứng yên tại chỗ. Mà sắc mặt của đám học trò Lữ Đại Vĩ lúc này đen như nhọ nồi, bình thường quen thói hống hách coi trời bằng vung, có bao giờ gặp phải chuyện khiến bọn họ uất nghẹn như vậy đâu chứ. Nhưng mà, có cảm thấy nghẹn lên đến cổ thì vẫn phải cố kìm nén lại trong lòng. Trải qua lần quyết đấu trước đó, bọn họ coi như đã thấy được sức mạnh ngang trời của Trần Triệu Dương. Hoàn toàn không thể đánh bại được. Nếu đã không thể đánh bại được anh, thì chỉ còn cách ngậm bồ hòn làm ngọt mà thôi. Cậu Trần, tôi làm gì có nói như vậy chứ, đó chỉ là hiểu lầm, đều là hiểu lầm mà. Bản thân Lữ Đại Vĩ là một người nghênh ngang hống hách, nhưng gặp phải người có sức mạnh đáng sợ hơn mình, tất nhiên là phải mềm nắn rắn buông vì lợi ích toàn cục. Ồ, thật sao, vừa rồi học trò của ông nói muốn giết tôi. Nếu không phải vì tôi may mắn, e rằng đã bị thầy cho các người đánh đến thê thảm rồi, Trần Triệu Dương cười lạnh một tiếng, có lý thì không khoang nhượng, liền hùng hổ ham dọa. Bây giờ, chân khí trong cơ thể của anh kỳ thực không đủ, nếu vào lúc này có người nhớ đến, e rằng anh sẽ gặp phải rắc rối.
Còn lúc này, Trần Triệu Dương hùng hổ tính sổ với Lữ Đại Vĩ trong thời điểm nhạy cảm này, để người khác khó mà đoán được thực lực thật sự của anh. Thế này đi, tôi sẽ nhận lỗi, đồng thời cũng sẽ chấp nhận trả giá về chuyện đó. Lữ Đại Vĩ biết rằng Trần Triệu Dương là người chưa đạt được mục đích thì sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nếu không thỏa mãn được anh, e rằng hôm nay ông ta khó mà rời khỏi đây. Được rồi, nói thử xem, ông muốn trả giá như thế nào? Trần Triệu Dương cười lên một tiếng, không hề tỏ rõ ý của mình về chuyện này. Tôi đã mua một căn biệt thự mới, trị giá 200 triệu, vừa được trang trí xong, vẫn chưa kịp ở, nay xin tặng cho cậu Trần. Lữ Đại Vĩ nói xong thì liếc nhìn Trần Triệu Dương, phát hiện anh chỉ khẽ cười, nhưng vẫn không chịu nói gì. Về chuyện này, Lữ Đại Vĩ cũng biết, bản thân không chỉ mạnh tay thì khó mà thoát được. Ở chỗ tôi còn có 2 viên linh thạch và 3 cây linh dược. Không biết cái này có được không, Lữ Đại Vĩ không còn cách nào, đành mở miệng nói tiếp. Ông khách sáo quá rồi, tôi nào phải loại người như vậy, được rồi, tôi hơi mệt, phải về trước đây. Nhớ đem thứ ông nói qua cho tôi, tốt nhất là đặt nó trong biệt thự của ông, ngày mai tôi sẽ qua đó kiểm tra. Trần Triệu Dương gật đầu, xem như là đồng ý với điều kiện của Lữ Đại Vĩ. Nghe thấy lời của Trần Triệu Dương, trong lòng Lữ Đại Vĩ chợt chua xót vô cùng. Mọi sự kiêu ngạo và hống hách đều cần phải trả giá, từ trước đến giờ ông ta đã quen với lối sống như thế, nhưng chưa gặp qua kẻ nào khó dây vào đến vậy. Thật không ngờ chỉ một lần thôi mà phải trả cái giá thật đắt. Trần Triệu Dương, anh cũng quá lợi hại rồi. Tôi thật là ngưỡng mộ anh đấy. Chỉ là anh thế mà lại đi nói dối tôi, lúc Trần Triệu Dương bước tới thì Lâu Tình Nhi và ông cụ Lâu cũng đi tới. Lâu Tình Nhi vẫn vậy, nói chuyện vẫn ngang nhiên không chút che đậy. Nghe được những lời nói ngây thơ thẳng thản đó của Lâu Tình Nhi, Trần Triệu Dương đột nhiên bật cười, xoa đầu cô rồi nói, tôi đã nói rồi, tôi đến để quyết đấu, cô không tin lại còn đổ lỗi cho tôi. Lâu Tình Nhi ngây người ra một hồi, đúng vậy, trước đó anh có nói qua rồi, anh chính là Trần Triệu Dương, nhưng mà lúc đó cô ấy căn bản không để tâm đến lời nói của anh. Lúc đó, làm sao người ta biết được chứ, Lâu Tình Nhi thè lưỡi ra, rồi nói một cách đáng yêu. À đúng rồi. Lúc tôi vừa tới, hình như nhìn thấy 2 người có lái xe tới đây. Không biết có thể cho tôi đi nhờ một đoạn được không? Trần Triệu Dương đột nhiên nhớ đến, ở đây vốn không đón được taxi, mặc dù anh có thể tùy tiện tìm một ai đó đưa anh về nhưng mà như vậy há chẳng phải là đã nợ người ta một ân tình sao? Còn Lâu Tình Nhi và ông cụ Lâu cũng coi như có duyên gặp mặt. Hơn nữa, anh cũng không hề thấy khó chịu với Lâu Tình Nhi. Đúng rồi, cho anh quá giang thì không thành vấn đề. Nhưng lẽ nào một đại cao thủ như anh mà đến một chiếc xe cũng không có sao, Lâu Tình Nhi lộ ra vẻ ngạc nhiên hỏi Trần Triệu Dương. Hôm nay, đúng lúc vợ tôi có việc dùng đến xe nên tôi đành đón xe đến đây, Trần Triệu Dương không khỏi cạn lời với cách nói chuyện thẳng như ruột ngựa của Lâu Tình Nhi. Khụ khụ, được rồi Tình Nhi, chúng ta hãy đưa cậu Trần về trước, tuy là thái độ của Trần Triệu Dương đối với 2 người họ vẫn như trước, nhưng sau trận đấu hôm nay cách nhìn của ông cụ Lâu đối với anh đã thay đổi. Vốn không thể tùy ý như trước. Đó được. Đi thôi, cậu Trần, nghe thấy ông cụ Lâu gọi Trần Triệu Dương một cách phô trương như vậy, Lâu Tình Nhi không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Chưa kể, mặc dù xe của 2 ông cháu nhà họ Lâu không tồi, nhưng người lái xe lại là Lâu Tình Nhi, Trần Triệu Dương thật muốn hỏi, lẽ nào trẻ vị thành niên cũng được cấp bằng lái xe sao? Có điều, anh nghĩ đến Lâu Tình Nhi cũng là một võ giả, ở vài khía cạnh nào đó thì võ giả đích thực. Mạnh mẽ hơn so với người bình thường khác, vậy nên anh cũng không hỏi nhiều. Trên xe, Lâu Tình Nhi cũng không khác là bao, cứ líu díu hỏi không ngừng bên tai Trần Triệu Dương suốt dọc đường. Anh cũng không hề tỏ vẻ khó chịu mà kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của cô ấy. Đặc biệt là những vấn đề về việc luyện tập võ đạo, anh càng giải thích tỉ mỉ hơn cho cô ấy nghe. Ông cụ Lâu ngồi bên cạnh rất đồng tình với cách giải thích của Trần Triệu Dương về kiến thức võ đạo của mình. Có vài chỗ, ngay cả ông ấy cũng không rõ, nhưng qua sự giải thích của anh thì ông ấy chợt tỉnh ngộ. Ông cụ Lâu có cảm giác rằng không bao lâu nữa thì mình có thể đột phá thành Thiên Tiên Đỉnh. Điều này rất là quan trọng đối với ông ấy. Vốn dĩ ở thời điểm này với khả năng thiên phú và tuổi tác của ông ấy, chắc chắn không thể có bất cứ tiến bộ nào, nhưng bây giờ nghe Trần Triệu Dương nói vậy thì ông ấy lại ôm hy vọng về sự đột phá của mình. Điều này khiến cái nhìn của ông ấy dành cho Trần Triệu Dương không giống như trước. Xem ra người chỉ dạy cho Trần Triệu Dương quả không đơn giản, nếu không cũng không thể dạy được một học trò xuất sắc như vậy. Dĩ nhiên là Trần Triệu Dương cảm nhận được ánh mắt của ông cụ Lâu nhìn mình. Điều này khiến trong lòng anh đột nhiên cảm thấy kỳ lạ.
Sao ông cụ này lại nhìn mình như vậy? Chắc không phải có ý đồ gì với mình đó chứ? Nghĩ tới đây, Trần Triệu Dương bèn ngồi nghiêm chỉnh, lúc nói chuyện thì trở nên không được tự nhiên cho lắm. Anh Triệu Dương, không biết lúc nào mới có thể gặp lại anh đây, trò chuyện suốt dọc đường, những kiến thức về võ đạo của Lâu Tình Nhi không hề sâu sắc hơn, nhưng cảm tình của cô ấy dành cho. Trần Triệu Dương lại càng trở nên sâu đậm, mang theo chút quyến luyến không nỡ rời xa. Bây giờ tôi đang ở thành phố Long Hải, nếu cô muốn gặp thì có thể tới tìm tôi bất lức lúc nào, anh thật sự cảm thấy Lâu Tình Nhi rất đáng yêu. Nhưng chúng tôi sắp phải đi thành phố Nam Hải rồi, ông muốn đi thăm một người bạn cũ, Lâu Tình Nhi bĩu môi và nói một cách đáng yêu, đồng thời còn liếc nhìn ông của mình với vẻ oán trách. Bị cháu gái mình nhìn như vậy, ông cụ Lâu thật muốn cười ra nước mắt. Trần Triệu Dương chẳng qua chỉ mới quen có nửa ngày, bây giờ còn xem trọng hơn cả ông của mình nữa. Mọi người phải đi thành phố Nam Hải sao? Thật trùng hợp, tôi cũng là người của thành phố Nam Hải. Tôi mới tới thành phố Long Hải được 2 ngày nay. Tôi tới đây chỉ vì quyết đấu với Vân Hạn Lâm mà thôi. Trần Triệu Dương nghe Lâu Tình Nhi nói vậy thì đột nhiên cảm thấy quá trùng hợp. Thật không? Vậy tốt quá rồi, chúng tôi cũng định ở lại thành phố Nam Hải một khoảng thời gian. Lúc nào anh về thành phố Nam Hải thì nói với tôi một tiếng nhé. Lâu Tình Nhi biết Trần Triệu Dương là người của thành phố Nam Hải nên bỗng dưng vui mừng khôn xiết, cô ấy lập tức lên tiếng. Được rồi, không thành vấn đề, Trần Triệu Dương mỉm cười đồng ý, còn trao đổi cách thức liên lạc với Lâu Tình Nhi. Chờ sau khi Lâu Tình Nhi và ông cụ Lâu đi khỏi, ánh mắt của Trần Triệu Dương bỗng dưng trở nên lạnh tanh. Lúc nãy anh đã lấy được địa chỉ của Kỳ Môn Sơn từ đám người Kỳ Môn Sơn đó, anh lập tức gọi ngay cho Tăng Kim Lai. Nếu Vân Hạn Lâm đã chết rồi, vậy bảo vật mà Kỳ Môn Sơn sở hữu cũng không thể để rơi vào tay người khác. Tăng Kim Lai nhận điện thoại của Trần Triệu Dương thì lập tức 3 chân 4 cẳng chạy đến. Lúc Tăng Kim Lai lái xe Việt dã tới khu vực mà Trần Triệu Dương đang ở, anh xém chút không nhận ra Tăng Kim Lai. Anh là lão Tăng đó hả? Cả đêm anh trải qua chuyện gì sao? Sao lại thay đổi lớn như thế? Nhìn thấy Tăng Kim Lai đã gầy thành một người đàn ông lý tưởng, Trần Triệu Dương có chút không dám tin vào mắt mình. Phải biết là tối qua, Tăng Kim Lai là tên mập nặng hơn 125kg, khom lưng cũng không chạm được tới chân của mình. Nhưng tỉnh lại sau một đêm thì anh ta lại trở thành người đàn ông đẹp trai chỉ có 72,5kg. Điều này đúng là khiến Trần Triệu Dương phải hoa mắt cả lên. Anh Trần, thật sự quá vi diệu. Sau khi tôi uống lọ thuốc mà anh đưa, tôi đã chảy ra không biết bao nhiêu mỡ suốt cả một đêm. Tôi còn tưởng rằng cả đêm mình không ngủ được. Cộng thêm đau bụng đi nặng lại nôn mửa kéo dài thì chắc chắn đã bị gì rồi. Nhưng không ngờ sáng hôm sau, tôi phát hiện mình đã không còn là chính mình nữa. Nghe Trần Triệu Dương nói vậy, Tăng Kim Lai nhất thời háo hức nói ra. Hiển nhiên, béo phì vẫn là nỗi phiền muộn trong lòng anh ta từ rất lâu. Ai mà không muốn một thân hình khỏe mạnh và khí phách chứ? Nhưng một doanh nhân thì ăn uống xã giao là hoạt động cơ bản nhất. Cho dù anh ta muốn giảm cân cũng không làm được. Con người một khi mập lên thì mọi bệnh tật sẽ tự động kéo tới. Do đó, anh ta đã phiền lòng về chuyện này từ rất lâu, nhưng không ngờ Trần Triệu Dương vừa cho anh ta một lọ thuốc nhỏ xíu mà đã giải quyết được vấn đề này. Ha ha, không sai, rất tốt, bây giờ xem ra anh còn đẹp trai hơn trước nhiều rồi. Nhưng không biết đám người mà anh quen trước kia có nhận ra anh hay không, lúc này Trần Triệu Dương mới nhớ ra lọ thuốc đưa cho Tăng Kim Lai hôm qua, không ngờ nó lại có công dụng lớn như vậy. Anh Trần, anh không biết đó thôi. Trước đây tôi mắc nhiều bệnh liên quan tim, não và máu, nhưng hôm nay đi kiểm tra thì không còn chứng bệnh nào cả, còn khỏe hơn cả người có sức khỏe bình thường, Tăng Kim Lai háo hức bộc bạch. Đây là chuyện tốt mà. Được rồi, lái xe đi, Trần Triệu Dương mỉm cười rồi gật đầu, nói với Tăng Kim Lai. Giảm cân và bệnh tật là chuyện nan giải nhưng lại là chuyện nhỏ đối với anh. Anh Trần, không biết thuốc tối qua anh đưa cho tôi còn không vậy, dọc đường đi. Tăng Kim Lai vừa lái xe vừa thận trọng hỏi Trần Triệu Dương. Sao vậy? Trần Triệu Dương đột nhiên có chút nghi hoặc, dù gì tên Tăng Kim Lai này cũng không giống người cần thuốc nữa rồi. Là thế này, anh Trần, hiệu quả của thuốc này thật sự quá tốt. Nếu thật sự có thể đem nó làm thuốc giảm cân, nhất định sẽ thu hút được sự quan tâm của đông đảo người. Tới lúc đó thì việc kiếm tiền cũng trở nên dễ dàng, ánh mắt của Tăng Kim Lai lóe lên sự hưng phấn. Ồ, đừng có nằm mơ nữa. Loại thuốc này được dùng từ những loại dược liệu quý giá nhất luyện thành, cơ bản không làm được số lượng nhiều, Trần Triệu Dương lại không mấy vui vẻ mà trừng mắt nhìn Tăng Kim Lai,
anh nói anh biết loại thuốc mà anh uống nếu cho võ giả dùng thì có thể gia tăng tu vi của họ không? Một lọ thuốc như vậy thì e là những võ giả sẽ tranh giành nhau tới sức đầu mẻ chán đấy. Nghe Trần Triệu Dương nói vậy, Tăng Kim Lai bỗng dưng kinh ngạc. Anh ta không ngờ lọ thuốc mình dùng lại quý giá đến như vậy. Điều này khiến anh ta càng thêm cảm kích Trần Triệu Dương. Có thể nói, lọ thuốc mà Trần Triệu Dương đưa, đã mang đến cho anh ta một cuộc đời mới, cũng bắt đầu từ giây phút đó, sự trung thành của anh ta dành cho Trần Triệu Dương mới coi là một lòng một dạ. Dĩ nhiên Trần Triệu Dương không biết được, hoạt động tâm lý của Tăng Kim Lai, anh ngồi phía sau bắt đầu nhắm mắt khôi phục lại sức lực. Tuy trải qua thời gian nửa ngày trời, anh đã khôi phục 5 phần chân khí, nhưng cũng không phải trong trạng thái tốt nhất, trong lòng anh cứ có cảm giác bất an. Tăng Kim Lai nhìn ra hôm nay Trần Triệu Dương khá mệt mỏi, nên anh ta không làm phiền Trần Triệu Dương, mà yên ổn lái xe hướng về Kỳ Môn Sơn. Mà lúc này Kỳ Môn Sơn lại vô cùng hỗn loạn, vì những tên đi theo Vân Hạn Lâm đến trận quyết đấu lại đưa xác của ông ta trở về, điều này khiến toàn bộ Kỳ Môn Sơn chẳng khác gì ngọn đèn trước gió. Một vài trưởng lão tự cho là đức cao vọng trọng đứng ra tranh quyền. Thế là cả Kỳ Môn Sơn chia thành 3 phái, rằng co qua lại, căn bản không ai muốn báo thù cho Vân Hạn Lâm. Lúc này, tên tàn phế Vân Phụng Thiên nhìn sang 3 bè phái này mà nổi cơn tam bành. Bố mình chỉ vừa mới chết mà đám người này đã vội vã muốn ăn tươi nuốt sống Kỳ Môn Sơn rồi sao? Tuy Vân Phụng Thiên cực kỳ phẫn nộ nhưng hẳn cũng không còn cách nào khác, vì vốn chẳng có ai ủng hộ con trai của môn chủ cứ cả, cho nên hắn không có quyền lên tiếng. Ha ha, các người đúng là quá nực cười. Lúc này còn không nghĩ cách giúp bố tôi trả thù mà lại nghĩ cách làm sao để tranh quyền đoạt lợi, một lũ hèn kiến thức nông cạn, Vân Phụng Thiên cười lớn tiếng, rồi hung hấn nói. Phụng Thiên, đừng có nói mấy lời cay nghiệt như vậy. Cậu cũng biết đấy, bây giờ Kỳ Môn Sơn của chúng ta như rằn không đầu. Nếu chúng ta vẫn duy trì trạng thái này thì e là không cần Trần Triệu Dương ra tay, chúng ta cũng bị người khác chiếm lấy thôi, một người đàn ông trung niên dáng người cao, vẻ mặt có phần dữ tợn, cười nói. Không sai, tôi đồng ý với lời của Tam trưởng lão. Bây giờ chúng ta cần phải tìm ra một môn chủ mới. Nếu không thì mọi thứ đều là công cốc, người của một bè phái khác liền tán thành nói. Tôi đồng ý, phái còn lại dĩ nhiên cũng muốn tranh giành nên cũng lập tức lên tiếng tán thành. Các người thật vô liêm sỉ, Vân Phụng Thiên tức đến đỏ mặt tía tai nhưng cũng không còn cách nào khác. Cậu chủ Vân, cậu cũng đừng lo lắng, yên tâm đi, chỉ cần tôi lên làm môn chủ. Dĩ nhiên chuyện đầu tiên tôi làm chính là báo thù rồi, vẻ mặt của Tam trưởng lão lộ ra vẻ lạnh lùng, ông ta hờ hững nói. Tôi thấy, không cần mấy người đi báo thù đâu, chắc Trần Triệu Dương sẽ nhanh chóng tìm tới đây thôi. Ngược lại, tôi muốn xem thử làm sao các người đối phó được với hắn đây, dù gì Vân Phụng Thiên vẫn hiểu Trần Triệu Dương, biết anh không thể nào bỏ qua như vậy. Anh nhất định sẽ tìm tới đây thôi. Hắn cũng muốn chạy nhưng toàn bộ Kỳ Môn Sơn lại không có một ai trung thành với hắn cả. Tất cả đều tính kế lẫn nhau, cho dù hắn muốn chạy thì cũng chạy không thoát. Nghe Vân Phụng Thiên nói vậy, đám người kia vốn dĩ đang không ngừng cãi nhau về vụ tranh quyền đoạt lợi thì bỗng dưng trở nên im lặng, ai nấy cũng đều nhìn nhau. Bầu không khí trở nên vô cùng bối rối. Rốt cuộc thì ai nấy cũng đều nghĩ cách giành được lợi ích lớn nhất nhưng lại chưa từng nghĩ đến việc Trần Triệu Dương sẽ tìm tới báo thù. Tôi thấy chưa chắc, Trần Triệu Dương kia và môn chủ của chúng ta là quyết đấu. Nếu là quyết đấu thì theo quy tắc giang hồ, sau khi đấu xong, bất kể có ân oán gì cũng đều kết thúc, Tam trưởng lão rốt cuộc cũng là tên lão già đa mưu túc trí, ông ta bèn lên tiếng trước. Nghe Tam trưởng lão nói vậy, tất cả đều âm thầm gật đầu, hiển nhiên ai cũng đồng ý với lời Tam trưởng lão nói. Huống hồ, Trần Triệu Dương và môn chủ quyết đấu lâu như vậy, cho dù thật sự có tới thì cũng không thể trong trạng thái tốt nhất. Nếu hắn thật sự tới đây, vậy thì không chừng chúng ta có thể thay môn chủ báo thù rồi. Tam trưởng lão liền phân tích một cách chi tiết. Ông ta càng phân tích thì càng cảm thấy có lý. Đây là điển hình của thuật tự thôi miên. Những người xung quanh đều đồng ý với quan điểm của Tam trưởng lão. Sau đó, tất cả lại bắt đầu tranh cãi ầm như lúc nấy. Còn Vân Phụng Thiên thì cười lạnh một tiếng, nói tới việc hiểu Trần Triệu Dương thì ai có thể qua hắn. Với sự hiểu biết của mình về Trần Triệu Dương, anh tuyệt đối sẽ không thể chịu để yên như vậy đâu. Đương nhiên. Chuyện này cũng không thể nói cách đối nhân xử thế của Trần Triệu Dương có vấn đề, mà là theo đám người đi cùng bố mình đến trận quyết đấu trước đó đã kể lại. Nếu là trận quyết đấu bình thường, có lẽ Trần Triệu Dương cũng không cần thiết phải tìm tới tận Kỳ Môn Sơn bọn họ chút giận. Nhưng lúc cuộc quyết đấu vẫn chưa kết thúc,
thì có một nhóm người ùa vào cùng tính kế với Trần Triệu Dương, với tính khí của anh thì sao có thể dễ dàng tha cho đám người kia được, còn không phải muốn lập tức đến giết chết hết Kỳ Môn Sơn sao? Nghĩ tới đây, Vân Phụng Thiên đột nhiên cảm thấy bi đát. Tông môn mà bố mình đã gây dựng nửa đời người chính là như thế này sao? Chỉ bằng thế này đi, nếu ai có thể giết được Trần Triệu Dương, vậy thì người đó sẽ phụ trách lên làm môn chủ của Kỳ Môn Sơn. Mọi người thấy sao? Vân Phụng Thiên hít một hơi thật sâu rồi lập tức nói lớn tiếng với bọn họ. Vân Phụng Thiên biết, bản thân đã là một tên vô dụng, chỉ dựa vào chính mình mà muốn báo thù thì e là cả đời này cũng không thể làm được. Cho nên, hắn nghĩ tới việc lợi dụng đám người này đi đối phó với Trần Triệu Dương. Cho dù thực lực của đám người ngu ngốc này không đối phó nổi Trần Triệu Dương, thì hắn cũng không muốn trơ mắt ra nhìn tông môn của bố mình vất vả gây dựng cả đời thuộc về người khác. Cậu chủ Vân yên tâm đi. Môn chủ trên trời có linh thiêng, tôi xin thề sẽ giết Trần Triệu Dương, tam trưởng lão rốt cuộc cũng là người phản ứng nhanh nhất, ông ta bày tỏ thái độ đầu tiên. Dù gì đây là lời của cậu chủ nói. Hơn nữa, môn chủ vừa mất, xương cốt còn chưa lạnh, nếu giúp môn chủ báo thù, vậy thì thiếp quản vị trí sơn chủ của Kỳ Môn Sơn tuyệt đối là danh chính ngôn thuận. Hừ, ông tưởng rằng chỉ có mình ông là có thể giết Trần Triệu Dương được sao? Đại trưởng lão chúng tôi cũng không thành vấn đề. Giết Trần Triệu Dương còn dễ như trở bàn tay ấy chứ, lúc này, nhóm người của đại trưởng lão cũng bắt đầu lên tiếng, rõ ràng không chịu tỏ ra kém cạnh. Ồ, hai người đúng là lợi hại nha, nếu thật sự lợi hại như vậy, tại sao không đại diện cho Sơn Chủ ứng chiến? Nếu hai người ứng chiến, vậy Sơn Chủ cũng sẽ không gặp phải bất trắc rồi, lúc này, người trong phe còn lại cũng không nhịn được mà lên tiếng, khẩu khí nói chuyện đúng là chặn họng người khác. Sao vậy, Vu lão nhị? Nếu ông có bản lĩnh thì bây giờ ông lập tức đi lấy đầu của Trần Triệu Dương về đây đi. Chỉ cần ông có thể lấy đầu của hắn ta về đây, chúng tôi sẽ gọi ông một tiếng môn chủ, tam trưởng lão trợn mắt nói, lập tức dồn Vu lão nhị vào thế đó. Chuyện đó có gì khó chứ? Các người cứ ở đây chờ đi. Bây giờ tôi xuống núi đi lấy đầu của Trần Triệu Dương về đây, Vu lão nhị xua tay rồi hùng hùng hổ hổ nói. Nhưng đám người có mặt ở đó đều biết tính cách của Vu lão nhị. Tên này cũng chỉ biết bốc phét là giỏi. Vậy sao, họ Trần tôi tới rồi đây, ông định lấy đầu tôi bằng cách nào đây? Vào lúc Vu lão nhị tự cảm thấy mình khí chất ngút ngàn, vô cùng tự luyến thì có một giọng nói bất ngờ truyền tới tai của những người có mặt ở đây. Có lẽ những người kia không quen thuộc với giọng nói này nhưng đám người theo Vân Hạn Lâm đến núi Long Đài thì đều nhận ra. Sắc mặt của bọn họ đều trắng bệch như tờ giấy chẳng, ánh mắt lộ ra sự sợ hãi không thể nào kiềm chế được. Vẫn còn một người có mặt tại đó cũng nhận ra, chính là Vân Phụng Thiên. Hai, chuyện gì tới cũng phải tới, Vân Phụng Thiên biết, Kỳ Môn Sơn thật sự đã tận số, còn hắn, e là ngày mai cũng không còn nhìn thấy mặt trời nữa rồi. Nhưng cái chết có lẽ mới là kết quả tốt nhất đối với Vân Phụng Thiên. Nếu không, cả đời hắn phải sống trong hối hận và tự trách, cho dù có sống thì cũng sống không bằng chết. Mọi chuyện đều tại hắn mà ra, nếu không phải tại hắn. Có lẽ Kỳ Môn Sơn cũng sẽ không gặp phải đại họa này, bố mình cũng sẽ không chết như vậy, còn bản thân cũng sẽ không trở thành một tên vô dụng còn thua kém cả người bình thường. Cho nên, cái chết không có gì ghê gớm đối với hắn cả, nhưng bản thân hắn lại không có dũng khí để tự sát. Bây giờ Trần Triệu Dương tới rồi, hắn chỉ cầu được chết mà thôi. Kẻ nào cả gan dám đến Kỳ Môn Sơn giở thói ngang ngược, cũng không nhìn xem thử đây là nơi nào, tam trưởng lão lập tức đứng lên tỏ vẻ uy nghiêm nói. Kẻ thù đã đến tận cửa, mà trước mắt ông ta lại là người có sức chiến đấu cao nhất ở Kỳ Môn Sơn đương nhiên muốn diễu võ dương oai rồi, huống hồ đây chính là cơ hội tốt để chứng tỏ địa vị của bản thân. Soạt soạt. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân đang chậm rãi bước tới, sau đó là một bóng người bước vào. Không sai, chính là Trần Triệu Dương đang đi về phía bên này, anh đã thuận lợi tiến vào Kỳ Môn Sơn mà không hề tốn một chút sức lực nào cả, căn bản không gì có thể làm khó được anh. Vốn dĩ Trần Triệu Dương còn cho rằng người của Kỳ Môn Sơn đều đã bỏ của chạy lấy người hết rồi. Nhưng khi bước vào đây, anh mới phát hiện rằng những kẻ ngu ngốc này lại còn tâm trạng nghĩ đến chuyện tranh quyền đoạt lợi, đúng là ngu hết phần thiên hạ. Người của Kỳ Môn Sơn nhìn thấy một người có dáng vẻ trông giống như một tên thư sinh bước vào thì tất cả đều ngây người ra. Cậu ta là ai? Làm thế nào cậu ta vào được Kỳ Môn Sơn? Vừa rồi không phải ông muốn lấy đầu của tôi sao? Tôi đến rồi đây, mau ra tay đi. Trần Triệu Dương nhìn về hướng Vu lão nhị đã hùng hổ lên giọng trước đó, thản nhiên nói. Tên nhãi con, muốn chết à,
Vu lão nhị nghe Trần Triệu Dương nói vậy thì trợn trắng mắt, lập tức lao thẳng về phía trước, hung hăng giáng một bạt tai vào đầu của Trần Triệu Dương. Đi chết đi, Trần Triệu Dương cười lạnh một cái, sau đó tung nằm đấm đón lấy. Thế là tay của Vu lão nhị vừa vung đến thì trực tiếp bị một đấm của Trần Triệu Dương làm cho gãy đi, nằm đấm của anh không hề dừng lại mà điên cuồng đánh thẳng vào ngực lão ta. Vu lão nhị kêu lên thảm thiết, tiếng xương cốt gãy vang lên, cả người Vu lão nhị bị đánh bay ra ngoài một cách thô bạo rồi đập mạnh vào tường, lúc này mới chịu dừng lại. Nhìn thấy xương ức của Vu lão nhị bị lõm xuống, chỉ có thở ra chứ không thể hít vào, rõ ràng là không thể sống nổi. Cảnh tượng trước mắt khiến cho tất cả mọi người đều kinh hãi một phen, phải biết rằng mặc dù thực lực của Vu lão nhị không thể nói là mạnh nhất, nhưng lão ta cũng coi như là người đứng đầu trong đội hình ở đây. Nhưng một cường giả như thế lại không thể đỡ nổi một chiêu của đối phương, càng không có cơ hội đánh trả. Người này là ai? Sao sức chiến đấu lại kinh người như vậy? Cậu là ai? Tại sao xông vào Kỳ Môn Sơn của chúng tôi, lại còn ra tay đánh người? Tam trưởng lão biết bản thân không thể không quản chuyện này, lập tức đứng lên nhìn về phía Trần Triệu Dương lớn giọng nói. Vừa rồi các người còn muốn giết tôi để tế linh hồn của sơn chủ các người trên thiên đường mà. Sao vậy? Chẳng mấy chốc đã không nhận ra tôi à? Trần Triệu Dương cười híp mắt nhìn Tam trưởng lão, thản nhiên nói. Cậu chính là Trần Triệu Dương. Nghe Trần Triệu Dương nói như vậy, Tam trưởng lão liền thốt lên, trong mắt lộ rõ vẻ kinh hãi. Hiển nhiên là Tam trưởng lão cũng đã nhớ ra, vừa rồi Trần Triệu Dương tự xưng là họ Trần, cộng thêm việc có sức chiến đấu đáng sợ như thế, nếu không phải là Trần Triệu Dương thì còn có thể là ai? Đám người Kỳ Môn Sơn ở đại sảnh nghe đến cái tên Trần Triệu Dương thì lạnh sống lưng, nhanh chóng lùi lại phía sau, chỉ sợ trở thành mục tiêu tiếp theo của Trần Triệu Dương. Mà vẻ mặt của Tam trưởng lão và Đại trưởng lão lúc này lộ rõ sự khiếp sợ, vì vừa rồi bọn cũng đã lộng ngôn ngông cuồng. Vu lão nhị chỉ nói như vậy mà đã phải nhận một kết cục thê thảm, thì bọn họ e là cũng khó mà thoát được. Cả hai liền đưa mắt nhìn nhau, rồi đồng thời xông thẳng về phía Trần Triệu Dương. Đương nhiên là muốn cùng nhau ra tay tiêu diệt Trần Triệu Dương. Thật là một lũ ngu ngốc, Trần Triệu Dương bất lực cười lên một tiếng, sau đó hung hãn tung một cước về phía hai người họ một cách nhanh như chớp. Hai người họ vốn không có một chút cơ hội nào để phản kháng, trực tiếp bị Trần Triệu Dương đá bay thẳng ra ngoài. Chỉ là lần này Trần Triệu Dương giữ lại một phần công lực, vì trong đại sảnh lúc này chỉ còn hai người họ là nắm quyền cao nhất ở đây. Anh tin bọn họ chắc chắn biết kho chứa báu vật của Kỳ Môn Sơn nằm ở đâu. Đám người Kỳ Môn Sơn nhìn thấy cảnh này thì đều câm như hến, không ai dám nhúc nhích chứ đừng nói là tiến lên giúp đỡ hai vị trưởng lão. Tôi cho hai người một cơ hội, ai nói cho tôi biết kho đựng báu vật của Kỳ Môn Sơn ở đâu trước, tôi sẽ tha cho người đó một con đường sống. Trần Triệu Dương bước đến trước mặt hai người họ, rồi nói. Cậu đã vi phạm quy tắc giang hồ, tất cả mọi ân oán đều được xóa bỏ sau khi trận quyết đấu kết thúc. Nay cậu lại muốn tiêu diệt toàn bộ Kỳ Môn Sơn chúng tôi sao? Đại trưởng lão tốt xấu gì cũng có cảm tình với Kỳ Môn Sơn, lúc này đột nhiên bị Trần Triệu Dương bức bách, thì ngay tức khắc nổi cơn thịnh nộ. Lão già nhà ông, có phải đầu óc có vấn đề rồi không? Nếu nói vi phạm quy tắc thì nên là Kỳ Môn Sơn các người mới đúng, Trần Triệu Dương chế nhạo, trong mắt lộ ra vẻ khinh thường. Lúc đầu tôi cùng Vân Hạn Lâm quyết đấu không phân cao thấp, nhưng cuối cùng đám người Kỳ Môn Sơn các người lại cùng xông lên. Trong tình huống đó nếu tôi có thật sự tiêu diệt cả tông môn của các người, tôi nghĩ cũng không có kẻ nào dám mở miệng nói một từ không đâu. Sau đó, Trần Triệu Dương trực tiếp nói ra lý do vì sao anh muốn tiêu diệt Kỳ Môn Sơn. Anh nói những lời này, không có ý muốn giải thích cho họ biết rằng cây ngay không sợ chết đứng hay gì, mà là cho bọn họ biết rõ lý do tại sao bọn họ lại đáng chết. Sau khi Trần Triệu Dương nói xong, tất cả mọi người có mặt ở đây đều há hốc mồm. Không ngờ sự tình lại là như thế. Nếu đúng như Trần Triệu Dương nói, thì anh có làm bất cứ chuyện gì với Kỳ Môn Sơn thì không thể trách anh được gì. Cậu Trần, tôi sẽ đưa cậu đến chỗ để báu vật của Kỳ Môn Sơn. Nếu cậu còn điều gì thắc mắc, tôi sẽ giúp cậu giải đáp, lúc này Tam trưởng lão mới kịp thời phản ứng lại, lập tức nói. Sắc mặt của Đại trưởng lão lúc này đen như đáy nồi, không ngờ Trần Triệu Dương đến báo thù nhanh như vậy, mà Tam trưởng lão cũng dễ dàng tạo phản như thế. Như thể ông ta đã sớm lường trước được chuyện này. Lão Tam, ông, Đại trưởng lão lập tức nhìn Tam trưởng lão với ánh mắt vô cùng đau khổ. Đại trưởng lão, cái này gọi là kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, nếu tôi không nói ra trước thì người chết sẽ là tôi. Tam trưởng lão chế nhạo, may mà bản thân nói ra trước để chiếm thế thượng phong. Nghe Tam trưởng lão nói như vậy,
Đại trưởng lão nhất thời nghẹn họng, rõ ràng là ông ta vốn không hề nghĩ đến điều đó, kết quả để tam trưởng lão hất tay trên. Được, vậy thì ông không cần phải sống nữa, Trần Triệu Dương gật đầu, lập tức vung nắm đấm về phía đại trưởng lão, nhưng khi tay anh sắp chạm vào đầu ông ta thì đột nhiên anh lại thu tay về. Vốn dĩ muốn một quyền đánh chết ông ta cho xong chuyện, nhưng nghĩ lại nếu ông ta chết đi thì người duy nhất biết được chỗ cất báu vật là lão Tam. Đến lúc đó một người xảo quyệt như lão Tam chắc chắn sẽ ra điều kiện với anh. Cho nên giữ lại cái mạng của đại trưởng lão, chỉ có lợi chứ không có hại cho mình. Đương nhiên là anh có thể dùng khả năng xuyên thấu, kho báu vật đó của Kỳ Môn Sơn sớm muộn gì cũng được tìm thấy thôi, chỉ là thế này thì hao phí sức lực quá rồi. Đi thôi, Trần Triệu Dương lập tức túm lấy cánh tay của lão Tam đi về phía sau núi. Mà đám người Kỳ Môn Sơn chỉ biết trơ mắt nhìn tam trưởng lão cùng Trần Triệu Dương đi về hướng cất giấu báu vật ở sau núi, mà không thể làm gì được. Dọc đường ra phía sau núi của Kỳ Môn Sơn, Trần Triệu Dương đột nhiên cảm thấy kỳ lạ. Các gia tộc lớn và thế lực lớn dường như đều thích để những báu vật ở phía sau vườn nhỉ, đại loại như những chỗ phía sau núi, lẽ nào phong thủy ở những nơi như vậy tốt lắm sao? Lúc Trần Triệu Dương và tam trưởng lão tới chỗ kho báu phía sau núi, Trần Triệu Dương sử dụng mắt xuyên thấu quét qua một lượt thì phát hiện kho báu của Kỳ Môn Sơn đúng là được giấu rất kỹ. Chỗ kho báu này được xây ở phía sau vách núi. Nếu không phải tam trưởng lão dẫn mình tới thì cho dù mình có dùng mắt xuyên thấu lật tung cả Kỳ Môn Sơn lên cũng chưa chắc có thể tìm thấy được chỗ này. Cậu Trần, kho báu ở dưới vách núi này, nhưng tôi không có chìa khóa để vào, tam trưởng lão khổ sở nói. Tuy ông ta là tam trưởng lão của Kỳ Môn Sơn nhưng Kỳ Môn Sơn là do một mình Vân Hạn Lâm quyết định, trước giờ những chuyện này không hề tới lượt mấy vị trưởng lão bọn họ quản. Đây cũng là nguyên nhân tại sao lúc Vân Hạn Lâm chết đi thì bọn họ cũng không thấy đau lòng chút nào, ngược lại còn không ngừng tranh quyền đoạt lợi. Hóa ra ông cũng chả là cái thá gì cả. Trần Triệu Dương nghe vậy thì chợt nhìn ông ta chế giễu nói. Bị Trần Triệu Dương cười nhạo, tam trưởng lão giận đến đỏ mặt tía tai nhưng cũng đành kiềm chế lại trong lòng. Được rồi, tha cho ông một mạng vậy, có thể trốn đi được bao xa thì cứ trốn, tốt nhất đừng để tôi nhìn thấy ông, coi như thù lao cho ông vậy. Trần Triệu Dương đã dùng mắt xuyên thấu nhìn một lượt chỗ kho báu, dĩ nhiên anh cũng không cần phải để lão già này ở đây làm gì. Cảm ơn cậu Trần, tam trưởng lão nghe thấy vậy thì liền thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không hủy đi tu vi của ông ta, cho dù là mất đi chỗ dựa Kỳ Môn Sơn đi chăng nữa thì sau này ông ta vẫn có thể làm được chuyện mình muốn. Nhưng rút qua bài học lần này, ông ta quyết định, sau này làm bất cứ chuyện gì cũng phải khiêm tốn một chút, nếu không thì rất dễ chọc vào người không nên chọc. Đợi sau khi lão già này đi khỏi, Trần Triệu Dương nóng lòng muốn xuống dưới vách núi. Còn về chìa khóa của kho báu này, Trần Triệu Dương hoàn toàn không quan tâm. Anh trực tiếp dùng sức phá nó đi là được. Trần Triệu Dương mở khóa và đi vào trong, coi như cũng được mở mang tầm mắt trước sự giàu có của Kỳ Môn Sơn. Kỳ Môn Sơn tốt xấu gì cũng là một tông môn, những gì tông môn sở hữu không chỉ là cao thủ, mà còn có bí mật bên trong, và kho báu chính là nơi ẩn chứa bí mật của họ. Kho báu của Kỳ Môn Sơn tổng cộng có 12 hàng, chia ra vũ khí, những vật linh tinh, bí kíp, đơn dược và linh dược. Trần Triệu Dương bèn đi tới hàng đầu tiên của kho báu. Phía trên hàng thứ nhất có đặt nhiều loại vũ khí khác nhau, trong đó có đủ các loại vũ khí quý hiếm. Độ sắc bén gần giống như cặp đoản kiếm mà Vân Hạn Lâm sử dụng trước đó. Nhẹ quá rồi, Trần Triệu Dương cầm một cây lang nha bổng vung lên, trọng lượng lên tới vài chục ký, nhưng vẫn còn khá nhẹ đối với anh. Trần Triệu Dương đặt cây lang nha bổng xuống, lại thử thêm vài món vũ khí khác. Nhưng những loại vũ khí này không phải quá nhẹ, chỉ là không thuận tay thôi. Cuối cùng, Trần Triệu Dương tìm cả buổi cũng không tìm được loại binh khí hợp với mình. Xem ra mình đành phải dùng 5 đấm trong một khoảng thời gian nữa rồi. Tuy các loại binh khí này không hợp với anh, nhưng người dưới trướng của anh thì cần. Cho nên anh chuẩn bị mang hết đi. Lúc nhìn thấy kho báu, Trần Triệu Dương đã gọi cho Tăng Kim Lai, kêu anh ta đưa vài người tới và lái theo một chiếc xe lớn. Anh sẽ đem hết mấy thứ này tới Hồ Lộc Minh. Ngoại trừ binh khí, còn có một vài thứ bí kíp gì đó. Có điều mấy thứ này, Trần Triệu Dương nhìn sơ qua một lượt cũng không thèm xem lại nữa. Những loại công pháp, bí kíp võ công này cơ bản không dùng được, còn không bằng những thứ tốt đẹp được lưu trong đầu anh. Chủ yếu là Trần Triệu Dương chỉ muốn xem linh dược, đơn dược và một vài thứ linh tinh khác. Đúng là có rất nhiều linh dược, đây là lần đầu tiên Trần Triệu Dương thấy linh dược được bảo quản tốt như vậy, đầu đựng trong một chiếc hộp ngọc tốt, trong đó còn có 2 cây linh dược tươi,
rõ ràng là vừa mới lấy chưa được bao lâu. Nếu ở nơi có linh lực mạnh, có lẽ còn có thể nuôi cấy sống được. Hơn nữa, Trần Triệu Dương nhận ra, hai cây linh dược này đều dùng để phá kết giới, cũng có thể luyện thành đan dược để tăng tỷ lệ đột phá cảnh giới. Loại đan dược này được mọi người yêu thích hơn so với loại dùng để phục hồi hoặc tu luyện. Sau khi kiểm tra những đan dược và linh dược này, Trần Triệu Dương đột nhiên thầm cảm thấy mình thật may mắn. Kỳ môn sơn này không phải không có đan dược, nhưng trong lúc quyết đấu, Vân Hạn Lâm tới cuối cùng vẫn không lấy linh đan này ra, chắc ông ta không mang theo. Theo tính cách của Vân Hạn Lâm, thì hẳn là chưa bao giờ coi trọng đến một võ giả thiên tiên đại thành như mình. Ông ta chắc chắn cảm thấy với thực lực của bản thân, chỉ cần vài chiêu thì có thể giải quyết được mình. Nếu không thì tuyệt đối không thể không mang theo linh đan có tính hồi phục này được. Nhưng lối suy nghĩ tự cao này lại hại chết ông ta. Nếu không thì bây giờ cái xác lạnh tanh nằm dưới đất kia chắc chắn là mình rồi. Trần Triệu Dương bùi ngùi một lúc, sau đó lại chìm vào niềm vui khôn xiết. Mấy thứ như vũ khí, linh dược cũng không khiến anh mừng rỡ đến vậy, ngược lại mấy thứ lặt vặt lại khiến Trần Triệu Dương vui mừng không thôi. Vì trong mấy thứ này lại có một vạc thuốc, cũng chính là lò luyện đan. Trần Triệu Dương trước giờ đều muốn tìm một lò luyện đan. Dù gì kỹ thuật quan trọng nhất trong y thuật được lão già kia truyền lại chính là thuật luyện đan. Mà anh vì để có thể dùng linh dược, vốn không luyện thành đan dược nên đành luyện thành thuốc tễ. Nếu dùng cách đó với loại linh dược này thì đúng là một sự lãng phí. Vì nếu luyện thành thuốc tễ thì một phần dược tính sẽ bị hao hụt. Còn nếu luyện thành đan dược thì đảm bảo rằng dược tính sẽ không bị mất đi ở mức cao nhất. Tuy lò luyện đan này trông hơi cũ kỹ, nhưng vì cũ kỹ nên chứng nó đã được sử dụng rất nhiều lần. Nếu dùng lò luyện đan như vậy sẽ dễ dàng hơn. Chưa kể, lò luyện đan này tuy hơi cũ nhưng trọng lượng không hề nhẹ. Trần Triệu Dương dùng một tay nâng nó lên, có thể cảm nhận được một loại cảm giác nặng trịch, cảm thấy rất tốt. Nhưng lò luyện đan có tốt hay không còn phải xem nó có thể luyện ra được đan dược hay không, và chất lượng của đan dược sẽ như thế nào. Đây là những yếu tố then chốt để xác minh lò luyện đan có tốt hay không. Trần Triệu Dương rất háo hức bắt đầu tìm báu vật trong kho báu, đồng thời anh còn phân loại đống báu vật này ra, dĩ nhiên không phải chia theo loại mà chia theo công dụng của nó. Dù gì trong này có rất nhiều thứ Trần Triệu Dương cũng không dùng hết, nhưng nếu đã tới một lần thì đem hết đi cũng tốt. Lúc Trần Triệu Dương chìm đắm trong đống báu vật này thì điện thoại của anh bỗng reo lên. Được, tôi đi đón các anh, Trần Triệu Dương dĩ nhiên không dám cho Tăng Kim Lai đi vào như vậy. Dù gì Kỳ Môn Sơn tốt xấu gì cũng là tông môn, có vài nơi e là cũng có sự kiêng kỵ gì đó. Lỡ như động vào nơi không nên động vào thì tới lúc chết cũng không biết tại sao lại chết. Còn về báu vật trong này, lúc Trần Triệu Dương ra ngoài thì trực tiếp đem vài khối đá khổng lồ chặn cửa chính đi vào kho báu. Nếu có người muốn đi vào kho báu để cướp báu vật, vậy thì chỉ có một cách chính là rời tảng đá này đi. Mà chuyện rời mấy tảng đá này không phải chuyện dễ dàng. Cho dù có người muốn ra tay với kho báu này thì e là chưa kịp rời tảng đá này đi thì Trần Triệu Dương đã quay lại. Sau đó Trần Triệu Dương đón Tăng Kim Lai và bọn người mà anh ta đưa tới. Còn về đám người của Kỳ Môn Sơn, Trần Triệu Dương vốn không hề để tâm tới, bỏ chạy cũng được, đỡ tốn công anh ra tay giết. Anh lại không phải quỷ giết người, cũng không thích giết người, có thể không giết thì không cần truy cùng đuổi tận. Anh Tăng, đám người này đáng tin không vậy? Trần Triệu Dương đột nhiên nghĩ tới một vấn đề. Lần này mấy thứ cần chuyển đi đều rất quý giá, nếu không phải người đáng tin thì e là sẽ có vấn đề. Anh Trần, anh cứ yên tâm đi, những người này ngay từ đầu đã đi theo tôi, trước giờ chưa hề xảy ra sơ suất gì. Tăng Kim Lai nghe Trần Triệu Dương nói vậy nên anh ta lập tức võ ngực bảo đảm. Những người mà Tăng Kim Lai đưa tới đều trang bị hết sức chu toàn, vì kho báu này ở dưới vách núi, cho nên đem cả cần cầu theo. Điểm này khiến Trần Triệu Dương không khỏi gật đầu, xem ra đám người này quả nhiên rất chuyên nghiệp. Nếu đích thân anh đi chuyển mấy thứ này, cũng không thể cứ chuyển mãi một cách như vậy được. Được, vậy thì chuẩn bị bắt đầu đi, Trần Triệu Dương gật đầu, lập tức đưa nhóm người này tới phía trên vách núi. Đồ ở bên dưới, chúng ta trước tiên phải đi xuống đã. Sau đó chuyển đồ ra, Trần Triệu Dương chỉ vào bên dưới vách núi và nói. Nghe Trần Triệu Dương nói vậy. Đám người Tăng Kim Lai đưa tới bắt đầu thăm dò, nhanh chóng dựng giàn giáo và lắp đặt cần cầu. Lợi hại, Trần Triệu Dương giơ ngón tay cái lên với những người này, sau đó anh quay người nhảy thẳng xuống bên dưới. À, vốn dĩ những người này vẫn khá đắc ý,
nhưng lúc họ thấy Trần Triệu Dương trực tiếp nhảy xuống dưới vách đá thì toàn bộ đều giật mình hét lên, nhanh chóng đi tới phía trước vách núi. Lúc họ thấy Trần Triệu Dương đang đứng ở tảng đá nhô ra và cười với họ thì đột nhiên ai nấy cũng há hốc mồm. Họ không ngờ sẽ có kết quả này. Cũng may người không sao, nhưng họ bắt đầu nhìn chàng thanh niên trẻ này bằng con mắt khác. Đây là người có bản lĩnh thật sự. Hễ là người có bản lĩnh thì đáng được tôn kính. Trần Triệu Dương dĩ nhiên không biết hình tượng của mình trong lòng họ thế nào. Họ nhanh chóng đưa cần cẩu xuống. Tất cả đều kinh ngạc khi thấy lưng chừng núi thì có người xây nên một hang động lớn như vậy. Hơn nữa, xem ra thì hang động này tuyệt đối không phải vừa mới xây xong, chắc cũng có thâm o gạch dưới niên rồi. Nơi này chắc không phải có chứa kho báu gì chứ. Nghĩ tới đây, đôi mắt của họ đột nhiên nóng rực. Nhưng Trần Triệu Dương cũng không nhìn thấy ý tham vọng trong mắt của họ. Nói cách khác, đám người này đơn thuần chỉ là tò mò thôi. Lúc này, Trần Triệu Dương mới hiểu tại sao Tăng Kim Lai lại nói những người này rất đáng tin. E rằng không chỉ đơn giản vì những người này quen biết với Tăng Kim Lai lâu năm, mà vì phẩm chất của những người này rất đáng tin. Chờ sau khi họ xuống núi, Trần Triệu Dương bèn đi tới phía trước kho báu. Anh đưa tay ra, hai tay trực tiếp ôm lấy tảng đá to đùng chặn ở cửa. Lần này họ lại kinh ngạc một phen. Vì tảng đá này đúng là quá lớn. Tảng đá lớn như vậy, e là ít nhất cũng nặng vài trăm ký. Nhưng Trần Triệu Dương lại trực tiếp ôm lên, sau đó rời nó sang một bên, đây quả thật khiến họ phải mở mang tâm mắt. Được rồi, đồ ở bên trong, vào trong thôi, Trần Triệu Dương dĩ nhiên là muốn ra oai trước mặt những người này, bất kể những người này có phải người Tăng Kim Lai tin tưởng hay không, nhưng bản thân anh phải để họ hiểu, anh cũng không phải người dễ động vào. Là fan số một của Trần Triệu Dương. Tăng Kim Lai thấy anh thể hiện oai phong như vậy thì dĩ nhiên là vui mừng khôn xiết, anh ta cơ bản không suy nghĩ sâu xa thêm. Chuyện tiếp theo rất đơn giản, những người mà Tăng Kim Lai đưa tới đều rất có năng lực, họ nhanh chóng chuyển hết mấy thứ này đi. Còn về đống linh dược và đơn dược, Trần Triệu Dương không để họ chuyển đi. Dù gì mấy thứ này quá quý giá, cũng dễ hư hại, anh cũng không muốn mạo hiểm. Những thứ này cần dùng cách tốt nhất để bảo quản. Tăng Kim Lai dùng vận tải tư nhân của mình để vận chuyển những thứ này cho Trần Triệu Dương. Những thứ này dĩ nhiên là chuyển tới Hồ Lộc Minh. Đợi khi sắp xếp mấy thứ này xong thì trời cũng đã muộn, Trần Triệu Dương trực tiếp kêu Tăng Kim Lai đưa anh về. Còn về biệt thự mà Lữ Đại Vĩ tặng anh, đợi tới sáng mai hãy đi xem vậy. Về tới nhà, Tăng Kim Lai dĩ nhiên không dám làm phiền Trần Triệu Dương. Sau khi ăn xong thì anh ta bèn viện cớ để rời khỏi. Đợi sau khi Tăng Kim Lai rời khỏi, vốn dĩ Nam Cung Yến đang cười niềm nở thì bỗng dưng ngưng lại. Cô nhìn Trần Triệu Dương với ánh mắt đầy sát khí. Nói, ban ngày đi đâu vậy, Nam Cung Yến vốn dĩ là muốn chất vấn Trần Triệu Dương, nhưng sau khi cô hỏi câu này thì giọng lại nghẹn ngào. Không có đi đâu cả, anh chỉ ra ngoài đi dạo thôi, Trần Triệu Dương hơi đơ người ra, trước câu hỏi của vợ mình thì anh không dám nói thật, nói ra thì sợ vợ mình sẽ lo lắng. Anh! Nghe câu trả lời như có như không của Trần Triệu Dương, trong lòng Nam Cung Yến lại thấy khó chịu. Sau này anh có chuyện gì thì có thể nói cho em biết được không? Em không muốn mình cứ chẳng hay biết gì. Chuyện hôm nay em đã biết rồi Trần gia à? Nam Cung Yến tức giận trừng mắt nhìn Trần Triệu Dương, sau đó hùng hổ nói. Nghe Nam Cung Yến nói vậy, Trần Triệu Dương đột nhiên hơi xấu hổ, thật không ngờ ngay cả vợ mình cũng biết chuyện này. Là ai nói em nghe vậy? Vợ à, em yên tâm đi. Chuyện này không có nguy hiểm như em tưởng đâu. Thật ra anh nắm chắc mọi chuyện hết rồi. Trần Triệu Dương đột nhiên nhớ ra, lúc đầu hẹn quyết đấu với Vân Hạn Lâm, Nam Cung Yến đúng lúc cũng đang đứng bên cạnh. Chuyện này chắc cô cũng biết. Nếu không phải Tuyên Hoàng nói em biết, xém chút là em quên mất chuyện là anh đồng ý với người ta, hôm nay sẽ quyết đấu. Thần sắc của Nam Cung Yến lo âu, quan sát Trần Triệu Dương một lượt, sợ anh thật sự xảy ra chuyện. Thì ra là con nhóc này à? Nhưng làm sao cô ấy biết chuyện? Trần Triệu Dương vừa nghe thì bỗng dưng thấy có chút hơi bực bội. Cô nhóc này lại dám bán đứng mình, sớm biết thì lúc đầu không đưa cô ấy theo về nhà rồi. Em cũng không biết, anh nói đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tuy Nam Cung Yến đã thấy Trần Triệu Dương không bị sao cả, nhưng cô vẫn muốn biết chi tiết vụ việc. Chuyện là như thế này, nghe vợ mình nói vậy, Trần Triệu Dương biết là không thể giấu tiếp được. Nữa, nếu đã biết thì nói cô nghe cũng không sao cả. Trần Triệu Dương bèn kể những chuyện xảy ra cho Nam Cung Yến nghe. Tuy anh chỉ tóm tắt vài chỗ mạo hiểm, nhưng Nam Cung Yến vẫn cảm nhận được sự nguy hiểm trong đó. Sau này,
cấm anh không được làm những chuyện nguy hiểm như vậy nữa, nếu không, em sẽ không thèm quan tâm tới anh nữa đâu đấy, Nam Cung Yến uy hiếp Trần Triệu Dương bằng giọng điệu giận dỗi. Được rồi, sau này anh sẽ không làm những việc nguy hiểm đó nữa mà chỉ làm những việc mình chắc chắn mà thôi, Trần Triệu Dương nghe vợ quan tâm đến mình như vậy thì vui như mở cờ trong bụng, lập tức hứa hẹn. Như vậy còn được, Nam Cung Yến gật đầu hài lòng, nhưng sau đó cô liền phản ứng lại. Anh vừa mới nói chỉ làm những chuyện chắc chắn sao, trong mắt Nam Cung Yến dấy lên một tia nguy hiểm, lạnh lùng nhìn Trần Triệu Dương hỏi. Đúng vậy, sao vậy? Vợ à, đừng lo, anh mới không thèm làm những việc mà không nắm chắc đâu mà. Trần Triệu Dương không nhận ra sát khí nguy hiểm trong giọng nói của vợ mình, liền nói với vẻ mặt hớn hở. Tốt lắm, anh được lắm, Nam Cung Yến nghiến chặt răng, giọng nói rít qua kẽ răng, sau đó giẫm vào Trần Triệu Dương một cái trước khi anh kịp phản ứng. Làm sao anh biết rằng Nam Cung Yến sẽ đột ngột ra tay như vậy, trực tiếp bị cô giẫm trúng. Chân khí trong người theo bản năng muốn đánh trả lại, nhưng chợt nhớ đây là vợ mình, sợ cô bị thương bởi đòn phản kích tự động của chân khí trong cơ thể, nên anh đã nhanh chóng khống chế lại. Chỉ có một kết quả sau khi anh đã khống chế lại sức mạnh. Đó là bị Nam Cung Yến đuổi ra khỏi phòng. Vợ à, chuyện này là sao vậy? Vẻ mặt của Trần Triệu Dương lúc này ngơ ngác không hiểu gì. Làm sao anh có thể ngờ được vợ mình lại đột nhiên ra tay vậy? À không, là động chân mới đúng. Không quản là động tay hay động chân thì cũng đều không đúng. Anh tự kiểm điểm lại mình đi, lại còn muốn chơi chữ với em, cũng không xem cho kỹ bổn cô nương này làm nghề gì, hứ. Tối nay anh ngủ ở phòng khách đi, Nam Cung Yến mở cửa phòng, sau đó bá đạo nói. Vợ à, đừng mà, anh không muốn ngủ ở phòng khách, Trần Triệu Dương bị Nam Cung Yến đuổi ra khỏi phòng thì vô cùng khổ sở nói. Này, anh ở bên ngoài làm gì vậy? Sao không vào phòng? Đúng lúc này, Tuyên Hoàng mở cửa phòng bước vào thì nhìn Trần Triệu Dương với vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Nghe được lời của Tuyên Hoàng, Trần Triệu Dương đột nhiên cảm thấy bực bội, lập tức tức giận nhìn cô ấy. Nếu không phải cô nhóc này nói với Nam Cung Yến thì mình cũng sẽ không bị đuổi ra ngoài rồi, tất cả đều tại cô nhóc này. Khụ khụ, ý gì chứ? Tôi hơi mệt, tôi phải vào phòng nghỉ ngơi rồi. Trước ánh mắt phẫn uất của Trần Triệu Dương, Tuyên Hoàng lập tức đoán ra nguyên nhân của việc này, trong lòng đột nhiên cảm thấy chột dạ, lập tức nhanh như chớp chạy vào trong phòng mình. Cô, tức chết đi mất, nhìn thấy Tuyên Hoàng chạy nhanh vào trong phòng, Trần Triệu Dương vô cùng bực bội, nhưng lại chẳng thể làm gì được. Hết cách, Trần Triệu Dương đành phải ngủ trên ghế sofa trong phòng khách, may mà anh ngủ ở đâu cũng chỉ ngồi thiền, có điều không có Nam Cung Yến ở bên cạnh nên độ dày của linh khí này kém đi rất nhiều. Tuy nhiên, có còn hơn không? Tốt xấu gì cũng khá gần với Nam Cung Yến, độ dày của linh khí vẫn mạnh hơn nhiều so với ở Hồ Lộc Minh. Sau một đêm không có gì đáng nhắc tới, ngày hôm sau, Trần Triệu Dương đã dậy thật sớm đi mua rau, bắt đầu làm điểm tâm. Dù không biết tối hôm qua mình đã chọc Nam Cung Yến tức giận như thế nào nhưng thái độ của mình rất quan trọng, không thể để một người phụ nữ xinh đẹp như Nam Cung Yến đến xin lỗi mình được, vì vậy phải xem vào biểu hiện của anh rồi. Bữa sáng này được gọi là vô cùng thịnh soạn. Kết hợp giữa phong cách Hoa Hạ và phương Tây, bánh quẩy sữa đậu nành, bánh bao, bánh mì, sandwich, sữa, bánh mì không phải bánh mì thông thường mà là bánh mì được nướng theo công thức bí mật độc quyền của Trần Triệu Dương. Cả một bàn ăn sáng đã được bày biện sẵn, trong lòng anh vô cùng hớn hở đợi Nam Cung Yến thức dậy để ăn sáng. Qua, hôm nay là ngày gì vậy? Bữa sáng phong phú như vậy, thật hạnh phúc quá đi mất, Tuyên Hoàng thức dậy đầu tiên, nhìn thấy trên bàn được bày biện đầy thức ăn. Cô ấy lập tức vui mừng khôn xiết, nhanh chóng chạy tới, chuẩn bị ăn ngấu nghiến. Đang làm gì vậy, còn chưa rửa tay, mau đi làm vệ sinh cá nhân đi, nhìn thấy Tuyên Hoàng trực tiếp xông đến, Trần Triệu Dương nhanh chóng ngăn lại. Không thể để cô nhóc này phá hỏng kế hoạch xin lỗi của mình được. Biết rồi, nghe Trần Triệu Dương nói vậy, Tuyên Hoàng chợt bĩu môi, hung hăng đi về phòng làm vệ sinh cá nhân. Nhưng đúng lúc này, Nam Cung Yến đi ra khỏi phòng. Cô đã rửa mặt và trang điểm xong. Vợ à, em phải đi làm rồi sao? Mau lại ăn sáng đi, Trần Triệu Dương nhìn thấy Nam Cung Yến từ trong phòng đi ra thì lập tức ân cần chào hỏi. Hứ, sao vậy? Đã hiểu tại sao hôm qua em lại tức giận rồi sao? Ngay khi Nam Cung Yến đẩy cửa ra, cô đã nhìn thấy một bàn đầy thức ăn sáng. Nhìn thấy vậy, cô không khỏi nuốt nước bột ừng ực, cô tất nhiên biết. Một khi Trần Triệu Dương trổ tài nấu nướng thì nhất định sẽ ngon hơn đồ ăn nấu ở những nơi bình thường. Vốn dĩ Nam Cung Yến thực sự không muốn để ý đến Trần Triệu Dương, nhưng bụng cô đã phản bội cô.
Có một tiếng kêu ọc ọc phát ra từ trong bụng cô, khiến Trần Triệu Dương đột nhiên liếc nhìn. Nhìn cái gì mà nhìn? Lẽ nào chưa thấy qua người đẹp đói bụng sao? Mặt Nam Cung Yến đỏ bừng lên, tức giận ngồi vào bàn ăn, trực tiếp cầm điểm tâm lên và bắt đầu ăn. Vợ à, đây là phiên bản thu nhỏ của tất cả những bữa sáng anh làm. Nếu đã không muốn ăn no, thì cũng không được ăn ít đâu đấy. Nhìn thấy vợ đang ngồi vào bàn chuẩn bị ăn thì Trần Triệu Dương vội vàng đi vào bếp, mang bữa sáng đã được anh dày công chuẩn bị lên. Nam Cung Yến vốn đã cản một miếng sandwich, nhưng khi nhìn thấy đĩa điểm tâm nhỏ mà Trần Triệu Dương mang lên, mắt cô chợt sáng lên, lập tức đặt miếng sandwich đã căn một miếng xuống đĩa, rồi giật lấy đĩa điểm tâm từ tay của anh. Đẹp quá à, em không nỡ ăn, Nam Cung Yến nhìn bữa sáng hình trái tim trước mặt, hai mắt sáng lên. Chỉ là bữa sáng thôi mà. Sau này, mỗi ngày anh cũng sẽ làm bữa sáng này cho em, khi thấy Nam Cung Yến không nỡ ăn thì anh lập tức cưng chiều nói. Đây là lời anh nói đấy, không được phép hối hận, khi Nam Cung Yến nghe thấy lời hứa của Trần. Triệu Dương, liền ngẩng đầu lên, nghiêm mặt nói. Đúng vậy, không hối hận, nhìn vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của Nam Cung Yến, Trần Triệu Dương chợt ngây người ra, sau đó mới phản ứng lại. Cô chính là muốn mình luôn ở bên cạnh cô. Không muốn mình gặp phải bất cứ nguy hiểm gì. Qua, chị Tiểu Yến, bữa sáng của chị đẹp quá đi, thật là tinh tế, em cũng muốn nữa, chính vào lúc bầu không khí giữa anh và cô bắt đầu có chút tiến triển thì bỗng nhiên một giọng nói đầy ngưỡng mộ vang lên. Tuyên Hoàng hối hả chạy tới, nhìn bữa sáng tinh xảo trên bàn với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, rồi nhìn Nam Cung Yến ra vẻ đáng thương. Không chịu nổi em nữa mà, ngồi xuống ăn đi. Nam Cung Yến không thể nào chịu được ánh mắt đáng thương đó của Tuyên Hoàng nên bảo cô ấy ngồi xuống. Cảm ơn chị, nghe thấy lời của Nam Cung Yến thì Tuyên Hoàng vô cùng vui vẻ, lập tức ngồi xuống với Nam Cung Yến để bắt đầu ăn cơm. Đợi đến khi hai người ăn xong thì Trần Triệu Dương mới nhớ ra biệt thự mà Lữ Đại Vĩ đã cho anh, thì đột nhiên nảy ra một ý tưởng, bữa sáng nay bị Tuyên Hoàng quấy rầy mất rồi, bây giờ anh dẫn vợ mình đi xem biệt thự có lẽ sẽ khiến thái độ của cô với mình tốt lên một chút. Vợ à, hôm nay có bận chuyện gì không? Trần Triệu Dương thấy Nam Cung Yến ăn xong nhưng không có ý định đi đâu thì sát lại, hỏi. Sao, có chuyện gì sao? Nghe thấy Trần Triệu Dương hỏi thế thì Nam Cung Yến tò mò hỏi lại. Tất nhiên, đưa em đến một nơi này, thấy vợ mình hứng thú thì Trần Triệu Dương vô cùng tích cực, anh nói một cách thần bí. Chỗ nào cơ, tôi cũng muốn đi, Tuyên Hoàng đang đứng bên cạnh cũng vô cùng hưng phấn, vừa giơ tay vừa hét ầm lên. Trần Triệu Dương nghe thấy thế thì lập tức vỗ đầu một cái. Ở đâu ra một cô nhóc thế này cơ chứ? Chỉ là nghĩ đến việc nếu như chuyển đến biệt thự khác ở thì cô nhóc này sớm muộn cũng sẽ đi theo, nếu đã như thế thì đưa cả cô ấy đi luôn cũng được. Được, hôm nay em đi với chị, Nam Cung Yến nghe thấy thế thì nắm chặt cánh tay của Tuyên Hoàng, cười nói. Tốt quá đi mất, em không phải cô đơn nữa rồi, Tuyên Hoàng nghe thấy Nam Cung Yến đồng ý với mình thì vui mừng khôn xiết. Trần Triệu Dương cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, không có ai hỏi ý kiến của anh hay sao. Nhưng mà anh không dám nói những lời này trước mặt hai người họ, nếu không chắc chắn là sẽ bị đánh chết mất. Trần Triệu Dương lái xe dẫn theo hai người đến biệt thự mà Lữ Đại Vĩ nói. Đây là hướng đi đến Thiên Sướng Viên sao, thấy hướng đi của chiếc xe thì Tuyên Hoàng mở to mắt nói. Ừ, đúng thế, Trần Triệu Dương gật đầu. Khi Lữ Đại Vĩ đưa anh chìa khóa thì hình như có nói là biệt thự số 01 ở Thiên Sướng Viên, trước khi đến anh cũng đã hỏi thăm những người ở biệt thự thì đúng là ở đây. Chúng ta đến Thiên Sướng Viên làm gì, Nam Cung Yến không hiểu nên hỏi lại. Tất nhiên là đến xem nhà rồi, em nghĩ chắc là anh Triệu Dương chuẩn bị cho chị một căn nhà vô cùng rộng lớn, hôm nay rảnh nên muốn đưa chị đi, đôi mắt tròn xoe như trân châu của Tuyên Hoàng đảo qua đảo lại rồi cười híp mắt, đoán. Trần Triệu Dương lập tức trừng lớn mắt. Cô nhóc này đúng là xấu xa mà, thế mà lại bẫy anh. Nam Cung Yến nhìn Trần Triệu Dương một cách mơ hồ, cô muốn biết đây có phải là sự thật hay không. Đến nơi thì hai người sẽ biết thôi, Trần Triệu Dương không muốn nói luôn lúc này, nếu mà nói ra không phải sẽ khiến cho Tuyên Hoàng có cơ hội đắc ý hay sao. Tuy rằng chút nữa đến biệt thự thì cũng biết cả thôi. Đừng có đánh trống lảng, tôi biết là thật mà, tôi cũng không hiếm lạ gì, nghe thấy lời Trần Triệu Dương nói thì Tuyên Hoàng tức giận đáp lại. Trần Triệu Dương cũng không biết làm sao với cô nhóc này. Rất nhanh xe đã đi đến Thiên Sướng Viên, vừa tiến vào cửa đã nhìn thấy một trang viên vô cùng rộng lớn, những bụi cây trong này vô cùng cao lớn và rậm rạp như một mê cung vậy, cây nào cây nấy đều cao đến 3-4 mét, kể cả có nhảy lên cũng không thể nhìn thấy đường cái bên ngoài được.
Mê cung cây cối này thiết kế không tồi, nhìn thấy khung cảnh này thì Tuyên Hoàng khen không dứt miệng. Hừ, đúng là lũ nhà quê, ngay lúc này có một chiếc xe dừng lại trước đầu xe bọn họ, một người phụ nữ trang điểm loè loẹt từ trong xe đi ra một cách kiêu ngạo, ngẩng cao đầu, kinh thường nói với đám người Trần Triệu Dương. Ba người Trần Triệu Dương đang thưởng thức mê cung cây cối sau khi nghe thấy lời người đó nói thì đều nhăn hết cả mày lại, rồi nhìn người phụ nữ đó một cách khó chịu. Hình như có tiếng một con ruồi vo ve mãi, mấy người có nghe thấy không? Trần Triệu Dương liếc nhìn người phụ nữ ngu ngốc kia một cái rồi nói. Hả, Nam Cung Yến tuy rằng rất thông minh nhưng cách chơi chữ thế này không phải sở trường của cô, nên trong chốc lát cô không phản ứng lại được. Đừng có nói thế. Anh nói như thế không phải là xúc phạm đến bọn ruồi rồi hay sao? Tuyên Hoàng cười nói. Các người, vốn muốn cười nhạo một cái rồi đi nhưng kết quả là còn chưa nói được câu nào đã bị đám Trần Triệu Dương chặn họng rồi. Chồng à, họ bắt nạt em không biết đâu, anh phải báo thù cho em. Em muốn hủy dung hai người phụ nữ này còn tên đàn ông kia thì chặt đứt tứ chi hắn là được. Người phụ nữ tức giận quay lại nói với người đàn ông ở trên xe. Chỉ là lời nói của bà ta không được đáp lại. Tên chồng béo mập của bà ta đang nhìn chằm chằm phía đối diện, đến nước bọt cũng sắp chảy hết ra rồi. Người phụ nữ nhìn thấy chồng mình như thế thì vô cùng kinh ngạc, khi nấy bà ta muốn giễu cợt đám người này đơn giản chỉ vì thấy người phụ nữ kia xinh đẹp hơn bà ta không chịu được nên mới muốn đàn áp một chút. Chỉ là không ngờ đến, cái trò mà bà ta tự cho là thông minh ấy lại khiến cho người đàn ông của mình có ý nghĩ xấu với người đàn bà kia, điều này khiến cho bà ta không thể nào chấp nhận được. Trần Triệu Dương nghe thấy lời nói của người phụ nữ này thì nhăn mày lại, bà ta đúng là quá độc ác, chỉ với một hai câu lời qua tiếng lại mà đã muốn hủy hoại người khác. Câm miệng cho tôi, ở đây không có chỗ cho bà nói chuyện, lúc này thì người đàn ông mới phản ứng lại, lập tức thu lại sự dê xồm của mình mà nghiêm túc dạy dỗ người phụ nữ kia. La Dũng Đức, có phải ông thích người phụ nữ kia rồi đúng không? Tôi nói cho ông biết, ông thích người ta thì người ta cũng không thích ông đâu, không nhìn thấy tên trai bao của cô ta kia hay sao? Người phụ nữ lúc này sắp phát điên lên rồi, La Dũng Đức thế mà lại dám mắng bà ta trước mặt nhiều người như vậy, bà ta không cần thể diện hay sao? Bà điên này, câm mồm cho tôi, sắc mặt La Dũng Đức lúc này vô cùng khó coi, bị người phụ nữ của mình nói toạc mọi chuyện ra trước mặt nhiều người thế này nên ông ta thấy xấu hổ. Tên họ La, ông đừng có quên, nếu không có bà đây thì La Dũng Đức ông là cái thá gì? Nếu ông dám đối xử với tôi như vậy thì có tin tôi sẽ nói cho người nhà tôi biết không? Đến lúc đó thì ông xong rồi, người đàn bà nghe thấy ông ta dám quát mình thì không màng thể diện, tức giận hét lên. Đừng có nói là bà muốn bảo tên anh trai ngu ngốc kia đến dạy dỗ tôi, bà thử gọi xem anh ta có dám không. Nếu mà dám thì sợ rằng sau này anh ta không thể nào sống cuộc sống ăn chơi đàng điếm như bây giờ nữa rồi, La Dũng Đức cười gằn một tiếng, không nể nang gì nữa mà nói. Ba người Trần Triệu Dương cũng không muốn đứng đây nghe hai người tranh cãi nữa nên lập tức xuống xe đi vào trong. Tên họ La này làm ăn phát đạt được là nhờ có người phụ nữ đó, thế mà bây giờ lại không còn yêu bà ta nữa, đúng là vật họp theo loài mà, chó mèo. Cắn nhau đúng là đặc sắc, Tuyên Hoàng nói với Trần Triệu Dương và Nam Cung Yến. Cô chỉ biết xen vào chuyện người khác, không sợ gây họa sao, được rồi, vào trong đi, nghe được lời nói cười trên nỗi đau người khác của Tuyên Hoàng như vậy thì Trần Triệu Dương chỉ biết lắc đầu một cách bất lực. Sợ gì chứ? Hai người chó má kia, nhìn là biết không phải người tốt lành gì rồi, chúng ta thực sự không ở lại để xem tiếp à, Tuyên Hoàng tiếc nuối nói. Nếu mà muốn xem thì cô tự đi mà xem, chúng tôi đi trước, Trần Triệu Dương cũng lười phải quản cô ấy, nên anh lập tức kéo Nam Cung Yến đi vào bên trong. Ai ya, đợi tôi với, tôi không xem nữa là được chứ gì, thấy Trần Triệu Dương đi thật thì Tuyên Hoàng vội vã đuổi theo. Chào anh, tôi đến xem biệt thự số 01. Đến phía trong trang viên thì Trần Triệu Dương nói với người ở trong đó. Trang viên này chính là phòng kinh doanh, nhìn qua vô cùng lộng lẫy xa hoa, chỉ là được thiết kế dưới dạng trang viên chứ không phải là trang viên thật. Ở nước ngoài thì Trần Triệu Dương cũng thấy qua không ít trang viên cao cấp rồi, đây làm gì phải trang viên cơ chứ, đúng là làm nhục cái danh trang viên mà. Xin lỗi anh, biệt thự số 01 đã được mua lại rồi, hơn nữa vừa giao nhà hai hôm trước, nếu không anh xem biệt thự khác được không? Người phụ trách vừa nghe thấy thì liếc nhìn người đàn ông trước mặt một lần, thấy có hai người phụ nữ đi theo bên cạnh thì anh ta biết lại là một tên làm màu, ai mà không biết biệt thự số 01 được bán rồi chứ, thế mà lại còn muốn đến đó để xem, không phải làm màu thì là gì. Tuy rằng anh ta nói một cách khách sáo nhưng ai cũng nhìn ra được sự khinh thường trong ánh mắt anh ta. Ha ha,
không sai, đi xem biệt thự khác đi, biệt thự số 01 này không phải chó mèo gì đều xem được, đừng mơ mộng đến nó nữa. Ngay lúc Trần Triệu Dương đang không vui, định nói biệt thự đó là của mình thì một tiếng nói vô cùng phách lối truyền đến. Anh quay người lại nhìn thì thấy La Dũng Đức và người đàn bà lúc nấy đang đi về phía này. Điều khiến cho đám người Trần Triệu Dương bất ngờ là, người đàn bà kia không còn lại chút dấu vết nào của sự tức giận nữa mà lại có bộ dạng ngoan ngoãn nép sát vào người La Dũng Đức. Dù vừa rồi ông ta vừa dạy dỗ bà ta một hồi. Thật là xui xẻo, sao ở đâu cũng thấy đám chó các người cơ chứ. Vẫn chưa xong sao, không đợi Trần Triệu Dương nói gì thì Tuyên Hoàng đã tức giận rồi không khách sáo chút nào, nói. Con nhóc kia, tuổi không lớn là bao mà lại nói ra mấy lời khó nghe thế, người lớn trong nhà không dạy dỗ cô hay sao, làm người đừng có mà kiêu ngạo quá, nếu không sẽ rất dễ bị tổn thương đấy. Lớn lên cũng xinh đẹp, nếu bán ra ngoài chắc chắn rất được đón nhận, La Dũng Đức lúc này mới phát hiện cô nhóc này khá cá tính, nên ông ta mới không nhịn được trêu ghẹo. Trần Triệu Dương, xé rách cái mồm chó của ông ta cho em, Trần Triệu Dương và Tuyên Hoàng vẫn còn chưa nổi giận thì Nam Cung Yến đã bộc phát trước rồi. Tuy rằng Tuyên Hoàng được họ nhặt về giữa đường nhưng qua hai ngày tiếp xúc thì cô thực sự rất thích cô nhóc này, biết cô là một cô nhi, mà những người như thế thường không thích bị người khác nói không có giáo dục, đây không phải chính là sát muối lên miệng vết thương hay sao? Vợ à, em cứ yên tâm đi, anh sẽ khiến em hài lòng, Trần Triệu Dương gật đầu rồi đi về phía La Dũng Đức, rõ ràng là muốn làm theo mệnh lệnh của vợ mình.